Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 69. Trịnh Khuông, người cái này tên khốn kiếp, chân không tự vô dục chủ trì trực tiếp bạo thô tục, căm tức nhìn Trịnh Bá, mắng các ngươi những thứ này tiểu nhân vô sỉ, lại có thể để cho Diệp Thí Thiên tập kích giết chúng ta trăm phái nhiều đệ tử như vậy. Đáng chết. Diệp Thí Thiên tiểu xúc sinh này đáng chết. Trịnh Khuông, đừng lấy là ngươi là Bắc Cung người gia tộc, chúng ta cũng không dám giết ngươi. Thậm chí Thất tiểu thư, người khỏe độc lòng, lại có thể phái Diệp Thí Thiên đi vào, muốn tiêu diệt ta trăm phái thanh niên võ giả, người thật là ác độc à. Ngươi nếu không phải Bắc Cung gia tộc Thất tiểu thư, hôm nay lão phu đem ngươi lột da rút gân. Không thiếu thần vương cảnh đỉnh cấp, hỗn nguyên cảnh tầng 1 tầng 2 ngày trưởng lão chỉ Trịnh Bá và Bắc Cung Tử Ngọc tức giận mắng. Bắc Cung Tử Ngọc một mặt thảm trắng, nguyên lấy vi sư phó sẽ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới, xảy ra chuyện là những người khác. Không. Chính xác mà nói, trừ đi sư phụ ra. Những thứ khác trăm phái võ giả, liền không có mấy người may mắn còn sống sót. Ngày hôm qua may mắn còn sống sót đệ tử trốn ra được báo tin, Trần Bản cùng hơn 300 vị phá cảnh thần vương cảnh võ giả, cộng thêm hơn 500 vị nhập thần cảnh hậu kỳ đệ tử, liên thủ cần phải công phá thiên thủ các, không nghĩ tới đánh tới thứ tầng 19, gặp phải hai tôn hỗn nguyên cảnh một tầng thiên chiến khôi. 800 thiên kiêu, 800 kiêu ngạo, gãy kích trầm xa, chết vượt qua 700 người, 500 vị nhập thần cảnh đệ tử toàn diệt. 350 thần vương cảnh đệ tử, tiêu diệt 200 vị có thừa. Hơn nữa, ở thứ 20 quan lúc, lại gặp phải năm đó Kim Phật Mật Tông chủ chỉ ác niệm biến thành ra hỗn nguyên cảnh nhị tầng thiên cường giả, còn lại 150 vị thần vương cảnh đệ tử, cơ hồ toàn diệt, niệm tâm hòa thượng cũng chết thảm chính giữa, thậm chí bao gồm Trần Bản, Vương Đạo, Lý Hoành, Khuông Bạch cùng Thiên Kiêu, tất cả chết trận. Còn lại mấy chục người may mắn còn sống sót, lui đến tầng 19, đến nay sống chết không biết. Loại chuyện này, trừ đi ở thiên thủ các tầng cao hơn Diệp Thí Thiên ra, ai làm được? Cho nên các phái nhận định, chính là Diệp Thí Thiên làm, cố ý hại các phái thanh niên võ giả. Bọn họ hận không được đem Diệp Thần ăn sống nuốt tươi. Bắc Cung Tử Ngọc sắc mặt tiều tụy, Trịnh Bá sắc mặt thương trắng, Vương Kỳ các người rối rít sử dụng mình hỗn nguyên tiên khí, tạo thành đại trận bảo vệ Thất tiểu thư. Một khi Thất tiểu thư xảy ra chuyện, bọn họ vô luận như thế nào đều phải chết. Trịnh Bá, bây giờ, nên làm cái gì? Bắc Cung Tử Ngọc nhẹ che chán, dư quang quét qua tức giận không thôi trăm phái các trưởng lão. Trăm phái trưởng lão? Trăm cái tông phái à, chính giữa đến gần bên trong cùng tông phái Phi Hạc Điện, Chân Không Tự, Tử Lâm Tông và Kim Đao Môn, bốn vị hỗn nguyên cảnh trung kỳ trưởng lão. Ngày hôm qua biết được Kim Phật chặt chẽ bên trong tông tình huống sau đó, hận không được lập tức vọt vào, nếu không phải kiêng kỵ mình các người vọt vào, rất có thể đưa đến không gian giam cầm văng tung tóe, ngược lại tổn thương đạt tới tự thân nói, bọn họ đã xông vào. Thứ nhì Tử Thiên Thành nhỏ, Tuyết Ưng Thành nhỏ, Trảm Nhật Phái, Ngày Tháng Tông, Máu Thiên Thành nhỏ cùng năm phái, đều có thần vương cảnh cường giả đỉnh phong ở chỗ này. Yếu hơn một chút 90 tông phái. Hơn nhiều ít thiếu đều có thần vương cảnh trưởng lão ở chỗ này, lại rất nhiều đều là thần vương cảnh trung kỳ, không thể so với Thiên Linh Thành chủ yếu nhiều ít, là một cổ cực mạnh cường đại lực lượng. Bây giờ, bọn họ đệ tử, bọn họ con cái, tuyệt đại đa số cũng bỏ mạng ở thiên thủ các bên trong. Hơn nữa, rơi xuống đều là thần vương cảnh hậu bối à. Nếu như nhập thần cảnh, chết lại hơn, cũng không có quan hệ gì, bởi vì không vào thần vương cảnh. Liền chưa tính là chân chính võ giả, thậm chí nhập tất cả loại địa phương đều có thể tùy thời tùy chỗ bị giết. Chỉ có thần vương cảnh, dù là thần vương cảnh một tầng thiên cường giả, vậy đủ để đánh chết mấy chục nhập thần cảnh 9 tầng thiên cường giả. Nhưng là bây giờ, trăm phái vẫn lạc thần vương cảnh đệ tử đến gần 400 vị. Cái này giống như là muốn bọn họ mệnh à. Đáng hận Diệp Thí Thiên. Rác rưởi, đáng chết tiểu súc sinh. Cái đừng tông phái trưởng lão chặt chẽ nắm thần vương khí, hận không được một khắc sau chờ Diệp Thần đi ra, trực tiếp nhất kích tiêu diệt. Ngày hôm qua còn đã như vậy. Vẫn lạc thần vương cảnh hơn 300 vị. Lâm Khoan trưởng lão thở dài một tiếng, dần dần nhìn về phía Bắc Cung Tử Ngọc và Trịnh Bá, nhẹ nói, 15 năm trước, mới nhậm chức Bắc Cung gia tộc gia chủ lên chức, lôi kéo hoặc là chèn ép ta trăm phái. Đem ta trăm phái chi hạt không thu,
hơn nữa dịch chuyển cái này càn khôn chi địa 10 thành bên trong. Mỗi một thành còn có một thành chủ, cần phải hoàn toàn quản hạt ta trăm phái. Như vậy, hắn than thở một tiếng, nhìn về phía những trưởng lão này, khẽ lắc đầu nói, như vậy, chúng ta cũng đã tiếp nhận, cũng không nói phản bội, nhưng thất tiểu thư ngươi được nhớ, ta trăm phái là thần phục ngươi Bắc Cung gia tộc, cũng không phải là cũng nhập ngươi Bắc Cung gia tộc. Thần phục, cũng là phụ thuộc, là chúng ta biểu thị thành tâm ra sức, Bắc Cung gia tộc nhưng có chiến sự, chúng ta ổn thỏa đem hết toàn lực ra tay. Nhưng là cũng nhập, ta trăm phái không có cũng nhập ngươi Bắc Cung gia tộc, ta trăm trong phái vụ không cần thất tiểu thư các ngươi tới nhúng tay. Hắn nhìn xem Mộc Toại Nguyệt, lại xem Vô Dục chủ trì, nói, 5 năm trước, Bắc Cung gia chủ cần phải để cho ta hoàn toàn sáp nhập vào Bắc Cung gia tộc, không được, hôm nay liền phái thất tiểu thư và tên này là Diệp Thí Thiên xúc sinh, tới đoạn ta trăm phái tương lai. Không tệ, tương lai, những thần kia vương cảnh đệ tử, chính là trăm phái tương lai. Bởi vì chưa dùng tới mấy trăm năm thời gian, bọn họ rất nhiều cũng sẽ trở thành là hỗn nguyên cảnh cường giả. Nhưng là, bây giờ bọn họ bỏ mình, ý nghĩa trăm phái tại hạ một cái giai đoạn sẽ có thời kỳ giáp hạt tình huống, vậy dự kỳ trăm phái tương hội tại bọn họ cái này một đời trưởng lão, hộ pháp mất đi hoặc là sau khi chết trận ngàn trong năm, khó đi nữa có nhiều ít hỗn nguyên cảnh cường giả chống đỡ. Thần vương cảnh, nhìn dễ dàng đến, nhưng mỗi một vị thần vương cảnh đệ tử, cũng đều là bọn họ hao hết tâm lực đào tạo. Ví dụ như Diệp Thần lúc ban đầu đến Linh Võ Đại Lục, thấy được hai phái đệ tử chém giết, lấy nuôi cổ phương thức quyết ra mạnh nhất đệ tử, lại thêm lấy đào tạo, làm hắn đột phá thần vương cảnh. Trong này, cần tài nguyên và thiên tài địa bảo, khó mà tính toán. Nhưng bây giờ, những đệ tử này chết, ba trong vòng 500 năm trăm phái còn có thể vận hành, nhưng là 700-800 năm thậm chí còn ngàn năm sau, bọn họ đem hoàn toàn suy yếu, không có 1-2-3 ngàn năm, chờ một chút hạ đại đệ tử lớn lên trước, trăm phái căn bản không có thể thành kết quả. Cho nên, Lâm Khoan mới sẽ nói Bắc Cung Tử Ngọc, Bắc Cung gia tộc tàn nhẫn. Các vị, các ngươi nói đây là ta sư phụ làm sự việc, có thể là cái hiểu lầm. Thêm nữa, ta sư phụ cho dù đột phá cũng chỉ là nhập thần cảnh, làm sao có thể. Bắc Cung Tử Ngọc vừa nói, mình cũng lâm vào mê mang ngay giữa. 350 vị thần vương cảnh đệ tử chết, bỏ mạng ở thiên thủ các, mà sư phụ ở thiên thủ các đột phá, chấn áp một khối. Nhưng là, không thể nào à. Sư phụ là thấp phú thế giới tới, làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Có thể tùy ý điều động thiên thủ các canh phòng, chu diệt hàng loạt thần vương cảnh thiên kiêu. Lời nói này đi ra ngoài, sợ rằng không người nào nguyện ý tin tưởng. Vì đào tạo phái ta đệ tử à. Dây dưa lúc dây dưa lực mấy chục năm, lại là tiêu hao trăm tích lũy nỗi năm thiên tài địa bảo. Cứ như vậy tống táng, cái đừng trưởng lão bi như vậy thở dài, không ở lắc đầu cảm khái, giờ phút này đều rất bi như vậy. Diệp Thí Thiên, Bắc Cung Tử Ngọc, Vương Thiên cặp mắt tỏa ra lửa giận, giận chỉ trước Bắc Cung Tử Ngọc, quát to, Diệp Thí Thiên là hạ giới tạp chủng, đích xác không có loại này lực lượng, nhưng là người Bắc Cung gia tộc đâu. Năm đó Kim Phật Mật Tông vẫn diệt ở trong tay các ngươi. Các ngươi làm sao có thể không có khống chế thiên thủ các năng lực? Hắn khí được cả người run rẩy, phẫn nộ quát, nhất định là người Bắc Cung Tử Ngọc để cho Diệp Thí Thiên làm. Bắc Cung Tử Ngọc, chúng ta có lẽ không giết được ngươi. Nhưng là, Diệp Thí Thiên, ngươi phải cho chúng ta giao ra. Không tệ, Vô Dục chủ chỉ vậy nói, Diệp Thí Thiên tên tiểu tạp chủng này, giao ra đây cho ta, bần tăng phải đem hắn xương nghiền thanh cho rắc, để báo ta chùa đệ tử thù. Trảm Nhật phái trưởng lão phẫn nộ quát, không sai, giao ra Diệp Thí Thiên. Chúng ta phải đem hắn tại chỗ xử tử. Hoàn toàn chu diệt Diệp Thí Thiên. Không thiếu trưởng lão chỉ có thể cưỡng ép muốn Bắc Cung Tử Ngọc giao ra Diệp Thí Thiên. Bọn họ uy hiếp Bắc Cung Tử Ngọc có thể, nhưng không thể giết Bắc Cung Tử Ngọc. Bởi vì đây là Bắc Cung gia chủ thương yêu nhất bảy nữ nhi. Nhưng Diệp Thí Thiên và Bắc Cung gia tộc không liên quan. Cái này hạ giới xúc sinh, phải xử tử. Diệp Thí Thiên cũng không phải là cái gì danh môn quý tộc, càng không có thân phận hiển hách, dứt khoát muốn báo thù, muốn cho hả giận cũng tìm Diệp Thí Thiên. Hôm nay, trăm phái trưởng lão hội tụ. Diệp Thí Thiên,
chết vậy được chết, không chết vậy được chết. Nếu không trăm phái trưởng lão không có một cái có thể trở về đi giao nộp. Các vị trưởng lão, không xong, Diệp Thí Thiên nhập ma, muốn giết chúng ta. Ngay tại lúc này, một vị thiên kiêu từ Kim Phật Mật Tông bên trong lao ra. Vị này thiên kiêu cả người máu tươi, hai cánh tay gãy, bị thương chi nghiêm trọng, khó mà lường được. Hơn nữa, hắn là thần vương cảnh một tầng thiên, giờ phút này đều đã cái này bức mạc dạng, khó có thể tưởng tượng Kim Phật Mật Tông bên trong rốt cuộc xảy ra trạng huống gì. Lâm Khoan, Vương Thiên, Vô Dục chủ trì, Mục Toại Nguyện bốn vị, rối rít nhìn về phía hắn. Chính giữa, Trảm Nhật phái trưởng lão than thở một tiếng, đi ra, đây là hắn cái này nhất phái đệ tử, thiên bảng thứ 37 ngày đao, tiến vào nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp đã có nửa năm. Hôm nay tiến vào Kim Phật Mật Tông, đã thành tựu thần vương cảnh một tầng thiên, giờ phút này nhưng là cả người thương tích khắp người, gần như mau phải bỏ mạng. Rất khó tin. Thần vương cảnh một tầng thiên đệ tử à? Mặc dù không phải là uy tín lâu năm thần vương cảnh cường giả, nhưng cũng là trẻ tuổi thiên kiêu một trong. Trừ phi Niệm Tâm Hòa Thượng, Lý Hoành các người ra tay, nếu không mấy trăm ngàn nhân chung cũng khó mà lựa ra có thể chống lại người hắn. Nói đi. Ngày này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trảm Nhật phái trưởng lão có chút bi thảm, nhìn vòng quanh quanh thân chỉ còn lại hai vị cùng phái trưởng lão, lần này hắn mang đến 40 vị bổn môn thiên tài, hôm qua tang báo một truyền, đã chết 28 người chi hơn. Ngày người nọ gấp rút kể trước, bẩm báo trưởng lão. Việc lớn không tốt, những thứ khác các phái đệ tử, cùng với phái ta những thứ khác sư đệ các sư muội, rất nhiều phá nhập thần vương cảnh. Ở Hà Hiên ở dưới sự xuất lĩnh, tổng cộng là 300 vị thần vương cảnh cường giả, liên thủ những thứ khác 1.000 nhập thần cảnh cường giả, lần nữa công nhập thiên thủ các. Mọi người vừa nghe, hơi khẽ gật đầu một cái. Khá tốt, còn có 300 vị nhập thần cảnh đệ tử, phá nhập thần vương cảnh. Lần này, hiển nhiên là đem Kim Phật Mật Tông bên ngoài tất cả cấm chế đánh vỡ, lấy được toàn bộ thần vương khí. Năm đó Kim Phật Mật Tông toàn phái bị diệt. Toàn phái tài vật đều ở đây, bên ngoài mấy ngàn đệ tử, trên trăm vị thần vương cảnh cường giả, nội bộ còn có 108 thần vương cảnh đỉnh cấp La Hán, có thể lưu lại mấy trăm chuôi thần vương khí, hẳn là toàn bộ nội tình. Khá tốt! Phái ta các đồ nhi, cũng lấy được những thứ này thần vương khí. Diệp Thí Thiên, chết đã! Một vị tử thiên thành nhỏ trưởng lão vui mừng gật đầu, một bộ rốt cuộc đạt được tin tức tốt mạc dạng, vui vẻ yên tâm được không được. Bên cạnh, máu thiên thành nhỏ trưởng lão nhẹ sờ râu, khẽ gật đầu, lại có 300 vị thần vương cảnh đệ tử, cộng thêm 1.000 nhập thần cảnh đệ tử qua cửa. Tuyệt đối có thể đi vào Diệp Thí Thiên chỗ một cửa ải kia. Đem hắn đánh chết, lần này đánh chết Diệp Thí Thiên, tổn thất quá lớn. Lời này vừa ra, đều là mấy chục phái trưởng lão, đều là một mặt than thở ý, cảm thấy giết Diệp Thí Thiên giá phải trả, hơi lớn. Nhưng cuối cùng khá tốt. Diệp Thí Thiên chết. Cho hả giận là có thể thư sướng. Ngạch. Trưởng lão, không phải. Không phải các ngươi muốn được như vậy. Ngày người nọ một mặt thấp thỏm, ôm quyền khom người rất miễn cưỡng lắp bắp đứng lên, cũng không dám nói tiếp. Trảm Nhật phái trưởng lão nhướng mày một cái, giận dữ hỏi nói, ngươi phải nói không đánh chết Diệp Thí Thiên, tổn thất quá lớn. Không, không phải. Ngươi còn không nói mau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nghe lời này, người nọ lại nhìn một cái trăm phái trưởng lão, cứng rắn ngẩng đầu lên ra nói, hôm nay buổi trưa, Hà Hiên sư huynh dẫn chúng ta mọi người, cùng nhau công nhập thiên thủ các, cùng đóng giữ 18 quan Lâm Hiên sư huynh, cùng nhau tấn công nữa 20 quan. Mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng là cuối cùng, được may mắn đánh chết 20 quan thủ quan người, cảm thấy Diệp Thí Thiên ở 21 quan, chúng ta đánh giết đi lên. Không ngờ muốn. Ngày đạo nuốt nước miếng một cái, nói sau nói, 21 quan thủ quan người, không giống với trong sách ghi lại chúng sanh niệm lực biến thành Phật Thích Ca, mà là năm đó Kim Phật Mật Tông Hyuga chủ trì ác niệm biến thành ma Phật. Không tệ, thiên thủ các tất cả quan thủ quan người, trăm phái nhiều ít đều biết, cũng rõ ràng. Hơn nữa ghi xuống, cho hậu bối võ giả, dùng cho qua cửa. Nhưng là Diệp Thần sửa lại thủ quan người, nguyên bản chú đóng 25 quan ma Phật. Bị hắn điều đến 21 quan. Chúng ta gặp gỡ hỗn nguyên cảnh trung kỳ ma Phật.
327 vị thần vương cảnh, chết 317 người, Lâm Hiên, Hà Hiên cùng sư huynh chết trận, ta mang còn lại trọng thương 9 người, thừa dịp loạn bỏ trốn, đi ra bẩm báo trưởng lão. Còn như 1.000 nhập thần cảnh đệ tử, đã toàn quân chết hết. Hô hô hô, hô hô, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trăm phái trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Rất nhanh, Tử Thiên Thành nhỏ trưởng lão ô hô bi thương tai một tiếng, trực tiếp sụi lơ xuống, bi phẫn hô lớn, trời giết Diệp Thí Thiên, ta đệ tử à, ta môn đồ à, hắn lại. Hắn đấm ngực dậm chân, khí được cả người phát run, gào thét kêu to, Diệp Thí Thiên, lão phu và ngươi thế bất lưỡng lập. Gần như đồng thời gian, trăm phái trưởng lão tất cả ô hô bi thương tai. Mỗi cái nắm chặt chặt trong tay thần vương khí, cũng sắp cho binh khí nặn biến hình, trong lòng lửa tức giận, do như núi lửa phun ra, không cách nào ức chế. Còn có đừng người một mặt ảm đạm. Xong rồi. Hoàn toàn hoàn cầu. Không có, 2.000 trăm phái tinh nhuệ đệ tử, không có 1.600-700. Tương lai ngàn trong năm, trăm phái đều đưa yên lặng, đều đưa nghênh đón thấp nhất khốc thời kỳ, thậm chí có thể có tông phái chậm bất quá khẩu khí này ngùm. Không có đầy đủ hơn thần vương cảnh và hỗn nguyên cảnh cường giả, để cho người diệt môn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đang lúc này, Diệp Thần một mặt không nói đứng ở thứ 21 quan, không biết làm sao lắc lắc đầu nói, các ngươi cũng ngại mệnh quá dài, cần phải đi tìm cái chết. Hắn thu hồi trên đất một kiện kiện binh khí, một kiện kiện áo giáp, khôi giáp, than khổ nói, ta liền đổi thủ quan người mà thôi. Các ngươi còn như một cái sức lực đi lên sông lên, ta diệt các ngươi mộ tổ tiên liền à. Cần phải đi tìm cái chết. Thật giết đỏ mắt, vậy không gặp loại này liều mạng à. Ta lại không và các ngươi kết thù, cần phải muốn giết ta. Diệp Thần nhìn những thi thể này, đều có chút mờ mịt, hắn là sát thần không tệ, nhưng hắn sẽ không giết không quan trọng người, lại càng không sẽ lớn như vậy phiến giết người, có thể bây giờ đích xác chết nhiều người như vậy. Cũng coi là gián tiếp là trong tay hắn, hắn tự nhiên có chút không thoải mái. Đồ nhi, ngươi vẫn là sát tính không đủ. Băng kiếm tiên tôn thần sắc băng lạnh lùng nói, cũng không phải là bọn họ đi tìm cái chết, mà là ngươi vận khí tốt, nếu không phải thức tỉnh ba vị kim Phật, hôm nay nằm ở chỗ này tử thi bên trong, liền một mình ngươi. Không tệ, mấy trăm thần vương cảnh đệ tử đánh tới, mấy chục hỗn nguyên cảnh cường giả cũng không đủ nhìn. Băng kiếm tiên tôn, ba vị kim Phật toàn lực tương trợ Diệp Thần, cũng phải là cái cửu tử nhất sanh kết quả. Băng kiếm tiên tôn nói, bọn họ muốn giết ngươi, muốn đoạt ngươi bảo vật, nhưng chết ở ngươi phân phối thủ quan người trong tay. Dần dần, bọn họ giết đỏ mắt, thấy được sư huynh sư đệ muội chết ở chỗ này, càng sẽ không dễ dàng thôi, thêm tới cảm thấy có thể giết chết ngươi, đến lúc đó có thể được hàng loạt tài nguyên, tất nhiên sẽ toàn lực tới hợp lại. Mặc dù ngươi chủ ý để cho bọn họ biết khó mà lui, nhưng bọn hắn chết là rất lưu luyến gây ra, ngươi vừa không trách, cũng không sai, chỉ nhưng là ra tay không đủ tàn nhẫn, nếu không không cần chờ tới bây giờ, mới kết thúc. Băng kiếm tiên tôn nói, Diệp Thần không đủ tàn nhẫn. Cái này hơn ngàn người muốn giết ngươi, ngươi nhưng chỉ là sửa đổi thủ quan người thứ tự ngăn trở bọn họ, cũng không phải là đối với bọn họ động sát tâm, đây cũng là không đủ tàn nhẫn. Nếu không, không cần chờ tới bây giờ, ở Diệp Thần đúc ba tôn binh khí thân thể khe hở bây giờ, là được hấp dẫn toàn bộ thiên kiêu đệ tử chạy tới, một lần hành động cái hố giết. Người giết người người hằng giết liền, nếu bọn họ đối với người nổi lên sát niệm, người liền muốn động thủ trước, tru diệt bọn họ. Đây chính là linh võ đại lục quy tắc sinh tồn. Trăm phái đệ tử. Thôi, đáng đời. Diệp Thần tiện tay một trường, làm vỡ nát thi thể của bọn họ. Bất quá sợ rằng bên ngoài tất cả mọi người đều nhận vì chuyện này là ta nơi là, hận không được đem ta tháo ra tám khối đi. Còn như trưởng lão của bọn họ, chuyện này, nói rõ liền nói, không nói rõ ràng liền không cần diễn thuyết. Diệp Thần, bây giờ có sức. Đạt được vượt qua 500 món thần vương cảnh. 15 kiện hỗn nguyên tiên khí. Những thứ này đều là thủ quan người đánh chết trăm phái 1.700 vị đệ tử nơi được. Còn không tính toán những đan dược khác, tiên đá đợi một chút, chỉ riêng những thứ này liền sánh bằng một cái bên trong cùng môn phái nội tình, chính là kim đao môn và phi hạc điện cộng lại, chỉ sợ cũng mới chỉ có những thứ này thần vương khí. Chỉ là đáng tiếc,
vượt qua 700 vị nhập thần cảnh, vì phá nhập thần vương cảnh, tiêu hao 700-800 chuôi thần vương khí. Tổng được tính được. Trên người ta thần vương khí, vượt qua 800 món, những thứ khác 300 kiện là tất cả quan nơi được. Đã toàn bộ bị ta bố trí ngàn binh bạo, lần này, trăm phái thức thời thì thôi. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, không quen biết, ta sẽ tới vừa ra hủy thiên diệt địa. Đột nhiên, lao một cái lam quang vạch qua. Cửu phẩm thần vương khí giết thần kiếm, cấp 7 thần vương khí diệt hồn ma thần thương xuất hiện ở trong tay. Cái này hai chuôi binh khí Diệp thần tế luyện liền một phen, cho liền hai chuôi hỗn nguyên tiên khí và 10 chuôi bát phẩm thần vương khí. Mặc dù phẩm cấp không phải quá cao, nhưng là tầm thường một cấp 2 hỗn nguyên tiên khí, vậy không cái này hai chuôi binh khí địch. Diệp thần tay trái cầm kiếm, tay phải cầm thương, người khoác cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí cả xa, giờ phút này hắn đã dùng thiên thủ các bên trong lấy được tiên khí, toàn bộ võ trang mình. Hắn ra thiên thủ các, bên ngoài đã không có một bóng người, kim Phật mật tông ra gắn đầy trăm phái tất cả đại thần vương cảnh trưởng lão. Diệp thần sừng sững một sợ hãi điều khiển một chuôi thần vương khí trường kiếm ra, lấy hắn bây giờ linh khí, đã đủ để ngự khí. Oanh oanh oanh, oanh, Diệp thần mới ra kim Phật mật tông, không gian cấm chế sừng sững gian vỡ nhỏ ra, hai bên thung lũng sạt lở xuống chìm ngập kim Phật mật tông, từ nay về sau kim Phật mật tông rất có thể liền chìm ngập ở trong dòng sông dài lịch sử. Hắn tới mặt đất lên, nhìn xung quanh bốn phía xem hướng trưởng lão của mình. Nói các vị, chuyện này cũng không phải là ta ý, mà là các phái đệ tử không biết sống chết, nếu không phải là sông thiên thủ các, ta cũng không có buộc bọn hắn đi tìm cái chết. Diệp thần lời còn chưa nói hết, liền bị mọi người giày cắt đứt. Nói khoác mà không biết ngượng, còn muốn đong đưa môi chống lưỡi còn sống. Hừ, Diệp thí thiên, ngươi còn dám ra đây. Không thiếu trưởng lão thần sắc lạnh như băng, hoàn toàn vây quanh Diệp thần, cũng không biết là ý gì. Rất nhanh, tứ đại môn phái Lâm Khoan, Vương Thiên, Vô Dục chủ trì, Mộc Toại Nguyện các người đi ra. Lâm Khoan thần sắc lạnh như băng, nói, Diệp Thí Thiên, bó tay chịu trói đi, chúng ta có thể cân nhắc thả qua người nhà ngươi. Nếu không, ngươi dám can đảm chu diệt ta trăm phái đệ tử, ta trăm phái ắt sẽ cả nhà ngươi xương nghiền thanh cho rắc. Bó tay chịu trói. Trăm phái trưởng lão đều ở đây, tự nhiên không cần động thủ. Chính là muốn Diệp Thí Thiên tự mình bó tay chịu trói. Chúng ta cao quý, chúng ta mạnh mẽ, chúng ta địa vị cao cả. Tự tay đem người cái này hạ giới tạp chủng lột ra rút gân, có hổ thẹn chúng ta địa vị, càng sẽ dơ bẩn tay của chúng ta. Giờ phút này trăm phái trưởng lão đã tức giận tới cực điểm, ngược lại là hoàn toàn an tĩnh lại, ai cũng biết tức giận đến mức tận cùng, chính là hoàn toàn yên lặng, không biết vậy vậy một khắc sẽ bạo khởi giết người. Ngươi đang uy hiếp ta. Diệp thần nhíu mày một cái. Lâm Khoan hừ lạnh một tiếng, uy hiếp. Cũng quá xem nhẹ cao xem chính ngươi. Ngươi bất quá là một cái từ thấp phú thế giới đi ra con kiến hôi mà thôi. Coi như ngươi chiến lực không tệ. Nhưng ở chúng ta trước mặt không thay đổi được rác dưới và hèn mọn sự thật. Ngày hôm nay, dù là Bắc Cung gia tộc muốn đảm bảo ngươi, cũng không có tư cách. Diệp thần nghe được câu này, chán bây giờ ngay tức thì sinh ra sát ý. Hắn bước ra một bước, vung thương chỉ Lâm Khoan cùng với trăm phái trưởng lão các người, lạnh lùng nói, không có tư cách. Buồn cười, lão tử bây giờ nói rõ ràng, thiên thủ các thủ quan người, là lão tử đổi, người có thể như thế nào? Đệ tử của các ngươi không lên đây giết lão tử, không dậy nổi tham niệm, sẽ chết ở thiên thủ các chúng. Bọn họ chết, là lỗi do tự mình gánh. Cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, nhường ra một con đường. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Khẩu khí thật là lớn. Trăm phái trưởng lão tự mình thẩm vấn, làm hắn tự vận, đã coi như là cực cao quang vinh. Dẫu sao trăm phái trưởng lão, đều là nhân vật có mặt mũi, nhưng Diệp Thí Thiên lại còn dám phản bác. Lời vừa nói ra, may mắn còn sống sót 200-300 nhập thần cảnh đệ tử, tất cả đều co đầu rút cổ đứng lên, thậm chí không dám xem Diệp Thần. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Thần chính là ma đầu, tuyệt đối sát thần. Vô sỉ tạp chủng, bổn trưởng lão tự mình bắn chết ngươi. Trảm Nhật phái một vị thần vương cảnh nhị tầng thiên trưởng lão, tự mình đánh giết ra, thân xác chấn động một cái, vô số loãng màu xanh lá cây cương khí đánh giết ra, trong tay một chuôi cấp 4 thần vương khí toát ra muôn vàn hào quang,
nếu như đầy trời mưa mảnh phân bay ra, mỗi một đạo hào quang đều có xóa bỏ đế tôn cảnh uy năng. Nhật Nguyệt Trảm Không. Chỉ nghe, Diệp Thần khẽ đọc đạo một tiếng, trong tay giết thần kiếm và diệt hồn ma thần thương, đồng thời sử dụng một rồng một con phượng, long phượng trình tường, hợp hai là một, hóa thành một chuôi ngày tháng chi thương xuyên thủng đạo đạo hào quang, giống như đi theo thời không vậy, một thương xuyên thủng vị trưởng lão kia ngực. Phịch! Một đạo thân ảnh bạo lui trên dưới 100 gạo, lăn dưới đất lên. Vị trưởng lão kia miệng phun máu tươi, sau lưng trôi lơ lửng ra một cái kinh khủng thần vương nói, một tôn thần vương ngồi cao trên đại lộ, tay cầm lưu ly bình rơi xuống hạ vô số bay tiên chi bộc, còn chưa công kích liền bị một đạo phá thiên thương cương xuyên thủng. Rắc rắc! Thần vương đạo gãy lìa. Vị trưởng lão này lại lần nữa trào máu, chợt ngất đi. Thần vương đạo chặn, hắn cũng vứt đi, giống như là căn nguyên căn cơ bị hủy, sau đó cả người chỉ còn lại đạo nguyên cảnh cảnh 9 tầng thiên chiến lực, không cách nào nữa vận dụng bất kỳ đại đạo lực. Bốn phía yên tĩnh. Trăm phái vượt qua 200 vị trưởng lão, cùng với may mắn còn sống sót 300 vị nhập thần cảnh đệ tử, đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thần. Quả nhiên, Diệp Thần không chỉ là vận dụng trạm kiểm soát lực lượng chu diệt rất nhiều thần vương cảnh. Hắn bản thân vậy có thần vương cảnh tầng 3, 4 ngày chiến lực, so mới vừa rồi mạnh mẽ mấy chục lần chi hơn. Như vậy hạ giới tạp chủng, là được tiếc cũng có thể bi, đáng hận hơn. Hôm nay lưu không được, Lâm Khoan Thai nói, nếu mọi người cũng muốn giết hắn, lại mọi người đều là người có quyền cao chức trọng, vậy thì từng cái lên, giết Diệp Thí Thiên, là trả thù, chết ở Diệp Thí Thiên trong tay, cũng không bôi nhỏ các ngươi thân phận. Không tệ, Diệp Thí Thiên người này đáng chết, nhưng còn chưa tới toàn bộ trưởng lão xuất thủ bước. Nếu không ngày sau truyền đi, chúng ta 200 vị thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh trưởng lão. Liên thủ chu diệt một cái nhập thần cảnh tiền kỳ hạ giới xúc sinh, chúng ta mặt mũi ở chỗ nào? Đi ra ngoài mấy trưởng lão, chu diệt, hoặc bắt, từ từ hành hạ lại giết cho giỏi. Tại chỗ 200 hơn vị trưởng lão, hận là hận, nhưng là không tới để cho bọn họ mất lý trí, không để ý hết thảy xuất thủ bước. Mặt mũi, tôn nghiêm và địa vị, vẫn là nên. Nếu không toàn bộ ra tay tập thể đánh giết Diệp Thần. Diệp Thần chưa chắc thật tới kịp nổ những thần kia vương khí. Diệp Thí Thiên. Người này giết ta Trảm Nhật Phái 39 vị đệ tử. 39 vị, một nửa bước vào thần vương cảnh, còn có 5 người hỗn nguyên cảnh khả kỳ. Như vậy, tất cả chết tay ngươi, lão phu tự mình giết ngươi, là ngươi quang vinh. Trảm Nhật Phái một vị trưởng lão khác đi ra, hắn là thần vương cảnh ngũ tầng thiên, tay cầm cấp 6 thần vương khí. Người mặc ngũ phẩm thần vương khí áo giáp, cả người chiến lực khủng bố. Mặc dù so không được lúc ban đầu vị kia thần vương cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp nội môn trưởng lão. Nhưng vậy chắc chắn không kém. Diệp Thí Thiên. Người lấy được không thiếu bảo vật, hỗn nguyên tiên khí cả xa. Vị trưởng lão này tên là Nhật Kiếm Huyền, là ngày đao sư phụ. Hắn nhìn một cái mộc toại nguyện các người, nói, giết Diệp Thí Thiên, mỗi người chia chiến lợi phẩm. Ta Trảm Nhật Phái trừ đi lấy lại phái ta đệ tử vật ra, còn muốn một chuôi hỗn nguyên tiên khí, 10 chuôi thần vương khí. Trả giá tiền. Không sai. Nhật Kiếm Huyền sớm đem Diệp Thần xem làm người sắp chết, trực tiếp cùng Mộc Toại Nguyện các người thương nghị, muốn chiến lợi phẩm. Được, Mộc Toại Nguyện gật đầu. Ngay tại lúc này, Bắc Cung Tử Ngọc một mặt lo lắng đối với Trịnh Bá nói, Trịnh Bá mau ra tay, sư phụ là ta Bắc Cung gia tộc hộ pháp. Há cho người ngoài khi dễ. Thất tiểu thư, cái này, trăm phái cộng giận à. Chúng ta tốt nhất không muốn dính vào. Trịnh Bá do dự. Ra tay. Trịnh Bá quả quyết gật đầu, đang muốn ngự không ra. Tử Ngọc, Trịnh Lão, các ngươi không cần xuất thủ, những thứ này gà vườn chó đất, ta sẽ giải quyết. Diệp Thần tỏ ý Trịnh Bá, chợt nhìn về phía Nhật Kiếm Huyền, hơi mỉm cười nói, ta phá cảnh sau ăn số lượng cao đan dược. Có lẽ có thể mượn ngươi tay, lại đánh phá cực hạn, lấy này phá cảnh. Cuồng vọng tiểu tạp trùng. 10 chiêu bên trong, muốn mạng ngươi. Nhật Kiếm Huyền thân hình vạch qua, sau lưng trôi lơ lửng ra một cái băng xương thần vương nói, giống vậy có một tôn thần vương ngồi cao trên đại lộ, chính là thần vương hiển hóa, thần vương cảnh cường giả đặc biệt công kích pháp môn. Băng xương muôn vàn. Ngưng kết thế gian. Hắn khẽ quát một tiếng, hai cánh tay cổ động.
sau lưng băng xương thần vương đạo bùng nổ lạnh như băng đến mức tận cùng hơi thở, nháy mắt tức thì vô số băng điểm hóa thành băng chi trưởng kiếm đánh tới, cùng Mạc Ngưng Nhi thiên băng kiếm trận, ngược lại có hiệu quả hay như nhau hay. Vèo vèo vèo, vèo, băng chi trưởng kiếm vạch qua tầng trời thấp, liên tiếp đánh vào Diệp Thần trên mình. Vậy kiện hỗn nguyên tiên khí cả xa chủ động phơi bày ra một phiến màn sáng, che chở Diệp Thần, có thể như vậy như cũ khó khăn ngăn trở băng chi trường kiếm công kích. Phốc phốc, Diệp Thần huy động một kiếm một thương công kích mãnh liệt. Hắn ngưng tụ hóa cương kỳ thân xác, ngưng luyện là mất đi khí, cũng chính là mất đi cương khí, ngược lại không đồng ý với nhật kiếm huyền băng chi hóa cương thân xác, chủ công giết, mà không phải là chủ phòng ngự. Phốc. Diệp Thần bị đánh bay ra ngoài, lăn xuống ở trên cỏ, trên người hắn cả xa là hỗn nguyên tiên khí không giả, nhưng hắn giống vậy chỉ có thể phát huy ra hỗn nguyên tiên khí 3% uy năng, cùng mộc như gió, cảnh giới không đủ, cưỡng ép dùng cao đẳng hơn khôi giáp binh khí, ngược lại quá độ tiêu hao linh khí, lại phát ra uy năng còn không bằng thần vương khí khôi giáp. Trọng yếu hơn chính là hắn mới vừa đột phá không lâu, cảnh giới không tính là vững chắc. Hắn bây giờ cần chiến đấu quen thuộc chuyện mình trạng thái và cảnh giới. Giao giao. Diệp Thần thu cả xa, vô cùng là miễn cưỡng được ngăn cản băng chi trường kiếm đánh giết. Ha ha ha. Tiểu súc sinh này, ta còn lấy là mạnh bao nhiêu đâu. Không nghĩ tới, một phế vật, nhật kiếm huyền mừng rỡ, một bước 100 mét, tung người đi tới Diệp Thần trước người, muốn hoàn toàn chu diệt Diệp Thần. Phế vật mà thôi. Hóa cương kỳ một cấp, tương đương với thần vương cảnh một tầng thiên thân xác. Cái này cùng thấp hèn thân xác và ngươi cái này đê tiện thân phận cảnh giới, còn muốn giải quyết bổn trưởng lão. Buồn cười. Nhật kiếm huyền trực tiếp sử dụng một chuôi trăm trượng băng kiếm đánh giết Diệp Thần, băng kiếm tới tới lui lui đụng Diệp Thần nhiều lần, không chỉ có ngăn trở giết thần kiếm công kích, ngược lại trực tiếp đẩy lui Diệp Thần. Hắn không chút kiêng kỵ mãnh công Diệp Thần, vô cùng ung dung. Bên cạnh không thiếu trưởng lão thấy vậy, khẽ gật đầu. Diệp Thí Thiên, rốt cuộc vẫn là phải chết. Nói chuyện cũng tốt, phái ta đệ tử đại thù vậy coi là được báo. Đến lúc đó có thể thu hồi các đệ tử bảo vật, cũng không coi là tổn thất quá lớn, chỉ ít còn có đào tạo hạ nhất đại đệ tử lực lượng. Chết! Nhật kiếm huyền một kiếm sử dụng, ngoài miệng đã treo người thắng vui sướng. Cả thế giới bỗng nhiên giá rét. Kiếm quang phá không. Tựa như xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Ngay tại muốn đâm vào Diệp Thần lồng ngực nháy mắt. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn cười. Con ngươi lại là tách thả ra quỷ dị ánh sáng. Lão tạp trùng. Ngươi coi là thật lấy là lão tử có thể lấn. Nhập thần cảnh 4 tầng thiên, cho lão tử phá. Diệp Thần hét lớn một tiếng, quanh thân lao ra một cổ ma quang, ở ma quang tẩy rửa dưới, hơi thở ổn định leo lên. Trước đây dùng hàng loạt đan dược, giờ phút này dược lực tan ra, Diệp Thần trực tiếp bước vào nhập thần cảnh 4 tầng thiên, khôi phục toàn thân thương thế, một cái tát đánh ra tới, trực tiếp đánh nát đầy trời băng kiếm, lại bắt lại to lớn băng kiếm, hướng nhật kiếm huyền phách bay trở về. Vèo! Trăm trượng băng kiếm so sánh với tốc độ giờ độ nhanh hơn. Nhật kiếm huyền thần sắc đại biến, hai cánh tay chấn động một cái, sau lưng thần vương đạo gia trì. Rất miễn cưỡng ngăn trở bách chiến băng kiếm, có thể kinh mạch toàn thân cũng bị chấn đứt. Giữa lúc hắn chuẩn bị thở dốc lúc, lại một chuôi thần vương khí bay tới. Chuôi này thần vương khí tốc độ chậm không chậm. Mọi người cũng là một mặt mờ mịt, cấp 4 thần vương khí uy năng không cao, không giết được nhật kiếm huyền à. Diệp Thí Thiên muốn làm gì? Giữa lúc mọi người mờ mịt lúc, một đóa mây nấm ăn có hiện ra. Dư âm chấn động 4 phía, làm được hơn 10 vị thần vương cảnh tầng 1 tầng 2 ngày trưởng lão bị thương. Nhật kiếm huyền thì trực tiếp thuộc về nổ trung ương, ở dư âm chấn động hạ xương cốt toàn thân nổ tung, thần vương đạo đều gãy, đã thoi thóp. Diệp Thần nhanh chóng ra tay, một kiếm xóa bỏ nhật kiếm huyền, rồi sau đó cố ý chợt trào máu, làm bộ như tự bạo thần vương khí gặp phải cắn trả mạc dạng, khua kiếm chỉ tất cả trưởng lão, phẫn nộ quát, hôm nay, ta cho các ngươi một cái cơ hội. 10 chiến. Tới 10 người, một người một chàng, đơn độc cùng ta tác chiến. Thắng ngươi, coi như là cho các ngươi đệ tử trả thù. Nếu là thua, cút ngay cho ta, lão tử còn có chuyện quan trọng phải làm. Ngay mới vừa rồi,
Diệp Thần, cảm ứng được có người ở hướng hắn cầu cứu. Đúng, là cầu cứu. Cái này cổ cảm giác so lúc ban đầu tiến vào Kim Phật Mật Tông trước còn cường liệt hơn, nhưng không cách nào hoàn toàn cảm ứng được là ai, có thể để cho Diệp Thần có cảm ứng phải là người bên cạnh, cần phải đặc biệt tốn thời gian đi thăm dò là ai đang cầu cứu, cho nên, Diệp Thần không thời gian và cái này trăm phái trưởng lão dây dưa. Như trăm phái trưởng lão thức thời. Diệp Thần cùng bọn họ đánh xong, coi như là cho bọn họ mặt mũi, để cho bọn họ hảo giao kém. Nếu không phải thức thời, chỉ có thể tiêu diệt hết thảy ngăn trở người. Tiểu súc sinh này lại tự bạo thần vương khí. Xem hắn dáng vẻ tất nhiên bị thương nặng. Mặc dù phá cảnh đến nhập thần cảnh trung kỳ. Nhưng chúng ta không cần phải từng cuộc một đánh nữa. Hắn lấy được quá nhiều thần vương khí và hỗn nguyên tiên khí. Nhưng mặc cho hắn ở thời điểm chết, nổ chúng ta sợ rằng tổn thất sẽ không nhỏ. Mục Toại Nguyện lẳng lặng vừa nói. Đúng là... Diệp Thí Thiên hiện ở trong tay, ít nhất có mấy trăm kiện thần vương khí. Nếu như hắn biết rõ hẳn phải chết, trước khi chết đem thần vương khí nổ, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Mọi người cùng nhau động thủ đi, không cần quan tâm mặt mũi, lập tức chém chết Diệp Thí Thiên. Lời nói rơi xuống. Rào rào. Một cổ đao mang vạch qua giữa không trung, trực bức Diệp Thần đi. Ca. Một thanh trường kiếm sử dụng. Vậy là hướng về phía Diệp Thần đi. Nháy mắt tức thì, mấy chục chuôi thần vương khí đồng thời sử dụng. Chí ít vượt qua 20 vị thần vương cảnh sơ trung kỳ trưởng lão ra tay. Muốn tuyệt sát Diệp Thần. Hôm nay cục diện thoát khỏi khống chế, vậy thì không cần chờ đợi, vậy không quan tâm che mặt, chu diệt Diệp Thần nói sau. Oanh oanh oanh, oanh oanh. Trên thảo nguyên hiện ra từng cái trong cái hố sâu. Diệp Thần căn bản không nghĩ tới đám này lão quái vật sẽ không để ý danh tiếng đối với tự mình ra tay. Giờ phút này hắn đổ dạo phố đều là máu tươi. Rất là chật vật. 20 cái môn phái trưởng lão ra tay, đến lúc đó sử dụng thần vương khí, cần phải một lần tuyệt sát Diệp Thần, còn như Diệp Thần nơi để ra lôi đài chiến, ai và Diệp Thần đánh lôi đài thi đấu. Làm trò đùa, trực tiếp giết chết được, trước mọi người không ra tay, cũng bất quá là cục diện có thể điều khiển. Có thể bức bách Diệp Thần tự vận tại chỗ. Còn như bây giờ, nếu không khống chế được, vậy thì ra tay giết Diệp Thần. Diệp Thần chật vật né tránh, thật vất vả ổn định thân thể, liền lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, một đám lão già kia, dựa vào người nhiều khi dễ lão tử. Đã như vậy thì không thể trách ta. Vèo vèo vèo, vèo vèo. Ngay lập tức gian, hơn 30 kiện thần vương khí từ Diệp Thần trong tay bay ra ngoài. Hướng 20 hơn vị trưởng lão bay đi. Những trưởng lão này cũng là tàn nhẫn, trực tiếp bắt thần vương khí, muốn ngăn cản nổ, không để ý tới sẽ đã chạy ra mấy ngàn thước Diệp Thần. Ngàn binh bảo, cho lão tử bảo. Diệp Thần thần hồn động một cái, trực tiếp nổ hơn 30 món thần vương khí, vô cùng mạnh mẽ sóng trùng kích đem hắn cũng tung bay một chút khoảng cách. Oanh oanh oanh, oanh oanh, nhiều đóa mây nấm ăn bay lên trời. Vô số máu thịt phân bay, ở căn bản không gặp môn phái nào trưởng lão, tại chỗ chỉ còn lại từng cái to lớn trong cái hố sâu, có mấy trăm gạo sâu, tràn đầy vải máu thịt. Thương thương thương, thương thương thương, bầu trời bên trong, từng cái thần vương đạo văng tung tóe mở, biểu thị các trưởng lão chết. 21 vị thần vương cảnh sơ trung kỳ môn phái trưởng lão. Trực tiếp bị 35 kiện cùng cấp thần vương khí bao vây sau nổ, không chết đều phải chết. Một màn này, xem được mọi người cả người đều chấn động, Diệp Thần lại có thể thật tự bạo thần vương khí, kéo nhiều trưởng lão như vậy chôn theo. Mới vừa rồi hắn lời nói. Không uổng. Là thật. Mục Toại Nguyện các người con người phóng đại, sau lưng đã ướt đẫm, thật may mới vừa rồi mình không có ra tay, nếu không giờ phút này sớm bị thương nặng. Vương Thiên, Lâm Cuồng cùng người thần sắc che lấp, nhưng là thấy được xa xa từ trong đất bùn bò dậy Diệp Thần. Nhanh chóng đôi mắt dữ tợn, rối rít ngự không giết ra. Diệp Thí Thiên. Nổ như thế nhiều thần vương khí. Lại có thể không chết. Phải nhanh lên giết chết, nếu không hắn nổ trên mình tất cả thần vương khí, mọi người đều phải chết. Giết. Giết Diệp Thí Thiên. Nhanh lên giết chết Diệp Thí Thiên à. Khoảnh khắc gian, còn sót lại 178 vị trưởng lão toàn bộ điều động. Bao gồm 4 vị hỗn nguyên cảnh trưởng lão.
cũng chỉ có một ý niệm, chu diệt Diệp Thí Thiên. Trịnh Bá ra tay. Thất tiểu thư. Đi à, Diệp Thí Thiên chỉ cần không chết, ngày sau phải là hợp đạo cảnh, thậm chí có thể thành tựu tạo hóa cảnh, là ta Bắc Cung gia tộc trợ lực. Bắc Cung Tử Ngọc tràn đầy cầm ra 5 kiện hỗn nguyên tiên khí, ném cho Trịnh Bá, Vương Kỳ cùng chạy tới, nói, hết sức cố gắng ngăn trở bọn họ, để cho sư phụ chạy trốn, ta đã thông báo bát trưởng lão. Trịnh Bá cúi đầu nhìn về phía trong tay 2 kiện cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí, ánh mắt thoáng qua. Cứu Diệp Thần, ý nghĩa kết giao tương lai cường giả tạo hóa cảnh. Nhưng vậy ý nghĩa, hoàn toàn đắc tội trăm phái. Thôi, hộ vệ đội, lưu một người canh phòng thất tiểu thư, những người khác, theo ta ra tay. Trịnh Bá hét lớn một tiếng, tung người hóa thành một cái lông vàng sư tử cuồng, hắn lại là yêu tộc hóa hình mà thành, khó trách sẽ là Bắc Cung Tím Ngọc nô người hầu. Có thể hắn cũng là hỗn nguyên cảnh trung kỳ cường giả, tay cầm 2 chuôi đỉnh cấp hỗn nguyên tiên khí, trực tiếp cưỡng ép ngăn trở Mộc Toại Nguyện cùng 4 vị hỗn nguyên cảnh cao thủ. Bình bịch bịch, 5 vị hỗn nguyên cảnh cách không đối oanh, máu tươi văng khắp nơi. Trịnh Bá lấy một địch 4, nhưng là chặn lại, thậm chí bị thương nặng Vô Dục chủ trì, 4 vị, đừng tham dự, lão phu ở chỗ này. Hừ, ngươi ngăn lại chúng ta. Diệp Thí Thiên, vậy được chết. Mộc Toại Nguyện các người ngược lại là dừng tay, lạnh lùng nhìn Trịnh Bá. Bên cạnh, Vương Kỳ cùng 6 vị thần vương cảnh tay cầm 3 chuôi hỗn nguyên tiên khí, nhưng là ngăn trở 20 vị thần vương cảnh trưởng lão, mặc dù bị giết được máu tươi văng khắp nơi, thân xác cơ hồ văng tung tóe, vẫn như cũ là chặn lại. Bắc Cung Tử Ngọc thủ hạ, ngăn trở 4 phái hỗn nguyên cảnh, cộng thêm 20 vị thần vương cảnh cường giả. Đây cũng là Bắc Cung Tử Ngọc có thể làm cực hạn. Sư phụ, người đi mau, cùng một đoạn thời gian trở lại. Ta thông báo bát trưởng lão, qua đoạn thời gian đón ngươi trở về, ngươi đi mau, ta có thể làm được như vậy những thứ này. Bắc Cung Tử Ngọc một bên truyền âm, một bên vô cùng vui vẻ yên tâm. Mình ngày hôm nay, cuối cùng là thấy Diệp Thần cường hãn, một lần nổ chết 20 vị thần vương cảnh cường giả, tuy có thể bị thương không nhỏ, nhưng vậy vẫn là thiên kiêu, chỉ ít so Mộc Phong, Lý Hoành các người mạnh quá nhiều, lấy nhập thần cảnh tu là. Làm được hỗn nguyên cảnh mới có thể làm được sự việc. Tương lai, phải là ngang dọc thiên hạ tuyệt đại cường giả. Đồ nhi, ngươi làm quá nhiều, vi sư còn không có luân lạc tới, muốn chạy mất dạng bước. Những người này cố nhiên rất mạnh, nhưng giết ta Diệp Thí Thiên, cái này còn xa xa không đủ. Diệp Thần đứng sững ở trên cỏ, nếu như một tôn vương giả, mình mông thiên hạ vậy. Cuồng, cuồng đến trình độ cao nhất. Hơn 100 vị so hắn còn lớn hơn một cái đại cảnh giới cường giả chu diệt. Hắn lại có thể không sợ chút nào. Chỉ vì là hắn Diệp Thần thứ không thiếu nhất chính là lớn sát khí. Nháy mắt tức thì, dị tượng nổi lên. Diệp Thần sau lưng từng cái thần vương đạo có hiện ra. Giờ phút này, đám kia trưởng lão hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Thần biến hóa. Bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí và Diệp Thần khoảng cách gần trong gang tấc. Có thể Diệp Thần vẫn không có lui, tựa hồ là đang đợi cái gì. Ngay tại hai người muốn hoàn toàn đụng chạm thời điểm. Diệp Thần khóe miệng phát họa một đạo độ cong, lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Ngàn binh bảo. Theo Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, 50 chuôi thần vương khí, hơn ngàn tiên khí đồng loạt bắn ra, rơi vào đám kia trưởng lão bên người, bỗng nhiên gian một đạo nổ lớn tiếng vang lên, động triệt thiên địa trên dưới. Theo tới là từng cái thần vương đạo văng tung tóe thanh âm. Một màn này quá mức nguy nga. 17 vị thần vương cảnh tầng 1 tầng 2 ngày trưởng lão. Rất nhiều binh khí nổ dưới, trực tiếp vẫn diệt, lại làm trọng thương vượt qua 30 vị thần vương cảnh trưởng lão. Không bị thương trưởng lão cũng là một mặt hoảng sợ, hơn nữa điên cuồng giết hướng Diệp Thần, liền giống như bọn họ đệ tử như nhau, biết rõ không thể làm mà thôi. Hoàn toàn giết mù quáng. Ai cũng không muốn Diệp Thần trên người có như thế nhiều thần vương khí và binh khí. Mấu chốt còn có thể đồng thời nổ à. Đây quả thực là phí của trời. Mấu chốt còn không muốn sống nữa. Diệp Thần nhìn những cái kia hạ xuống bên người ông già, khẽ nhíu mày. Cũng chưa chết à. Còn muốn tới giết ta. Thôi. Diệp Thần khẽ lắc đầu, một khắc sau ma quang tràn ra, giống như cái thế ma thần vậy. Ngày hôm nay,
liền để cho các ngươi biết, ta là thân phận gì. Tại ta mà nói, các ngươi mới là hèn mọn đồ. Một đám hèn mọn con kiến hôi, còn vọng tưởng giết ta. Buồn cười. Diệp thần nếu như ma thần, bình thản nhìn vào tới hơn vị thần vương cảnh trưởng lão, chợt phung cánh tay lên một cái, nói, ba vị sư tôn, còn có 8 cái bảo vệ ma hòa thượng, 5 cái cường giả, toàn bộ đều đi ra đi. Nháy mắt tức thì, gió nổi mây vần. Từng đạo kim quang phóng lên cao. Đi đôi với vô số ma quang chấn thiên, kim quang cùng ma quang cùng hiện, liền giống như tránh tả hợp lực vậy hiếm thấy. Thậm chí sẽ rất ít có loại chuyện này. Nhưng là, ở Diệp thần trên mình, không có gì không thể phát sinh. Ngàn năm, bần tăng cuối cùng vẫn là phải đi ra đi một lần à, năm xưa bạn già, đoạt phái ta binh khí, công pháp, cũng nên trả lại. Nguyệt quang Phật chậm rãi đi ra, tay cầm một chuôi hỗn nguyên tiên khí thiền trượng, chợt vung lên thiền trượng, ngay lập tức gian đánh chết mấy vị thần vương cảnh trưởng lão. Ngàn năm thời gian đã qua, bần tăng các người tội nghiệt đã chuộc. Mà nay các bạn già muốn giết bần tăng chi đệ tử, bần tăng tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Nhật quang Phật giống vậy ra tay, một chuôi hàng ma sử nện xuống tới, trực tiếp đập chết 3 vị thần vương cảnh nhị tầng thiên trưởng lão. Ai? Bắc cung gia tộc, ngược lại là đại vi không cùng, tương trợ ta chi đệ tử, ta kim Phật mật tông đứng đầu cầm. Năm xưa ân oán, xóa bỏ, thêm tới năm xưa chúng ta có sai, nhưng bây giờ tội nghiệt chuộc hết sức, chúng ta phái chi mới chủ trì, không thể làm nhục. Phật Dược Sư mạnh mẽ ra tay. Trực tiếp một trường tiêu diệt 8 vị thần vương cảnh trưởng lão. Nhật quang Phật, Nguyệt quang Phật, Phật Dược Sư. Năm xưa, Kim Phật Mật Tông 18 vị Kim Phật một trong. Ngàn năm trước chính là hỗn nguyên cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, hôm nay lợi dụng binh khí thân thể, cũng có thể phát huy ra hỗn nguyên tầng 1 tầng 2 ngày chiến lực. Cùng lúc đó, nguyên bản chấn thủ thiên thủ các 5 tôn thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, cùng với 8 cái hỗn nguyên cảnh 1 tầng thiên ma hòa thượng ra tay. Khoảnh khắc gian tiến vào đám trưởng lão bên trong, nếu như chó sói nhập bầy cừu vậy, tùy ý nhất kích cũng có thể bị thương nặng một vị trưởng lão. Diệp thần tự thân bắt một vị thần vương cảnh ngũ tầng thiên trưởng lão, cùng đối chiến, muốn chui luyện tự thân. So đấu phía sau đài. So đấu thủ hạ, trăm phái coi là cái gì? Nếu trăm phái muốn lấy thế đè người, Diệp thần liền trực tiếp cho bọn họ đè trở về. Vượt qua 11 vị hỗn nguyên cảnh một tầng thiên cường giả ra tay, đối chiến hơn 100 vị thần vương cảnh trưởng lão, bắt đầu chiếm cứ thượng phong, dần dần kéo bình, có thể hỗn nguyên cảnh vậy không thần vương cảnh trưởng lão có thể lấn, một lần rơi vào tiêu chiến bên trong. Nhưng là rất nhanh, trăm phái liền chết 20 hơn vị trưởng lão. Năm tôn thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, vậy trực tiếp bị đánh bạo. 8 vị ma hòa thượng bị thương không nhẹ. Dưới sự liên thủ lại tàn sát liền trăm phái hơn 10 vị thần vương cảnh trưởng lão. Tình cảnh này, xem được giữa không trung một toại nguyện cặp mắt sắp nứt, chợt muốn hạ đi hỗ trợ, nhưng là bị Trịnh Bá cuốn lấy. Trịnh Khuông, ngươi xem Diệp Thí Thiên. Hắn là muốn tiêu diệt ta trăm phái trưởng lão à, ngươi để cho hắn dừng tay à. Một toại nguyện sống chết bị Trịnh Bá ngăn lại, cũng không cách nào hạ đi hỗ trợ. Ba người khác cũng là như vậy, giờ phút này lòng như lửa đốt, sớm biết như vậy làm sao dám trêu chọc Diệp Thần. Diệp Thần không chỉ có lấy được Kim Phật Mật Tông toàn bộ bảo vật. Hơn nữa hoàn thành là Kim Phật Mật Tông mới nhậm chức chủ trì, mang ra ngoài chiến khôi và cường giả, càng sống lại 3 vị Kim Phật, bất ngờ đã có nhất phái lực. Nếu như giờ phút này trăm phái thần vương cảnh trưởng lão tất cả chết trận. Trăm phái sợ rằng bị tổn thương cực lớn à. Đối mặt hai đời người chống chỗ, cho dù còn có không thiếu thần vương cảnh, có thể đã xuất hiện đứt đoạn, sắp chân chính đối mặt thời kỳ giáp hạt kết quả. Sư phụ, đây cũng quá mạnh đi. Khó trách, hắn không muốn ta ra tay. Bát trưởng lão, đãi thúc, làm thế nào? Bắc cung tử Ngọc nhìn về phía bên trên 2 vị cường giả. Một vị là âm thầm bảo vệ nàng hỗn nguyên cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp đãi thúc, một vị là Bắc cung gia tộc bát trưởng lão. Hợp đạo cảnh nhị tầng thiên cường giả. Năm đó Kim Phật vẫn còn có may mắn còn sống sót. Không đúng, năm đó những cái kia Kim Phật không phải đã nhập ma à. Đãi thúc mặt không cảm giác, tỉ mỉ nói cái này Diệp Thí Thiên, xem ra còn có lá bài tẩy không dùng, trăm phái là không làm gì được hắn,
nếu không hắn cũng sẽ không đạt được Kim Phật Mật Tông toàn bộ truyền thừa. Bát trưởng lão khẽ gật đầu, nói Kim Phật lên không có ma khí, có chút cổ quái. Xem ra cái này Diệp Thí Thiên trên mình cất giấu không thiếu bí mật. Mới nhậm chức Kim Phật Mật Tông chủ trì. Thêm tới, nổ hàng loạt binh khí mà không chết, hơn nữa lĩnh ngộ tịch diệt chi đạo, thân xác tiến vào hóa cương kỳ, có hơn kiện hỗn nguyên tiên khí, các loại lá bài tẩy, đúng là không tầm thường. Chí ít, không phải tầm thường thiên kiêu có thể sánh ngang. Mấu chốt nhất là, Diệp Thí Thiên là bọn họ Bắc Cung gia tộc hộ pháp. Lại là Bắc Cung Tử Ngọc sư phụ. Buộc chung một chỗ, không có chỗ xấu. Bát trưởng lão. Sư phụ là chúng ta hộ pháp, người mau cứu hắn đi. Bắc Cung Tử Ngọc vừa nói. Bát trưởng lão ngược lại là cười, lấy năng lực bây giờ của hắn, liều chết chăm phái những người này, không thành vấn đề. Sư phụ liều chết những người này, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng là chăm phái những thứ khác thần vương cảnh và hỗn nguyên cảnh người tới, sư phụ khẳng định không ngăn nổi. Bắc Cung Tử Ngọc lo lắng nói. Bát trưởng lão gật đầu một cái, hơi nhìn về phía Bắc Cung Tử Ngọc, nghĩ tới điều gì, liền nói, vừa là gia tộc chúng ta hộ pháp, vậy dĩ nhiên được cứu, huống chi chăm phái đệ tử chết, cũng là bọn họ rất lưu luyến gây ra, không đi qua cửa cũng sẽ không chết, những trưởng lão này cũng giống vậy. Tử Ngọc. 7 ngày sau ngươi mang Diệp Thí Thiên đi hồn tộc, tham gia lễ truy điệu nghi thức. Có lẽ, hắn dừng lại chốc lát, thần giác phác họa một nụ cười, nói, có lẽ hắn có thể mượn cơ hội phá nhập thần vương cảnh, dù sao 7 cái số người, cho hắn một cái cũng không sao. Bắc Cung Tử Ngọc nghe được mừng rỡ, vội vàng nói, cảm ơn bát trưởng lão. Bát trưởng lão khẽ vuốt Bắc Cung Tử Ngọc tóc, một bộ hiền hòa dáng vẻ, chợt bay lên trời, vận chuyển không gian quy luật. Trực tiếp khu tản ra các nơi đội ngũ, nói trận chiến này, đến đây kết thúc, chăm phái chuyện, không phải ta Bắc Cung gia tộc nhằm vào các ngươi. Mà là chính các ngươi tự tìm cái chết. Những năm gần đây, ta Bắc Cung gia tộc dưới quyền vượt quá các ngươi chăm phái, đã sớm xưa không bằng nay, các vị nhớ lấy trân trọng, không cần làm ra lầm phái lầm mấy sự việc. Lời này vừa nói ra, còn sót lại 80 vị chăm phái trưởng lão, mỗi người vui vẻ. Vừa vặn. Không cần sẽ cùng Diệp Thí Thiên chém giết, quá gian nan. 8 cái ma hòa thượng, mặc dù bị bọn họ đánh bể 7 cái, có thể bọn họ cũng bị tru diệt hơn mấy chục người, huống chi còn có 3 tôn kim Phật chấn giữ, tiếp tục nữa, bọn họ chỉ sẽ nguy hiểm hơn, còn như tìm Diệp Thí Thiên trả thù, dưới mắt căn bản không có thể. Bát trưởng lão đây là cho bọn họ dưới bậc thang. Bọn họ làm sao dám cự tuyệt. Sau đó, bát trưởng lão vừa nhìn về phía Diệp Thần. Trên cao nhìn xuống nói. Diệp Thí Thiên, ngươi lại dừng tay. Ngươi thiên phú không tệ, bổn trưởng lão rất thưởng thức ngươi. Đúng rồi, Tử Ngọc sẽ mời ngươi đi hồn tộc, quý trọng lần này cơ hội, ngày sau là ta Bắc Cung gia tộc dốc sức. Ngươi có thể trở thành Bắc Cung gia tộc hộ pháp, tất nhiên là ngươi cuộc đời này lớn nhất khí vận. Cái này cái ngọc bài cho ngươi, ngươi giọt máu nhập ngọc bài, ngươi sau này chính là Bắc Cung gia tộc chuẩn bị trưởng lão. Bắt đầu từ hôm nay, không người dám động ngươi. Một quả ngọc bài ngay tức thì hướng Diệp Thần đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chuẩn bị trưởng lão. Cái này đặc biệt mụ nhưng mà Bắc Cung gia tộc chuẩn bị trưởng lão à? Cho tới bây giờ không có một cái thấp võ thế giới người có tư cách đạt được. Cái này Diệp Thí Thiên giống như là ngay tức thì bay lên đầu nhánh đổi Phượng Hoàng à? Tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thần sẽ cảm kích rơi nước mắt, thậm chí quỳ xuống đáp ứng. Lại không nghĩ rằng, thời khắc này Diệp Thần nhíu mày. Hộ pháp. Hắn và Bắc Cung Tử Ngọc mặc dù quan hệ không tệ, nhưng là hắn không thích bát trưởng lão thái độ. Càng không thể nào trở thành Bắc Cung gia tộc một số. Một giây kế tiếp, hắn một chỉ điểm ra, cuồn cuộn ma khí cuộn sạch đi. Ngọc bài không có rơi vào Diệp Thần trong tay. Ngược lại tại chỗ hóa là một đạo mảnh vỡ. Diệp Thần bước ra một bước, giữa trán lộ ra một vẻ kiên quyết. Bát trưởng lão, người ý tốt ta tâm lĩnh. Nhưng là ta Diệp Thí Thiên, cho tới bây giờ không thành tâm ra sức bất kỳ gia tộc nào, bất kỳ thế lực. Lời này vừa nói ra, cả thế giới tựa như an tĩnh lại. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Không có bất kỳ suy tính cự tuyệt. Tốt như vậy cơ hội à.
Bát trưởng lão cũng có chút không phản ứng kịp, hắn nhìn về phía Diệp Thần, gương mặt tràn vào vải dùng mình, ngươi ở Cự Tuyệt. Xác định. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Bắc Cung gia tộc bát trưởng lão, cũng không phải là chút nào sợ ý. Hợp đạo cảnh coi là cái gì? Hắn liền tạo hóa cảnh cũng gặp qua, ngày sau càng muốn đánh lên linh vận tiên tôn linh tiên đế cung. Huống chi ngươi khu một khu hợp đạo cảnh sơ kỳ cường giả, chưa chắc có ban đầu huyết kiếm môn môn chủ trưởng lão mạnh mẽ, cần kiêng kỵ. Cần cung kính, không cần. Cái này ở giữa thiên địa. Trừ đi phụ mẫu sư tôn ra, còn chưa bao giờ có người gánh nổi Diệp Thần một bái. Dù là viễn cổ sinh linh, đã từng là phong tước hiệu thánh giả, thánh nhân, thánh vương, hoặc giả nói là trong truyền thuyết quá hư cảnh cường giả, Diệp Thần cũng không biết tùy ý đối hắn khom lưng khuỵu gối, chỉ cần có thời gian, thái hư cảnh coi là cái gì. Hừ, Liều Lĩnh tiểu tử, khó trách người độc mặt trăm phái mà không sợ ý. Bát trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng trong đôi mắt ngược lại là dần dần hiện ra lau một cái vẻ tán thưởng. Đã từng đã lâu, hắn gặp qua không thiếu thiên kiêu, nhập thần cảnh Mộc Phong, thần vương cảnh Niệm Trắng, hỗn nguyên cảnh Long Thái Hư, đợi một chút, không một không đúng hắn vị này hợp đạo cảnh cường giả vô cùng là cung kính, đó là bởi vì hắn thực lực cao mạnh, cho nên thiên kiêu đối với hắn cung kính. Ngược lại cái này Diệp Thí Thiên, nhập thần cảnh 4 tầng thiên tu vi, con kiến hôi tu vi, không chỉ có dám can đảm chọc trăm phái, càng dám bất kính bổn trưởng lão, là một nhân vật. Thiên kiêu, tuyệt đại thiên kiêu. Ngút trời anh tài, kỳ tài, ta linh võ đại lục còn nhiều mà. Chính là ta Bắc Cung gia tộc cũng không biết có nhiều ít. Bát trưởng lão nhìn về phía Diệp Thần, khẽ mỉm cười một cái, một bộ trưởng bối vậy hình dáng, nói cuối cùng sống sót mới thật sự là thiên kiêu, mới có thể ngang dọc đại lục. Diệp Thí Thiên, ngươi giết hại quá nặng. Không biết nặng nhẹ, tuy trăm phái không mạnh, nhưng cũng không ngươi bây giờ có thể địch. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nói tính tình của ngươi không tốt, được đổi, long có thể lớn có thể nhỏ, có thể phù không tại ở giữa thiên địa, cũng có thể núp ở chính là bùn bên trong, này là thật long, như muốn thành rồng thành phượng, điểm này, ngươi được học tập cho giỏi. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, còn sót lại 80 vị trưởng lão, thần sắc hoảng sợ. Bắc Cung gia tộc bát trưởng lão, cái này đang chỉ điểm Diệp Thí Thiên. Diệp Thí Thiên, lại có thể đạt được thật cao trên hợp đạo cảnh đại năng chỉ điểm. Còn chỉ điểm Diệp Thí Thiên, phải làm chân long, có thể lớn có thể nhỏ, có thể co giãn, đây là hiển nhiên coi trọng Diệp Thí Thiên à. Chẳng lẽ, bát trưởng lão thật không tiếc bất cứ giá nào, muốn hoàn toàn chèn ép ta trăm phái. Diệp Thí Thiên tàn sát ta trăm phái võ giả, dù là chuyện ra có nguyên nhân, bát trưởng lão cũng nên có bề ngoài khiển trách đôi câu, cho chúng ta giao nộp. Để cho chúng ta có dưới bậc thang à, lại có thể ngay trước chúng ta mặt, chỉ điểm Diệp Thí Thiên. Cái này Diệp Thí Thiên, xem ra không chỉ là đạt được Bắc Cung tử Ngọc Tiểu Thư xem trọng. Lại là đạt được Bắc Cung gia tộc các trưởng lão coi trọng à. Long, đúng là có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng ta cũng không phải là phải làm long, ta cũng không qua lại làm long. Diệp Thần trực tiếp đối mặt bát trưởng lão, thần sắc bình thản, chậm rãi nói. Làm là võ giả, đời này cả đời liền muốn hoành đẩy cùng cảnh, che phủ đương thời võ giả mà không địch thủ, không cần ẩn nhẫn, cũng không cần có thể co giãn, nếu có địch xâm phạm, tất cả lấy một lực diệt chi cho giỏi. Hắn quanh quẩn hai bước, thật giống như lĩnh ngộ cái gì, nói, mọi người đều nói, qua mới vừa dịch chiết. Cho nên đúc trường kiếm hình binh khí lúc, không thích hợp qua dài, nếu không dễ dàng thân kiếm văng tung tóe, cho nên có tên này nói. Nhưng ta cũng không sẽ gật bừa. À, nói một chút ngươi cái nhìn. Bát trưởng lão hoàn toàn hứng thú, nhìn về phía Diệp Thần, nói, đem ngươi nơi cho rằng chuyện vật, hiểu biết cảm tưởng, nói một chút. Trường kiếm cũng hao tổn. Qua mới vừa cũng đoạn. Thực ra là trường kiếm sử dụng tài liệu xấu, thêm nữa chính là thân kiếm định hình chỗ chi khuyết điểm liền ở nơi này thân kiếm trung ương chỗ, là cả thân kiếm nhất là mềm yếu chỗ. Hai người này hợp nhất, mới có như vậy kết luận. Diệp Thần thả ra cực mạnh khí thế, tiếp tục nói, nhưng mà, trường kiếm chỉ cần sử dụng vật liệu cực tốt, thêm tới thân kiếm chỗ có thể củng cố, lấy này đúc nên trường kiếm, chính là vô địch, lại càng không có trường kiếm cũng hao tổn chi lý, nguyên nhân cuối cùng cũng bất quá là thợ rèn thực lực bản thân không được, mà rơi xuống kết luận.
Tương tự, qua mới vừa cũng hao tổn, cũng giống như vậy. Cũng hao tổn đại biểu vốn là không đủ kiên cường, tuyệt đối kiên cường vật, ví dụ như thanh kim thạch, không một không phải vô địch vật. Sẽ hay không gãy, chỉ quyết định bởi tại bản thân có đủ hay không cứng rắn. Hắn thần giác chợt mở ra một nụ cười, mắt nhìn xuống chung quanh hết thảy võ giả, bình tĩnh nói, làm ta đủ cường đại, làm ta lá bài tẩy đủ mạnh mẽ, liền đủ để hoành đầy tất cả địch thủ, che phủ tất cả cùng cảnh võ giả. Chính là bây giờ, ta cũng dám nói, lớn như vậy linh vũ thế giới, cùng cảnh người. Đều có thể là ta thủ hạ chi bại tướng, cho nên, qua mới vừa dịch chiết là không thể nào. Không tệ, qua mới vừa dịch chiết. Đó là bởi vì mới vừa không đủ cứng rắn. Võ giả cũng là như vậy, tự thân lực không được, tự nhiên cũng hao tổn. Nhưng nếu là thực lực cường đại, đúc khí sử dụng vật liệu vô địch, chính là người đó cũng đánh không ngừng. Hô hô hô, thật cuồng à. Đều nói Phật môn tu thân dưỡng tính, ngược lại là vị này Kim Phật Mật Tông mới chủ trì, Diệp Thí Thiên đại nhân, không chỉ có cuồng ngông, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Không thiếu trưởng lão lời nói trao đổi, trong con ngươi đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ đối với Diệp Thần nói chi nói, tự nhiên rõ ràng, chỉ cần đủ mạnh, ai chọc ta, ta diệt ai. Cho tới bây giờ chỉ có ta diệt người khác phần. Không có người khác diệt tình huống của ta. Đây là hạng bá đạo. Hạng cuồng ngông. Hạng tự tin. Âm ỉ thiên hạ nhập thần cảnh võ giả, lấy nhập thần cảnh 4 tầng thiên, tự xưng nhập thần cảnh không địch thủ. Chính là càn khôn chi địa đều có mấy trăm ngàn nhập thần cảnh người, huống chi toàn bộ linh võ đại lục, sợ rằng không dưới mấy tỷ, dám can đảm coi rẻ nhiều người như vậy. Diệp Thí Thiên, là bọn họ gặp qua nhất là cuồng ngông và bá đạo người. Nhưng là Diệp Thí Thiên, có bá đạo và cuồng vọng vốn. Bằng hắn nhập thần cảnh 4 tầng thiên, có thể chém thần vương cảnh 4 tầng thiên, chỉ cần ngày sau lên cấp nhập thần cảnh 9 tầng thiên, có lẽ có thể địch thần vương cảnh 9 tầng thiên. Đến lúc đó chính là xứng đáng không thẹn thứ nhất nhập thần cảnh võ giả. Được. Có gan phách tiểu tử, lão phu thích ngươi. Cổ nhân thành nói, nguyên bản không đường, người đi nhiều, thì có đường. Bát trưởng lão dừng lại chốc lát, lại nói, người đường, không người đi, cũng không có người có thể đi xuống, người có thể đi bao lâu mà giữ cùng cảnh bất bại, ta mỏi mắt mong chờ, ngày sau thành tựu hợp đạo cảnh, thậm chí còn tạo hóa cảnh. Vậy đừng quên ngươi là ta Bắc Cung gia tộc hộ pháp. Vô luận trung thành hay không, ta Bắc Cung gia tộc đều có thể đầu tư cùng ngươi. Nhất là mấy ngày nữa hồn tộc lễ truy điệu nghi thức. Lão Phu sẽ để cho Tử Ngọc mang ngươi tham gia, khi đó, ngươi như lên cấp nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, Lão Phu có thể che chở ngươi mở lại Kim Phật Mật Tông nhất phái. Che chở Diệp Thí Thiên. Mở lại Kim Phật Mật Tông nhất phái. Đây là phải đem Diệp Thí Thiên làm nhất phái đứng đầu mà đối đãi à? Bát trưởng lão, không sợ ngũ trưởng lão tức giận sao? Dẫu sao năm đó Kim Phật Mật Tông toàn phái nhập ma, nhưng mà ngũ trưởng lão ra tay, xóa bỏ toàn bộ Kim Phật Mật Tông à? Mới vừa rồi, Diệp Thí Thiên đại chiến bùng nổ lúc đó, trên mình hiện ra ma quang và ma khí. Chẳng lẽ, bát trưởng lão, không lo lắng Diệp Thí Thiên là ma đầu? Hơn 10 vị tông môn trưởng lão thấp thỏm bất an, lẫn nhau đối mặt, cuối cùng đều là lắc đầu than thở. 4 vị hỗn nguyên biên giới môn trưởng lão, tất cả đều than thở một tiếng, cuối cùng vô dục chủ chỉ đứng ra ôm quyền hỏi, dám hỏi bát trưởng lão, mới vừa rồi Diệp Thí Thiên sử dụng chi công pháp và khí huyết, sao sẽ biến thành ma khí và ma quang? Diệp thần hừ lạnh một tiếng. Lão con lừa ngốc, ngươi lại phải nói ra giết tâm nói như vậy à? Không sợ nói cho các ngươi, chánh đạo ma đạo cùng lão tử không khác, chỉ cần là công pháp là được. Diệp thần khua kiếm chỉ vô dục chủ trì, lạnh như băng nói, lão tử chưa bao giờ lấy ma công hại hơn người, trên mình càng không có nửa điểm chiếm đoạt người khác thần hồn tu luyện lực. Ngươi có thể nói lão tử tu ma công, nhưng ngươi dám nói lão tử là ma đầu, vậy, lão tử ma đầu kia, ngày hôm nay liền diệt ngươi. Hắn còn có 3 tôn kim Phật sư tôn. Bên ngoài nuôi lớn nhóm thần vương khí và hỗn nguyên tiên khí, nếu như toàn bộ bùng nổ. Cái này vô dục chủ chỉ căn bản đừng nghĩ sống sót. Bất quá vô dục chủ chỉ không đề ra, Diệp thần cũng không có chú ý đến, mình kích phát huyết mạch có chút tương tự với ma công thúc dục phát thời điểm tản mát ra ma quang.
huyết mạch của mình, tự ấn đường ác ma mắt sau khi xuất hiện, thật giống như dị biến. Hắn có chút thời điểm thậm chí đang suy nghĩ, mình sẽ hay không và ma tộc có chút liên lạc. Những cái kia chiến thần, ma thần, cũng không phải là chân chính là ma thần, chỉ là hành vi tàn nhẫn, ra tay quả quyết, tên yếu sợ hãi, liền cho an bài lên, ma thần, danh hiệu. Còn như người thu ma, ở Côn Lôn hư cơ hồ không có. Mặc dù có, đỉnh hơn chính là đoạt cô gái âm nguyên đợi một chút thủ đoạn bỉ ổi, so sánh với linh võ đại lục người thu ma và ma đầu, đây chính là trực tiếp tùy ý đoạt nhân thần hồn chiếm đoạt, đoạn kỳ thần vương đạo, hút hắn không gian quy luật, thời gian pháp tắc tu luyện. Đoạt nhân đạo quả tu luyện mình, đây mới là ma đạo và ma đầu hành vi. Diệp Thần tự hỏi, tu luyện nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ tùy ý làm qua chuyện này, càng không có hại qua người vô tội. Cái này, bát trưởng lão, mời ngài chủ trì công đạo, vô dục chủ trì đành phải nhìn về phía bát trưởng lão, bây giờ hắn là không dám đi trêu chọc Diệp Thần. Đùa gì thế à, cho dù Bắc Cung gia tộc không ra tay, chỉ riêng Diệp Thần, đều có thể liều sao chết mình đám người. Sống đã nhiều năm như vậy. Chân quý nhất, trừ đi mặt mũi ra, chính là mạng. Bát trưởng lão khẽ gật đầu, cặp mắt nếu như xuyên thủng tương lai cổ kim vậy, quét nhìn Diệp Thần. Rất nhanh, hắn khẽ gật đầu, so với lại yên tâm nói, Diệp Thí Thiên trên mình, mặc dù có chút tương tự với ma khí tình huống, bất quá, cũng không phải là ma công, cũng không có chiếm đoạt người sống thần hồn và đại đạo dấu vết, chưa từng làm ma đạo chuyện. Bát trưởng lão mặc dù là lời nói trước, có thể âm thầm nhưng là có chút kinh ngạc. Mình lại có thể không có nhìn thấu Diệp Thí Thiên huyết mạch. Nói cách khác, Diệp Thí Thiên là huyết mạch gì, mấy chảy máu mạch, mình căn bản không biết, không khỏi rất đúng Diệp Thần lại nổi lên mấy phần coi trọng và lòng cảnh giác. Trên thực tế, hắn mới vừa dò xét thời điểm, băng kiếm tiên tôn phối hợp luân hồi mộ địa lực, ngăn trở hắn thần hồn dò xét, nếu không mộ chủ huyết mạch một khi bại lộ ra, thiên hạ đều đưa chấn động. Tốt lắm! Trăm phái 200 vị trưởng lão. Hôm nay liền còn dư lại những thứ này. Mộc trưởng lão, vô dục chủ trì, người cùng trở về cảnh cáo môn phái người đừng nữa loạn lời nói, có lúc chui vào chỗ có vấn đề, không phải chuyện tốt. Bát trưởng lão nhẹ nhàng vẫy tay, điều động không gian quy luật, trực tiếp đem trăm phái trưởng lão di chuyển rời đến mấy chục ngàn mét ra ngoài, hắn cũng không muốn hai bên lại đánh nhau. Ngày hôm nay chết tông phái thần vương cảnh trưởng lão. Mặc dù đều là thần vương cảnh trung học cơ sở kỳ, hậu kỳ cảnh chết rất ít, nhưng cũng có chút quá nhiều. Trăm cái tông phái mạnh yếu có khác biệt, mấy chục tông phái chỉ lần này đánh một trận có thể trực tiếp sa sút, chính là kim đao môn cái này cùng môn phái, bỏ mình đến gần 10 vị thần vương cảnh trưởng lão, cũng là tổn thất bên trong môn phái 1/5 cao thủ. Trận chiến này, hoàn toàn đánh đau trăm phái, lại có Bắc Cung gia tộc áp chế. Khẩu khí này. Trăm phái không đè cũng được đè xuống. Sợ rằng không bao lâu, toàn bộ Càn Khôn chi địa, đều đưa truyền lưu Diệp Thí Thiên tiếng tốt. Chỉ bất quá Càn Khôn chi địa so sánh linh võ đại lục, muối bỏ biển mà thôi. Diệp Thí Thiên nếu là muốn ở linh võ đại lục đứng vững bước chân, còn cần lâu hơn. Tử Ngọc, chuẩn bị thật tốt, 7 ngày sau mang Diệp Thí Thiên, lên đường. Bát trưởng lão giao phó một câu. Trực tiếp biến dạng không gian rời đi, hắn là hợp đạo cảnh cường giả, bước đầu lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, không gian quy luật đã sớm tu tới đại viên mãn cảnh, phá vỡ hư không rời đi tự nhiên không thành vấn đề. Đãi thúc cho Trịnh Bá một ít đan dược, nhanh chóng hóa thành một cái bóng, tiêu tán ở giữa trời đất. Tựa hồ là vận dụng nào đó mật pháp, tiếp tục bảo vệ Bắc Cung Tử Ngọc. Trịnh Bá, Vương Kỳ các người dù chưa chết, nhưng là bị thương không nhẹ. Sư phụ. Ồ, sư phụ ngươi ở thu chiến lợi phẩm à? Bắc Cung Tử Ngọc một mặt mờ mịt nhìn đang nhặt chiến lợi phẩm Diệp Thần, nhất thời sợ ngây người, sư phụ cái này thu chiến lợi phẩm tốc độ, thật là nhanh à. Xem ra, sư phụ tại hạ giới, nhất định là một nhân vật hung ác à. Tuyệt đối là từ núi thây biển máu bên trong bò ra, lần này đi hồn tộc, có sư phụ trấn giữ, ngược lại là phải xem hồn tộc những cái kia thanh niên. Còn dám hay không xem nhẹ ta Bắc Cung gia tộc người. Bắc Cung Tử Ngọc lấy ra một kiện phi thuyền, chờ đợi Diệp Thần vơ vét chiến lợi phẩm sau khi kết thúc, mang mọi người rời đi, chạy thẳng tới Cổ Linh Thành đi. Trên phi thuyền,
Trịnh Bá đám người ở chữa thương, Bắc Cung Tử Ngọc đang tra xem ngọc giản. Diệp Thần đang tra xem chiến lợi phẩm của mình, tỉ mỉ đếm, thần vương khí 237 chuôi, trung bình một cái trưởng lão 2 chuôi, thật là đủ nghèo à, còn không có bọn họ đệ tử phú, khó trách dám đối với ta ra tay, thì ra như vậy thì nhìn chúng trên người ta thần vương khí. Trừ đi nổ banh thần vương khí ra. Ta trên người bây giờ ít nhất có vượt qua 800-900 kiện thần vương khí, ngược lại là có thể lợi dụng những thứ này thần vương khí, chế tạo một ít chiến khôi, lại tìm một người đưa đi Côn Lôn hư. Đếm đếm, Diệp Thần khẽ thở dài một tiếng, chỉ là, tại sao ta cảm giác vậy cổ kêu gọi ta ý niệm, càng ngày càng yếu. Là ta cảm ứng sai rồi, vẫn là bởi vì ta đang hướng về phương hướng của hắn chạy tới, mà hắn theo thời gian trôi qua, thương thế tăng thêm. Cho nên ta tiếp thu được ý niệm càng ngày càng yếu. Hồn tộc lễ truy điệu nghi thức là cái gì? Hợp đạo cảnh bát trưởng lão cũng rất coi trọng, xem ra được đi hỏi một chút Tử Ngọc. Phi thuyền bên trong Bắc Cung Tử Ngọc mới vừa nhìn xong ngọc giản, đây là một quyển liên quan tới lần này Bắc Cung gia tộc, tham gia hồn tộc nghi thức danh sách. 7 người. Chính giữa Bắc Cung Tử Ngọc và Diệp Thần, chiếm cứ 2 cái. Những thứ khác 5 cái người. Hai cái là chi nhánh tông phái người, cũng không phải là Càn Khôn chi địa chi nhánh tông phái, mà là gần 10 năm qua Bắc Cung gia tộc đánh hạ ngoài ra một phiến trong khu vực một cái chi nhánh tông phái Hoa Thiên Phàm Tông 2 vị tài năng xuất chúng đệ tử, đều là 21 tuổi thành tựu thần vương cảnh nhị tầng thiên, phá lệ bị Bắc Cung gia tộc trưởng lão bổ nhiệm đi tham gia hồn tộc nghi thức. Còn như những thứ khác 3 người, theo thứ tự là trưởng lão chi tôn, hộ pháp chi tử, cùng với Bắc Cung gia tộc đệ tử nội môn. Lần này, chân chính tham dự trong 7 người chỉ có Bắc Cung Tử Ngọc là thật đang Bắc Cung gia tộc tộc nhân, những thứ khác 6 người bao gồm Diệp Thần, cũng chỉ có thể coi như là phụ thuộc cường giả, cùng với cường giả đời sau. Hoa Thiên Phàm, Hoa Địa Phàm. Thần Vương Cảnh Nhị Tầng Thiên, lần này đi, có cơ hội phá nhập Thần Vương Cảnh Trung Kỳ. Còn như ngoài ra 3 cái, 19 tuổi nhập Thần Cảnh 9 Tầng Thiên Đỉnh Cấp, đi, mượn Thần Vương khí phá cảnh. Đến thần vương cảnh 4 tầng thiên vấn đề không lớn, như là vận khí tốt, đạt được một đạo tàn niệm, trực tiếp phá nhập hỗn nguyên cảnh, vậy không nói ở đây. Bắc Cung Tử Ngọc suy nghĩ. Lần này, nàng là 7 người lĩnh đội người, tự nhiên rõ ràng những thứ khác 6 người tình huống. So sánh với 21 tuổi thần vương cảnh nhị tầng thiên, 19 tuổi nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp mà nói. Diệp Thần 20 hơn tuổi, mới nhập thần cảnh 4 tầng thiên. Này cùng cảnh giới nếu như những người khác, chớ nói chi tham gia, căn bản là không có tư cách biết, cũng là Diệp Thần bộc phát ra cực cao chiến lực, mới sẽ bị bát trưởng lão phá lệ bổ nhiệm tham gia hồn tộc lễ truy điệu nghi thức. Sư phụ, người tới à? Đây là những thứ khác 5 người có tên một, người nhìn một chút. Bắc Cung Tử Ngọc đem ngọc giản đưa cho Diệp Thần, suy tư nói, lần này tham gia lễ truy điệu nghi thức, chỉ cần có thể liên phá 3 cái cảnh giới nhỏ. Liền coi là không tệ. Giống như là liên tục phá 7-8 cái cảnh giới nhỏ, thậm chí còn một cái đại cảnh giới người, chừng 10 lần lễ truy điệu mới có thể ra một lần. Nghe nói như vậy, Diệp Thần khẽ cười khổ, nói, hồn tộc lễ truy điệu rốt cuộc vì sao, ta cũng còn không biết, ngươi và ta nói số lần và tham số, không hữu dụng. Hắn để ngọc giản xuống, hỏi, hồn tộc nghi thức, rốt cuộc là tình huống gì à? Thiếu chút nữa quên mất. Sư phụ mới đến Linh Võ Đại Lục, đối với chuyện này căn bản không biết. Bắc Cung Tử Ngọc chợt giải thích, chúng ta thân ở Linh Võ Đại Lục Tây Vực đúng không? Tây Vực chi địa, chủ yếu là do 5 cái bên trong các gia tộc, tông phái, chung nhau quản lý, mỗi người có một bài khu vực, quản lý hơn ngàn cái hạ cùng tông phái. Mặc dù không hơn cùng tông phái, nhưng chúng ta 10 thế lực lớn, mỗi người cũng cùng Bắc Vực lên các gia tộc, thậm chí còn gia tộc cao cấp có liên lạc. Thậm chí ví dụ như ta Bắc Cung gia tộc, liền tính là Thần Long gia tộc chi nhánh. Năm đó, chúng ta 10 thế lực lớn chung nhau phát hiện một nơi tế đàn. Bắt đầu lấy là chỉ là phổ thông tế đàn, sau đó có một cái hồn tộc tộc nhân, trong lúc vô tình mở ra tế đàn, lại có thể kêu gọi tới ngày xưa rơi xuống cường giả tàn niệm. Nói tới chỗ này, Bắc Cung Tử Ngọc đều bắt đầu hưng phấn. Nàng nói lại nhảy đem toàn bộ hồn tộc nghi thức tình huống cho Diệp Thần nói rõ ràng, ngày xưa rơi xuống cường giả à. Sư phụ, phải biết Linh Võ Đại Lục cường giả, chỉ có hợp đạo cảnh mới tính cường giả.
Nói cách khác, chỗ này tế đàn có thể hội tụ năm xưa chết trận hợp đạo cảnh, tạo hóa cảnh võ giả tàn niệm, những võ giả này nguyên bản chết trận, thần hồn bị diệt chính là chân chân tránh tránh tiêu tán ở giữa trời đất, có chút may mắn thần hồn không diệt, được may mắn có một đạo tàn niệm phiêu tán ở giữa thiên địa. Nhưng có thể bị tế đàn cưỡng ép kêu gọi tới đây. Dĩ nhiên, kêu gọi những thứ này tàn niệm tới đây, cũng không phải là muốn sống lại bọn họ, mà là phải chiếm đoạt bọn họ. Chiếm đoạt, Diệp Thần sững sốt một chút, cái này không và ma công có chút tương tự à? Chẳng lẽ, chiếm đoạt cường giả tàn niệm, đều là được mở, trắng trợn liền? Hụ hụ hụ, sư phụ hiểu sai ý. Bắc Cung Tử Ngọc nhìn Diệp Thần diễn cảm thì biết, nàng giải thích, người tu ma chiếm đoạt người sống thần hồn, sẽ đưa đến tất cả võ giả đuổi giết, nhưng là chúng ta cắn nuốt là tàn niệm, nói cách khác, đối phương đã chết. Chỉ còn lại một đạo tàn niệm. Có thể bị sống lại, cũng có thể lại qua cái chừng trăm năm, trăm ngàn năm thời gian liền vẫn diệt. Cho nên, chúng ta chiếm đoạt những thứ này tàn niệm, có thể được một ít vị cường giả kia năm xưa năng lực. Diệp Thần hỏi, năng lực gì? Ví dụ như hợp đạo cảnh võ giả tàn niệm. Cắn nuốt, có thể lĩnh ngộ một tia thời gian pháp tắc. Tạo hóa cảnh võ giả tàn niệm, cắn nuốt có cơ hội trước thời hạn lĩnh ngộ thời không quy luật, thậm chí còn ngũ hành quy luật. Đồng thời sẽ có được hàng loạt linh khí và đạo uẩn, trực tiếp phá vỡ cảnh giới. Dĩ nhiên, cũng có không có nuốt phệ đến tàn niệm tình huống. Bắc Cung Tử Ngọc ngồi ở đàn cái ghế gỗ, nhàn nhạt nói, phàm là tế đàn kêu gọi tới cường giả tàn niệm, tất nhiên sẽ hấp dẫn tới một ít đặc thù vật chất, hấp thu giống vậy có thể liên tục phá cảnh. Chỉ là đáng tiếc, cái này cùng tế đàn, chỉ có lấy hồn lực khởi động mới được. Nàng lắc đầu một cái. Nói, nguyên bản hồn tộc ở Tây Vực chỉ là gia tộc nhỏ, bởi vì có thể khởi động chỗ này tế đàn, đưa đến vạn năm tới càng ngày càng mạnh, thủ đoạn vậy vô cùng là đặc thù, thậm chí có nửa bước cường giả tạo hóa cảnh chấn giữ, các phe cường giả đi bọn họ vậy, cũng sẽ thận trọng. Mà mở ra tế đàn thời gian, cũng bị hồn tộc, do ngàn năm một lần đổi là trăm năm một lần. Bây giờ mà, nàng bẻ đầu ngón tay tính toán một chút. Nói, mấy ngày sau đúng lúc là lần thứ 12. Nghe Bắc Cung Tím Ngọc, Diệp Thần hơi nhíu mày, hỏi, hồn tộc không thể mình khai mở à? Như vậy có thể nhanh chóng tăng trưởng bên trong tộc võ giả chiến lực à? Ha ha ha! Bọn họ ngược lại là muốn, vậy do mượn hắn cửa, còn không làm được. Bắc Cung Tử Ngọc một mặt kiêu ngạo hình dáng, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt nói, mở một lần tế đàn. Liền cần trăm kiện hỗn nguyên tiên khí là tái thể, đồng thời còn cần các loại kỳ chân dị bảo, đặc thù hồn quả đợi một chút, tổng giá trị thậm chí vượt qua một chuôi thời không binh khí. Thời không binh khí, tạo hóa cảnh sử dụng chi binh khí, do thời gian pháp tắc và không gian quy luật dung hợp thời không quy luật, thành tựu tái thể chế tạo. Hắn giá trị vượt xa hợp đạo thần khí, cho dù là yếu nhất thời không binh khí cũng so cường đại nhất hợp đạo thần khí mạnh hơn 10 lần chi hơn. Như thế nhiều vật cần. Hồn tộc tự nhiên góp không đủ, cho nên do ta 10 thế lực lớn, cộng thêm hơn 10.000 kiếm đế cung và thần long gia tộc, chung nhau bỏ vốn mới được. Mà mỗi một nơi mở tế đàn, đều có 100 cái số người, ta Bắc Cung gia tộc có 7 cái. Những thứ khác 9 thế lực lớn, mỗi người có 7 cái, còn lại 30 vị trí, chính là do vạn kiếm đế cung và thần long gia tộc nắm trong tay. Tế đàn. Tương đương với nhanh chóng tăng lên cảnh giới lớn bảo vật. Các phái tất cả nhà tổng cộng có, thương định xong nhiều ít thời gian mở một lần bảo vật, hồn tộc chỉ là mở ra người, mà không phải là tế đàn chủ nhân. 7 cái số người. Vạn kiếm đế cung, 30 vị trí. Diệp Thần ngay hoảng hốt, chợt nhớ tới băng kiếm tiên tôn, dường như chính là vạn kiếm đế cung thất trưởng lão. Nhưng chỉ là năm 10.000 năm trước thất trưởng lão. Còn như bây giờ. Vạn kiếm đế cung bên kia thái độ không biết, còn thật không biết là địch hay bạn. Diệp Thần lấy thần hồn lực, tiến vào luân hồi mộ địa ngưng luyện một tôn thân xác, cùng băng kiếm tiên tôn trao đổi. Nhập thần cảnh dưới, là linh hồn lực. Nhập thần cảnh trên, linh hồn lực cởi đổi là thần hồn lực, hồn phách cường đại hơn thêm. Sư tôn, vạn kiếm đế cung, đến lúc đó phải chăng cần ta ra tay dò xét một hai? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Dẫu sao năm vạn năm trước đã qua, ngài năm đó vùi lấp ở trong tuyệt cảnh không ra được, có phải hay không là có người cố ý hãm hại ngươi?
không gặp được. Năm đó ta là vì tìm một bụi băng phách trăm hồn cỏ, mới dễ xông vào chín nhiều nhất bên trong. Cuối cùng bị kẹt, ta cảm thấy là vấn đề vận khí. Băng kiếm tiên tôn đứng chắp tay, suy tính hồi lâu nói, lần này, ngươi âm thầm giúp ta dò xét vạn kiếm đế cung tình huống đi. Vạn kiếm đế cung, thành tựu lên cùng tông phái, có tinh khiếu cảnh phong thần cường giả chấn giữ. Chỉ cần không trêu chọc cao cấp gia tộc lớn, ví dụ như thần long gia tộc, thánh long gia tộc đợi một chút liền có thể một mực lưu truyền xuống. Xảy ra chuyện là khả năng không lớn. Ngược lại là có thể để cho Diệp Thần xem, 50.000 năm trôi qua trong môn phái những tên, đối với ta là nhớ mong, vẫn là ghi hận đi. Năm đó băng kiếm tiên tôn chính là trẻ tuổi một đời tài năng xuất chúng, ở rất trong thời gian ngắn phá nhập tạo hóa cảnh trung kỳ, có thể nói linh võ đại lục chư thiên kiêu tầng chót nhất vậy một đám, chính là tinh khiếu cảnh khả kỳ, thậm chí niêm phong cửa cảnh, cũng có thể trông mong trông đợi một hai. Cuối cùng nhưng luân lạc tới bị kẹt chín nhiều nhất, thân phận thật sự 50.000 năm khó khăn ra. Dường như, vậy không có thấy vạn kiếm đế cùng những thứ khác tạo hóa cảnh trưởng lão tới cứu mình. Là không muốn cứu, vẫn là không dám cứu, dứt khoát để cho đồ nhi cha một chút xem, dẫu sao duy nhất có thể nhớ mong cũng chỉ cái này. Được, sư tôn. Ta sẽ dò xét vạn kiếm đế cung thái độ. Diệp Thần thần hồn thể bể tan tành, hóa thành thần hồn lực trở về Diệp Thần bản thể. Diệp Thần hỏi thăm, nếu là tế đàn, đoán chừng là muốn tế một ít sinh linh đi. Đúng. Muốn tế 10 tên thiên kiêu bé gái tánh mạng. Bắc Cung Tử Ngọc than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói, chỉ có thiên kiêu bé gái mới có hoàn chỉnh âm nguyên, hơn nữa lấy bọn hắn thần hồn lực làm môi giới tới đưa tới tế đàn chấn động, nếu không liền cần chết những người khác. Những thứ này bé gái, địa vị hèn mọn. Có chính là cô quả người, ta cũng không cách nào cứu các nàng, sư phụ, đến lúc đó ngươi cũng không muốn dậy lòng thương hại. Nếu không chỉ có ngươi nguy hiểm, chính là ta Bắc Cung gia tộc, cũng vô cùng là nguy hiểm à. Những ngày đó kêu bé gái, cố nhiên nguy hiểm. Nhưng là không có biện pháp. Không cứu được. 10 bên trong các gia tộc tông phái, cộng thêm lần trước cái lên cùng tông môn, một cái gia tộc cao cấp sở định quy củ. Sợ rằng không có phong thần cấp bậc chiến lực, căn bản không đủ xem. Thêm nữa, linh võ đại lục mỗi ngày đều ở người chết, huống chi là 10 tên thiên kiêu bé gái, cái này các người mỗi ngày không muốn biết chết nhiều ít. Tương đối mà nói. Bắc Cung Tử Ngọc liền tương đối có thể đón nhận. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, vậy không có nhiều lời tiếng nói. Nếu không quen không biết, vậy không mình có thể làm được sự việc. Dứt khoát không tham dự. Sư Tôn, chúng ta về trước Cổ Linh Thành đi. 7 ngày sau lên đường, 4 ngày thời gian đi đường là đủ rồi. Bắc Cung Tử Ngọc trông mong nhìn về phía Diệp Thần, lẳng lặng nói, sư phụ, ngươi hẳn dùng Hỗn Nguyên Tiên Khí đột phá chứ. Đúng. Trong cơ thể còn ẩn chứa một số không gian quy luật lực. Diệp Thần suy nghĩ, đoán chừng rất nhanh có thể đến nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, còn như luyện thể cảnh giới, dùng nhiều chút đan dược, hẳn có thể đuổi kịp. Bây giờ, Diệp Thần đạo ẩn cảnh giới, ngược lại so luyện thể cảnh giới cao. Trước kia, đều là luyện thể cảnh giới cao, bây giờ trái ngược. Ngược lại có chút không tốt vượt cấp, Diệp Thần mặc dù có thể vượt cấp. Rất lớn trình độ dựa vào thân xác, nếu là thân xác yếu ớt, cũng không ngăn nổi người khác công kích, huống chi bùng nổ phản kích người khác. Được. Nơi này có chút bí tịch, sư phụ có thể cầm đi xem. Đều là liên quan tới luyện thể và tăng lên cảnh giới dùng. Bắc Cung Tử Ngọc lấy ra thật nhiều cái ngọc giản, đưa cho Diệp Thần, nói, sư phụ dùng 7 phẩm 8 phẩm Hỗn Nguyên Tiên Khí đột phá, thật đúng là xa xỉ. Ta năm đó phá nhập thần cảnh lúc cũng chỉ là dùng cấp 1 Hỗn Nguyên Tiên Khí đâu. Dung hợp Hỗn Nguyên Tiên Khí càng mạnh. Thân xác và cảnh giới tu luyện liền càng mạnh, sư phụ hiển nhiên còn không có hoàn toàn vững chắc tu vi đi. Phỏng đoán đến lúc hồn tộc thời điểm, sư phó thực lực còn sẽ lớn tăng một phen. Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, khẽ gật đầu, mình đích xác còn có rất lớn tăng lên không gian. Rất nhanh, Diệp Thần trở lại mình trong phòng. Bắt đầu luyện hóa trong cơ thể còn sót lại không gian quy luật lực, muốn lấy này dung nhập vào mất đi đại đạo bên trong, nếu như mất đi lực phối hợp không gian quy luật, lực sát thương đem sẽ mạnh hơn, thủ đoạn sẽ hơn nữa thần bí hư không. Chí ít, rất ít có người ở nhập thần cảnh,
nắm giữ một tia không gian quy luật. Một khi nắm giữ, chính là tầm thường nhập thần cảnh, đều đủ để càn quét mảng lớn cùng cấp võ giả. Luân hồi mộ địa bên trong, ba tôn kim Phật cũng bị Diệp Thần đưa chừng trăm kiện thần vương khí, dùng cho dung vào bên trong cơ thể tăng cường thực lực, bọn họ không cách nào tiếp tục chứa hỗn nguyên tiên khí, dứt khoát chứa thần vương khí tăng cường cảnh giới và chiến lực. Băng kiếm tiên tôn, tạm thời trợ giúp Diệp Thần chế tạo chiến khôi. Nhắc tới, Diệp Thần chiến khôi đã đến số lượng cao trình độ. Hơn nửa ngày đã qua. Phi thuyền trở lại cổ linh thành, Diệp Thần trực tiếp bế quan, hắn muốn xong thiện Phật gia chi đạo. Đồng thời, tăng lên mình luyện thể cảnh giới. Cùng lúc đó, Diệp Thí Thiên lấy lực một người, ở Kim Phật Mật Tông giết được máu chảy thành sông sự việc, truyền ra. Đồng thời, còn có một cái càng tủng người kinh văn sự việc vậy truyền ra. Đó chính là, Diệp Thí Thiên cái hố giết trăm phái hơn 10 vị thần vương cảnh trưởng lão sự tích. Trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ Càn Khôn chi địa. Thành Thiên Linh thành chủ tự nhiên cũng là nghe nói chuyện này, giờ phút này hắn sụi lơ vô lực ngồi ở thành chủ trên ghế, mặt đầy cầu sinh muốn miêu tả sinh động, không ở thở dài nói, trước sau Chu Diệt vượt qua như thế nhiều thần vương cảnh thiên kiêu à. Cái này, Diệp Thí Thiên mẹ hắn là bệnh thần kinh sao? Đây là ma thần à, cũng quá mẹ hắn tàn nhẫn đi. Hắn nắm ngọc trong tay giản, bi thảm lời nói, phía sau, trăm phái trưởng lão hưng sư vấn tội, để cho hắn một người làm chết 30-40 vị, càng nổ hàng loạt thần vương khí, còn có Kim Phật Mật Tông ba tôn Kim Phật tương trợ, đại khai sát giới. Phía sau lại có vượt qua 120 vị trăm phái thần vương cảnh trưởng lão chết. Đỗ Bạch, cái này tạm thời bây giờ à? Bổn thành chủ cũng được lo lắng đề phòng à. Thiên Linh thành chủ xem hướng ngồi phía dưới một người thanh niên, một mặt ô hô bi thương tai nói, Đỗ Bạch à, ta bây giờ là thật sợ Diệp Thí Thiên lại giết tới đây diệt ta à, hắn bây giờ cũng là hộ pháp, cấp bậc so ta cũng cao à, ngươi không phải muốn cùng hắn đi hồn tộc mà, giúp ta năn nỉ một chút, như thế nào? Ta trong tay có một chuôi ngũ phẩm thần vương khí, một chuôi cấp 7 thần vương khí. Cấp 7 thần vương khí chính là gia tộc ban tặng, tượng trưng cho thành chủ khí, không cách nào cho ngươi, nhưng là ngũ phẩm thần vương khí, xin ngươi hãy nhận lấy. Thiên Linh thành chủ quả quyết lấy ra một chuôi ngũ phẩm thần vương khí, đưa cho thanh niên, thở dài nói, ngươi là Đỗ Vũ hộ pháp chi tử, hôm nay 19 tuổi leo lên nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, chuôi này thần vương khí, tin tưởng không nhiều gặp. Ngươi dùng để đột phá tốt, chiến đấu cũng tốt. Ta chỉ hy vọng ngài ở Diệp Thí Thiên trước mặt, là ta cầu xin tha thứ mấy câu. Người đâu, hắn nhanh chóng kêu lên một đội người làm. Không lâu, những hạ nhân kia bưng mấy cái bảo dương, bên trong chứa đầy đủ loại các dạng đan dược, đều là đối với nhập thần cảnh có vô cùng chỗ đại dụng đan dược, cũng mà còn có hơn ngàn chuôi tiên khí. Thiên Linh thành chủ gấp rút nói, những thứ này, đều là hiến tặng cho Diệp Thí Thiên. Ta chỉ là thành chủ, thu vào không nhiều. Cảnh giới cũng không cao. Những năm qua này, thần vương khí liền hai chuôi, một chuôi tặng cho ngươi, một chuôi không cách nào tặng đưa đi. Nhưng là những bảo vật này, giá trị sánh bằng một kiện ngũ phẩm thần vương khí. Xin Đỗ Bạch huynh, ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Không tệ. Thiên Linh thành chủ giờ khắc này ở bận bịu tìm quan hệ, hướng Diệp Thần cống hiến bảo vật tha tội. Thời khắc này Diệp Thần, đâu còn là ban đầu Diệp Thần à? Bây giờ nhưng mà Bắc Cung gia tộc hộ pháp. Thương diệt thần vương cảnh nhị tầng thiên trưởng lão, đao chém thần vương cảnh ngũ tầng thiên trưởng lão, Thiên Linh thành chủ giờ khắc này ở Diệp Thần trên tay, chính là bị giết mặt hàng, hết lần này tới lần khác trước lại kết thù Diệp Thần, làm sao có thể không hoảng hốt. Nếu là Diệp Thần từng giết tới, cũng không cần động thủ, ném ra mấy kiện thần vương khí tự bảo, cũng đủ để giết chết mình. Thêm nữa, Diệp Thần chỉ cần một câu nói truyền xuống, muốn treo giải thưởng đầu mình lô. Mình rất có thể không sống qua sáng sớm ngày mai à. Vị kia gọi là Đỗ Bạch chàng thanh niên, cũng là một mặt hoảng sợ, tuyệt đối không nghĩ tới người đứng đầu một thành thiên linh, lại có thể khủng hoảng Diệp Thí Thiên đến tình cảnh này. Cái này còn là ban đầu rêu rao, muốn tuyệt sát Diệp Thí Thiên thiên linh thành chủ sao. Cái này rõ ràng, chính là một cái muốn mạng sống cho à. Lần này, ta và Diệp Thí Thiên, chung nhau đi hồn tộc. Chuyện ngươi, ta sẽ tận lực,
Đỗ Bạch Thu những thứ này, ngũ phẩm thần vương khí đối với hắn vậy rất trọng yếu. Mình phụ thân mặc dù là thần vương khí tầng 8 ngày hộ pháp, nhưng là vậy ít một chút thần vương khí, mình trước mắt chỉ có hai kiện thần vương khí, trong đó một kiện vẫn là bởi vì là thiên phú lớn lao bị các trưởng lão coi trọng, cố ý ban thưởng, hôm nay đối mặt tặng quà thiên linh thành chủ, tự nhiên không thể cự tuyệt. Đỗ Bạch ngồi suy tư nói, chuyến này, ngược lại là phải uyển chuyển chút và Diệp Thí Thiên đại nhân, nói chuyện này. Muôn ngàn lần không thể chọc giận Diệp Thí Thiên. Ta phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Đỗ Bạch còn đang suy nghĩ, bên cạnh thiên linh thành chủ, đã triệu tập môn khách cùng nhau thương nghị, như thế nào mới có thể để cho Diệp Thí Thiên đại nhân lắng xuống lửa giận. Cùng lúc đó, những thứ khác chín thành trì lớn vậy nhận được giống nhau tin tức. Mấy triệu dân gian võ giả làm thần sắc biến đổi, không khỏi sợ hãi than Diệp thần chiến tích. Nhập thần cảnh 4 tầng thiên, đao trẻ thần vương ngũ tầng thiên trưởng lão. Lại là cái hố giết vượt qua trăm vị thần vương cảnh cường giả, chính giữa mặc dù có kim Phật mật tông duyên cớ, nhưng vậy vô cùng là cường hãn. Rất nhanh, buổi tối hôm đó, Bắc Cung gia tộc tự mình tuyên bố bảng danh sách. Thiên bảng thứ nhất, Diệp thần. Thiên bảng thứ hai, do nguyên bản thiên bảng thứ 98 võ giả thay thế. Thiên bảng thứ ba, thậm chí chỉ có thể do nguyên bản địa bảng thứ 47 võ giả thay thế. Vì sao phải già như thế xa trẻ tuổi võ giả, tiếp nhận thiên bảng vị trí? Bởi vì thiên bảng cường giả, từ hạng nhì đến thứ 97 tên võ giả, toàn bộ bỏ mạng ở Diệp thần trong tay. Địa bảng cũng giống vậy. Địa bảng cái thứ nhất đến địa bảng thứ 47, toàn bộ chôn vùi ở Diệp thần trong tay. Lần này, Diệp thần có thể nói đem thiên địa hai lớn bảng danh sách trẻ tuổi võ giả, diệt cái hơn nửa, nếu không phải trên bảng danh sách. Có một ít không tham gia kim Phật mật tông di tích võ giả, nếu không, lần này thiên bảng thứ hai, phỏng đoán phải nhường huyền bảng thứ nhất tiếp nhận. Tin tức này, trăm phái trưởng môn cùng nhận được sau đó, rối rít hộc máu, suýt nữa bất tỉnh thiếu. Môn phái bên trong, gần đây nhất đại đệ tử, cũng là nhất là tài năng xuất chúng nhất đại đệ tử. Toàn quân chết hết, một cái đều không còn lại. Thậm chí lần này phụ trách hộ tống đệ tử trưởng lão. Các hộ pháp, lần này có thể trở về tới người bình thường, cũng coi như là đi đại vận. Nhưng mà cuối cùng Bắc Cung gia tộc bát trưởng lão ra mặt ngăn cản, trăm phái muốn báo thù, cũng chỉ có thể lén lút tới. Cùng thời khắc đó, một nơi mờ tối vô cùng, tràn đầy âm u ý hầm giam bên trong. 10 lồng giam lảo đảo lắc lư, lồng giam chung quanh lại là lưu động từng đạo ám sắc phù văn cổ xưa. Thống khổ giọng cô gái mơ hồ vang lên. Diệp thần. Tỷ tỷ. Một cái bé gái chật vật mở mắt ra, môi cơ hồ phát trắng, vô cùng yếu ớt. Đây là nàng lớn nhất thanh âm, cũng là nàng nhất kiên định tín niệm cầu sinh. Nàng rất mệt mỏi. Nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, để cho cả thế giới thuộc về hắc ám. Những ngày qua, nàng cơ hồ tuyệt vọng. Còn sót lại hy vọng. Chính là cái đó từ Hoa Hạ Ninh Ba đi ra thiếu niên. Cái đó con ngươi như hàn tinh. Không sợ bất kỳ thế lực nào thiếu niên. Cái đó từng hứa hẹn cho nàng vô số quả vặt, đáp ứng thay tỷ tỷ bảo vệ nàng thiếu niên. Diệp thần, ngươi còn thiếu ta ba dương quả vặt, ta phải sống sót. Trong bóng tối, thanh âm dần dần biến mất. Đột nhiên, một cái màu đen long ảnh vạch qua, long ảnh phát giác cái gì, trực tiếp chui vào phát ra thanh âm thiếu nữ thân thể. Phảng phất từ không có tồn tại qua. Thế giới lúc này yên tĩnh. 7 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Trong tu luyện Diệp thần mở mắt ra, như sao rơi vạch qua. Hắn đứng lên, đi ra phòng tu luyện, thân thể chấn động một cái, từng đạo mất đi cương khí nổi lên, chính thức bước vào luyện thể hóa cương kỳ cấp 3. Sau lưng hắn mơ hồ có 4 con đại đạo hiện lên, 3 cái chủ giết, 1 cái chủ Phật, tu vi lại là đã tới nhập thần cảnh ngũ tầng thiên. Cũng không phải là thực lực tiến bộ, mà là củng cố lại. Đã là như vậy cảnh giới. Diệp thần dùng là hỗn nguyên tiên khí đột phá, nếu không phải tự thân cần quá lớn, giờ phút này tối thiểu cũng là nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp. Nhưng là nhập thần cảnh ngũ tầng thiên. Nói mạnh đi, khắp nơi đều là. Nói yếu chứ. Vậy mạnh mẽ, Diệp thần có thể tùy tiện đánh chết thần vương cảnh tầng 3-4 ngày võ giả. Không thần vương cảnh 4 tầng thiên, không thể đánh vỡ hắn thân xác.
Tương đối mà nói, nhục thân cảnh giới vẫn là có chút thấp kém. Sư phụ, người đều đến đông đủ. Đi thôi. Bắc Cung Tử Ngọc mang mọi người đi tới trên phi thuyền, lên đường đi hồn tộc chi địa. Trên phi thuyền, Hoa Thiên Phàm, Hoa Địa Phàm, Đỗ Bạch, Diệp Thần, Bắc Cung Tử Ngọc cùng với hai người khác đều ở đây. Trịnh Bá phụ trách điều khiển phi thuyền, tiếp theo thời gian, bảy người cũng đang tu luyện, hết sức cố gắng đem trạng thái tăng lên tới cuối cùng. Rất nhanh, 4 ngày trôi qua. Phi thuyền lái vào một phiến rừng cây chi địa, thật xa liền có thể cảm giác được từng đạo mạnh mẽ thần hồn lực đang qua lại dò xét bay người trên thuyền. Hô hô hô! Phi thuyền đáp xuống, Bắc Cung Tử Ngọc các người mới vừa đưa ra, liền nhìn thấy nghênh đón bọn họ hồn tộc người trong. Hồn tộc người tới là một vị ông già, người mặc loãng áo bào màu lam, mặt không cảm giác, hơi nói, các ngươi Bắc Cung người gia tộc, tới hơi trễ à. Những thứ khác 9 thế lực lớn đều đến, cũng chỉ còn lại có Vạn Kiếm Đế Cung và Thần Long gia tộc người. Nhìn qua, vị này hồn tộc ông già, còn có chút không vui. Diệp Thần không để ý tới sẽ hắn, đi xuống phi thuyền tra xem tình huống chung quanh, liền phát giác hồn tộc đất sinh tồn, thật cùng người bình thường tộc không cùng. Bắc Cung Tử Ngọc cầm ra một quả lệnh bài, đưa cho hồn tộc ông già, nói tiền bối, lễ truy điệu hẳn ở tối hôm nay mới sẽ tiến hành, bây giờ mới buổi sáng đâu, còn kém chừng 10 giờ, không tính là muộn. Hồn tộc ông già kiểm tra một phen lệnh bài, nếu như lưỡi đào vậy ánh mắt, vạch qua Diệp Thần cùng 7 người, lại nhìn về phía Trịnh Bá, cùng với Đãi Thúc, khẽ gật đầu nói, được, ta mang các ngươi đi cư trú chi địa, nhưng vừa nhập ta hồn tộc, liền không nên tùy ý đi loạn. Hắn nhìn một cái Diệp Thần, khẽ lắc đầu. Bắc Cung gia tộc những năm này. Không được. Nếu không, làm sao sẽ phái cảnh giới thấp như vậy xuống người tới tham dự đâu. Loại này con kiến hôi cũng cùng tham gia, nhất định chính là làm bẩn hồn tộc nghi thức. Hồn tộc ông già, thành tựu hồn tộc trưởng lão, bất ngờ cũng có hỗn nguyên cảnh 3 tầng thiên tu vi, dĩ nhiên là một mắt liền có thể nhìn ra Diệp Thần tu vi. Không ở khẽ lắc đầu, thậm chí cảm thấy Bắc Cung gia tộc có chút hoang đường. Dự đoán, những gia tộc khác và tông phái, phái những người dự nhân viên, cái nào không phải thần vương cảnh. Cho dù nhỏ yếu đi nữa đều là nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, thậm chí đã từng còn có hỗn nguyên cảnh trẻ tuổi võ giả chạy tới, chiếm đoạt tàn niệm sau đó, một bước đến hợp đạo cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, đứng hàng cường giả chi tiệc. Hồn tộc lễ truy điệu. Chính là chân chân chính chính đắt tiền lễ truy điệu nghi thức. Lại là có thể nhanh chóng tăng lên tất cả lớn thanh niên cảnh giới võ giả hoạt động, lại có thể sẽ đến một cái nhập thần cảnh 4 tầng thiên người, thật là làm người ta nhạo báng. Bắc Cung tiểu thư, các ngươi lều trại ở bên kia. Hồn tộc trưởng lão dẫn lĩnh mọi người đi tới một nơi rộng rãi trên bình nguyên, chung quanh đứng vững mấy chục nơi nếu như cung điện vậy lều trại, toàn thể phơi bày màu xám cho. Kiến trúc tương tự cung điện và lều vải phối hợp trở, đá bạch ngọc là vách tường, là cơ trụ, nóc nhưng là lều vải, cùng tầm thường nhà cửa hoàn toàn không cùng. Sâu hơn, tòa cung điện này loại lều trại, một tòa liền có thể cư trú trên 100 người. Hôm nay chỉ là cư trú chừng 10 người, ngược lại là lộ vẻ được có chút trống trải. Diệp Thần học hỏi khác cung điện loại lều trại, đều có không thiếu hỗn nguyên cảnh và thần vương cảnh hơi thở tràn ra đi ra. Hiển nhiên 9 thế lực lớn hẳn đang ở phụ cận, mọi người cũng lẫn nhau so bên cạnh. Bắc Cung tiểu thư, lần này vật liệu, ngài cho một chút đi. Hồn tộc trưởng lão nói thẳng lối ra đòi vật liệu. Bọn họ hồn tộc có 12 cái số người, tương đối mà nói thậm chí còn ở 9 gia tộc lớn trên, tự thân cũng là vô cùng mạnh mẽ, tạo hóa cảnh vị kia lão tổ, thậm chí có thể chiến tạo hóa cảnh tầng 8 tầng 9 ngày cường giả, đây là bọn họ phấn khích nguồn. Bọn họ hồn tộc, cũng là đồ vật khổng lồ. Không sợ chút nào Bắc Cung gia tộc. Được, thập nhị trường lão, ngài chờ chút. Lần này vật liệu, và lần trước như nhau, đúng không? Bắc Cung Tử Ngọc từ Trịnh Bá trong tay tiếp qua một cái càn khôn giới chỉ, kiểm tra một lần, quay lại đưa cho hồn tộc thập nhị trường lão, nói, 5 chuôi thần vương khí, 3 khối thiên sông kim cuồng cát, 15 bụi cây liệt hồn cỏ, 37 bụi cây hồi hồn CMN. Hồn tộc thập nhị trường lão gật đầu một cái, nhận lấy cha xem một phen, số lượng chính xác, liền nói, các ngươi ở chỗ này, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lễ truy điệu nghi thức là ở 12 giờ khuya cử hành. Giao phó xong,
hồn tộc thập nhị trường lão liền rời đi. Bắc cung Tử Ngọc, Diệp Thần, Trịnh Bá các người toàn bộ đều vào cung điện loại lều vải, mỗi người ngồi xuống, đều ở đây điều tức. Diệp Thần hơi lời nói, 37 bụi cây hồi hồn cỏ, một bụi có thể đem thần vương cảnh 7 tầng thiên dưới võ giả, ở sắp chết phải chết dưới tình huống cứu sống, một bụi liền sánh bằng một chuôi ngũ phẩm thần vương khí. Còn như liệt hồn cỏ, một bụi liền có thể độc giết một vị thần vương cảnh trung kỳ võ giả. Thiên sông kim cuồng cát, lại có thể đúc hỗn nguyên tiên khí. Đời này giá cả, hơi lớn đi. Đúng vậy, Bắc cung Tử Ngọc lấy ra những bảo vật này. Thậm chí đều có thể thay xong mấy chuôi hỗn nguyên tiên khí, hơn nữa vẫn là 8 cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí, giá trị liên thành. Bắc cung Tử Ngọc khẽ thở dài một tiếng, nói, giá trị mặc dù lớn, nhưng là cũng đáng được à. Nàng ánh mắt quét qua Diệp Thần, Hoa Thiên Phàm, Hoa Địa Phàm, Đỗ Bạch các người, hơi mỉm cười nói, nếu là vận khí của chúng ta tốt, trong đó có người nuốt cường giả tàn niệm, có lẽ một đêm bây giờ, liền đến hỗn nguyên cảnh 9 tầng thiên, thậm chí hợp đạo cảnh đâu. Giá cao như vậy, nếu như không có chiếm đoạt tàn niệm, có lẽ sẽ cảm giác không thôi. Nhưng nếu là chúng ta chính giữa, có người có thể thành công chiếm đoạt cường giả tàn niệm, vậy thì lớn được lợi đặc biệt kiếm. Bắc cung Tử Ngọc hơi nói, dĩ nhiên, mấy lần trước chúng ta Bắc cung gia tộc những người dự bên trong, tối thiểu đều có người chiếm đoạt cường giả tàn niệm, giống như là bát trưởng lão, hắn là trước 11 lần thời điểm tới, lúc ấy hỗn nguyên cảnh 3 tầng thiên, chiếm đoạt một cái cường giả tàn niệm sau đó, trực tiếp đến hỗn nguyên cảnh 9 tầng thiên. Lại trải qua trăm ngàn năm thời gian. Cuối cùng dung hợp một chuôi hợp đạo thần khí, thành tựu hợp đạo cảnh. Hôm nay cũng là hợp đạo cảnh nhị tầng thiên, coi như là gia tộc trụ một trong. Nàng linh động ánh mắt, quét về phía Hoa Thiên Phàm, Diệp Thần, Đỗ Bạch các người, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, giống như là sư phụ, ta cảm giác thần hồn của ngươi lực lượng rất mạnh, chí ít không kém gì thần vương cảnh 4 tầng thiên, rất có thể bắt được cường giả tàn niệm. Còn như Hoa Thiên Phàm và Hoa Địa Phàm. Các ngươi hai cái là thần vương cảnh nhị tầng thiên, thần hồn lực lượng tương đương với thần vương cảnh 3 tầng thiên, cũng xem là không tệ. Đỗ Bạch mấy người các ngươi, lần này không nhất định phải đi bắt cường giả tàn niệm, thần hồn lực lượng chưa đủ, cưỡng ép đi bắt cường giả tàn niệm, rất có thể ngược lại bị đánh cho bị thương. Đỗ Bạch cùng ba người vừa nghe, cũng hơi có chút nghi ngờ ý. Đỗ Bạch hỏi, thất tiểu thư, chẳng lẽ bắt cường giả tàn niệm còn cần vừa định thần hồn lực lượng mới được. Đó là tự nhiên. Tế đàn mở sau đó, sẽ phóng xạ ra một phiến không vực bên trong nhìn như nhỏ hẹp, thực thì có muôn vàn bên trong xa, chúng ta chỉ có thể lấy thần hồn trạng thái tiến vào trong đó, đi bắt cường giả tàn niệm, như là vận khí tốt, bắt được một ít nguyên bản lực lượng tiêu hao hết tàn niệm, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nếu như vận khí không tốt, vừa đi vào tự thân thần hồn lực không đủ, ngược lại dễ dàng bị cường giả tàn niệm gây thương tích. Nhẹ thì thần hồn bị thương nặng, nặng thì thần hồn chôn vùi hơn nửa, thậm chí có rơi xuống nguy cơ. Bắc cung Tử Ngọc thấy được cái này mấy người, đều không phải là đặc biệt rõ ràng hồn tộc tế đàn, liền giải thích, đồng thời, vậy phiến không vực bên trong, trừ đi số lượng không chừng cường giả tàn niệm ra, khắp nơi cũng bao quanh đậm đà thần hồn lực lượng. Nàng nói, các ngươi có thể trực tiếp thu nạp làm chung thần hồn lực lượng. Tiến tới từ bổ đại đạo, nhanh chóng phá cảnh. Như vậy vừa nghe, Diệp Thần coi như là rõ ràng. Toàn bộ hồn tộc tế đàn. Chỉ cần nhân xâm thêm vào, bắt được cường giả tàn niệm chiếm đoạt, tự thân cảnh giới thì có bay vọt cơ hội. Nếu như bắt không tới, cũng có thể thu nạp chính giữa lực lượng tu luyện, khiến cho nhanh hơn tốc phá cảnh. Khó trách, Bắc cung gia tộc nguyện ý bỏ ra giá lớn như vậy. Đánh cuộc thành công. Rất có thể trực tiếp đào tạo một vị hỗn nguyên cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp thanh niên võ giả. Đánh cuộc thất bại, tham gia 7 người, mỗi người tối thiểu vậy có thể phá ra 4-5 cái cảnh giới nhỏ. Giữa lúc mọi người cảm giác kỳ dị hưng phấn lúc, bên trên Trịnh Bá và Đãi Thúc hai mắt nhìn nhau một cái, Trịnh Bá liền nói, buổi tối tiến vào không vực sau đó, nhớ lấy không muốn đi tìm người khác, nếu không gặp phải một ít người cường đại. Thần hồn của bọn họ lực lượng có thể đánh cho bị thương các ngươi, thậm chí chiếm đoạt các ngươi. Cái này lễ truy điệu sẽ duy trì đại khái một ngày thời gian. Bây giờ mà, chín thế lực lớn đều đến, còn kém Vạn Kiếm Đế Cung và Thần Long gia tộc.
Trịnh bá hơi vừa thấy trong lòng bàn tay đưa tin ngọc bội, thần giác buộc vòng quanh một nụ cười, nói, những thứ khác chín thế lực lớn, mời chúng ta đi tham gia tập hợp sẽ, đi thôi, vừa vặn vậy mượn cơ hội thăm dò một chút hư thật. Được, chúng ta đi thôi. Bắc cung tử ngọc đứng dậy tới, đang phải dẫn mọi người đi ra ngoài. Đỗ Bạch nhưng là nhích tới gần Diệp Thần, lấy ra một quả càn khôn giới chỉ, đưa cho Diệp Thần, nói, Diệp Thí Thiên Huynh, ta bị người nhờ, tặng bảo vật cho ngươi, hy vọng ngươi tha người kia một mạng. Ai? Diệp Thần không có tiếp càn khôn giới chỉ, ngược lại thần sắc bén nhạy quét nhìn Đỗ Bạch, dần dần tản mát ra một cổ kinh khủng hơi thở, liền giống như ma thần ở ngưng mắt nhìn Đỗ Bạch như nhau, làm được Đỗ Bạch mau cốt tủng nhiên. Hụ hụ hụ! Là Thiên Linh Thành Chủ. Đỗ Bạch cuối cùng là nhắm mắt, nói ra, Thiên Linh Thành Chủ biết ngươi ở Kim Phật Mật Tông bên trong đại sát tứ phương, sợ không thôi, cho nên xin ta đưa tới bảo vật, hy vọng ngươi tha hắn một mạng. Những bảo vật này, giá trị sánh bằng một kiện ngũ phẩm thần vương khí. Đều là một ít đan dược, ngâm thân thể đan đợi một chút, đối với nhập thần cảnh võ giả mà nói, có cực lớn chỗ dùng. Thiên Linh Thành Chủ cũng không có trực tiếp đưa thần vương khí cho Diệp Thần. Bởi vì hắn biết, Diệp Thần thần vương khí hơn được cũng sắp không buông được, một cái tông phái cũng không có hắn nội tình thâm hậu. Cho nên, hắn là mời Đỗ Bạch đưa tới các loại đan dược, phụ trợ hoàn thiện đại đạo đan dược, phụ trợ tăng lên linh lực, tăng lên linh hồn lực đan dược, rất nhiều đều là 8 đan dược cấp 9, giá trị cũng không thấp, tất cả đều là nhập thần cảnh võ giả cần đan dược. Có thể Diệp Thần thắt cổ mấy trăm thần vương cảnh. Chính giữa, phần lớn là các phái thần vương cảnh đệ tử, từ trong đạt được nhiều loại đan dược, vượt qua ngàn chồng, số lượng đến mấy trăm ngàn viên. Còn như những thứ khác thần vương cảnh trưởng lão, hắn tiêu diệt hơn 120, thần vương cảnh tu luyện cần đan dược, hắn cũng không thiếu. Diệp Thần nhận lấy càn khôn giới chỉ vừa thấy, quả nhiên, bên trong những đan dược này, mình đều có không thiếu, liền nói, Thiên Linh. Nói như thế, hắn thần sắc hơi biến hóa, thầm nghĩ, Thiên Linh Thành Chủ, ngược lại cũng là thức thời vụ. Chỉ bất quá, ban đầu rêu rao muốn giết ta hình dáng. Thật đúng là uy phong à. Chiếc nhẫn lấy về, nói cho Thiên Linh, từ tán công lực, ta có thể không giết hắn. Diệp Thần đem càn khôn giới chỉ ném trả cho Đỗ Bạch, đi thẳng đi ra ngoài. Ban đầu, Thiên Linh Thành Chủ tuyên bố treo giải thưởng. Muốn Diệp Thần mệnh. Nếu không phải Thất tiểu thư phái thủ hạ chạy tới, Diệp Thần dù là không chết, vậy được lột ra, đầu sỏ chính là Thiên Linh Thành Chủ. Cho dù hắn tự mình nhờ người tới xin lỗi, nhưng ban đầu treo giải thưởng dẫu sao là xuống, chuyện này không thể nào tùy tiện thôi, thêm tới Thiên Linh Thành Chủ lại là Bắc Cung gia tộc dưới quyền thành chủ một trong, Diệp Thần vậy lười phải trở về giết hắn, các loại chuyện phức tạp tâm tình hợp chung một chỗ. Cho nên Diệp Thần quyết định để cho Thiên Linh mình phế bỏ công lực, không giết hắn. Còn như phế bỏ sau đó, Thiên Linh năng hay không còn sống, Diệp Thần sẽ không đi quản, vậy lười để ý tới. Diệp Huynh. Sau khi trở về, ta sẽ chuyển đạt hắn. Ta tin tưởng, hắn sẽ dựa theo ý ngươi đi làm. Đỗ Bạch ôm quyền, cung kính nhận lấy càn khôn giới chỉ, mắt nhìn Diệp Thần rời đi, lòng cũng một mực cuồng loạn, thậm chí mồ hôi đầm đìa. Diệp Thí Thiên, quả nhiên bất phàm, dễ dàng một câu nói. Thì phải phế bỏ một vị thần vương cảnh ngũ tầng thiên thành chủ. Hung thế ngút trời à. Hơn nữa lấy Thiên Linh Thành Chủ tình huống, vậy tuyệt đối sẽ tôn trọng Diệp Thí Thiên lớn người. Nếu như những thứ khác thế lực người, thật đem hắn làm là nhập thần cảnh 4 tầng thiên người. Vậy không biết, sẽ chết bao nhiêu người à. Đỗ Bạch thu xong càn khôn giới chỉ, vội vàng đi theo đội ngũ. Đi theo đội ngũ đi tới trung tâm một nơi bao la bãi cỏ bên trong, thế lực khắp nơi ngồi. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, 9 đại thế lực người mỗi người ngồi ở một cái bàn nhỏ trước, vần quanh thành một vòng, đã có điểm giống như là hoa hạ đồng cỏ bộ lạc tụ họp vậy, nhưng cái này bên trong mỗi một người, đều có không tầm thường tu vi. Bắc Cung Tử Ngọc và Trịnh Bá, đãi thúc 3 người ngồi xuống. Diệp Thần, Đỗ Bạch các người, cũng đứng ở phía sau. Những thứ khác 9 thế lực lớn, cũng là như vậy tình huống, dẫn đội công tử tiểu thư và hộ vệ đội trưởng ngồi xuống, những nhân viên khác ở bên cạnh đứng, từ nơi này liền có thể thể hiện ra địa vị ly biệt. Bắc Cung Tử Ngọc ánh mắt tỏ ý trước mặt 9 thế lực lớn,
nhân tiện cho Diệp Thần bọn họ giới thiệu, lần này, tới 9 thế lực lớn, là cả Tây vực cường đại nhất 4 cái tông phái và 5 gia tộc, hơn nữa chúng ta Bắc Cung gia tộc, chính là tất cả Tây vực toàn bộ đắt tiền lực lượng. 4 cái tông phái, theo thứ tự là Thánh Hỏa Giáo, Hung Ma Cung, Huyền Quang Hội, Phi Vũ Các. Chính giữa, Hung Ma Cung là do người tu ma tạo thành bên trong các gia tộc, nắm giữ một khối tên là ma vực địa bàn, cách nhau chúng ta Càn Khôn chi địa có 300 xa vạn dặm, vậy một mảnh đất liền có thể tính là chân chân chính chính ma, cạnh tranh hết sức tàn khốc. Cho nên bọn họ tới mỗi một người cũng là từ nhỏ chém giết đến lớn. Chớ nhìn bọn họ tuổi không lớn lắm, đều là 20 tuổi trên dưới, nhưng là chết ở thủ hạ bọn hắn người, chí ít vượt qua 100.000. Nếu không, bọn họ vậy không tới được chỗ này. Hung Ma Cung, 4 đại trung đẳng tông phái, cường đại nhất một cái môn phái. Cũng là chọn đệ tử, chọn môn nhân, điện hạ, tàn khốc nhất một cái tông phái. Hắn tàn nhẫn trình độ, xa ở Kim Đao Môn, Bắc Cung gia tộc trên, bọn họ là lớn diện tích thu học trò, thậm chí mỗi một thành trì người bình thường, đều là bọn họ môn hạ cường giả môn đồ, rồi sau đó để cho những thứ này môn đồ giết lẫn nhau, cuối cùng quyết ra mạnh nhất một đám người, tới tham gia hồn tộc lễ truy điệu. Bắc Cung Tử Ngọc thậm chí có chút kiêng kỵ Hung Ma Cung, nói Hung Ma Cung tới tham gia 7 người, cầm đầu là cung chủ bọn họ thứ 13 tử, đối bên ngoài được gọi là U Ma Thập Tam Điện Hạ, đi là âm hồn ma uế đường, sở trường ảo thuật, chiếm đoạt và chu diệt. Nàng hơi nhìn một cái Diệp Thần, mắt đẹp rung động, nhẹ giọng nói, U Ma Thập Tam Điện Hạ, 18 tuổi, thần vương cảnh 4 tầng thiên, đồng dạng là xây ra mất đi lực, chỉ bất quá không có tịch diệt chi đạo, ngược lại là một cái máu thần vương đạo. Chiến lực, còn muốn vượt qua thiên linh thành chủ một ít. Ở ngàn năm trước, chúng ta Bắc Cung gia tộc và Hung Ma Cung từng có đánh một trận, năm đó giết không ít ma đầu, những năm gần đây, hung người của Ma Cung, vậy một mực ở kim đối với chúng ta, đợi hồi sau khi tiến vào, các ngươi dù sao cũng phải tránh bọn họ người. Bắc Cung Tử Ngọc thận trọng nhìn về phía Diệp Thần, nói, sư phụ, người nhất là chú ý, mỗi cái thế lực dẫn đội người, trên mình đều có thần hồn cấm chế, do hợp đạo cảnh cường giả chế tạo. Ngươi là không thể nào hoàn toàn diệt tuyệt thần hồn của bọn họ, mà bọn họ nhưng có thể diệt tuyệt ngươi. Hiển nhiên, nàng cũng biết Diệp Thần tính cách. Người khác không chọc Diệp Thần cũng sẽ không chọc người khác. Nhưng chính là sợ hung người của Ma Cung trêu chọc Diệp Thần nếu là không có chu diệt đối phương, rất có thể ngược lại bị đối phương chu diệt. Đồ nhi, có cơ hội, hung người của Ma Cung tuyệt đối không thể bỏ qua. Luân hồi mộ bên trong, Nguyệt Quang Phật sâu thẳm vừa nói. Ừ, sư phụ, chúng ta Kim Phật Mật Tông và Hung Ma Cung có thủ oán. Diệp Thần vừa nói, chợt thần sắc đại biến, đuổi hỏi vội, ngàn năm trước, hai vị chủ trì bắt trở lại yêu ma, không phải là Hung Ma Cung người chứ? Hắn chỉ biết là, ngàn năm trước, hai vị chủ trì một niệm chi nhân. Muốn độ hóa vậy tôn yêu ma, tránh nhiều người hơn chết ở yêu ma thủ hạ. Đồng thời, cũng có thu nạp và tổ chức vậy tôn yêu ma ý nghĩa, có thể không nghĩ tới, độ hóa không được đưa đến toàn phái tiêu diệt. Không sai. Năm đó chủ trì, mang về yêu ma. Chính là Hung Ma Cung thứ thất điện hạ thủ hạ yêu ma. Chúng ta vốn là muốn. Ai? Nguyệt Quang Phật than thở một tiếng, hơi lắc lắc đầu nói, đã từng là ta Kim Phật Mật Tông, cũng coi là Phật gia môn phái, thích làm vui người khác, phổ độ chúng sanh. Tiếp nhận rất nhiều nghèo khó người, nhưng là không nghĩ tới gặp vậy yêu ma trả thù. Đưa đến toàn phái tiêu diệt. May mắn được mộ chủ tác thành, chúng ta mới có thể cầu sống sót. Nhưng là mộ chủ ngài xây điều thứ tư Phật gia chi đạo, bởi vì bản thân ngươi duyên cớ, cho nên nguyên bản Phật gia chi đạo là phổ độ chúng sanh ý, nhưng đổi thành chúng sanh niệm lực chữa trị ý. Nếu như ngươi muốn tăng lên điều này Phật gia chi đạo, thì phải tận hết sức trừ diệt người tu ma. Lấy tăng lên chúng sanh niệm lực. Nghe Nguyệt Quang Phật mà nói, Phật Dược Sư cũng nói, đồ nhi, mạch máu ngươi lực bất phàm, có thể chính giữa có ma tính. Thậm chí, ta và Băng Kiếm Tiền Bối, cũng cảm giác được, bên người ngươi chắc có một khối đá màu đen. Đồng thời, mạch máu ngươi lực, cũng không có chân chính mở, kết quả là bị áp chế, vẫn là cái gì, ta không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là ta có thể rõ ràng cảm giác được. Người một khi vận dụng huyết mạch lực,
hoặc là bị thương vô cùng là nghiêm trọng, thì có nhập ma dấu hiệu, mặc dù ngươi trước kia, có thể còn có thể khống chế ở tâm thần, nhưng vi sư sợ ngươi tu luyện tới phía sau, huyết mạch lực dần dần mở, sẽ chịu ảnh hưởng, đưa đến hoàn toàn mất trí, biến thành gặp người liền giết phong ma, cho nên ngươi vẫn là được tu Phật nhà đại đạo. Nghe hai vị sư tôn nói, Diệp Thần vậy như có điều suy nghĩ. Đúng là, trước kia mở huyết mạch lực, đều là sắp điên cuồng, hoặc là bị thương vô cùng là nghiêm trọng tình huống, chỉ có thể miễn cưỡng giữ một ít lý trí, chưa đến nỗi tùy tiện giết lung tung. Mặc dù mình chủ tu giết hại, nhưng lại có thể theo cảnh giới tăng lên mà rơi vào điên cuồng bên trong, giết hại là tất nhiên, hơn nữa là cần, nhưng cũng không thể hoàn toàn rơi vào điên cuồng chính giữa. Phật gia đại đạo, xây chúng sanh niệm lực, thông thường mà nói là phổ độ chúng sanh. Nhưng là ta có thể trực tiếp giết ma, liền có thể miễn đi rất nhiều thời gian đi phổ độ chúng sanh liền chứ. Diệp Thần hỏi thăm, muốn hắn hoa lớn thời gian nửa tiếng đi phổ độ chúng sanh, hắn thật đúng là không cái đó thời gian đi làm. Một trong năm, mình ít nhất phải có hợp đạo cảnh 9 tầng thiên chiến lực. Thậm chí tạo hóa cảnh 9 tầng thiên chiến lực, mới có thể giải quyết huyết linh tộc vấn đề, đồng thời leo lên linh tiên đế cung. Đúng. Phật gia tu luyện có nhiều giống, tu sanh dưỡng thức, phổ độ chúng sanh, trảm yêu trừ ma chờ một chút. Ngươi tùy ý lựa chọn sử dụng một loại tu luyện cho giỏi. Phật dược sư nhàn nhạt nói, ngươi lấy trảm yêu trừ ma làm chủ, cũng có thể học tập độ hóa phương pháp, độ hóa yêu ma là dưới tay mình, đây có thể so ngươi sử dụng linh hồn phong ấn tốt hơn được hơn. Độ hóa, linh hồn phong ấn. Diệp Thần thấy rằng cái này hai cái thủ pháp, thật tốt hỏi thăm một phen, mới hoàn toàn rõ ràng. Linh hồn phong ấn, là chỉ trực tiếp phong ấn người khác linh hồn, hoặc là thần hồn, là mình sử dụng, nhưng không phải căn bản tính thu phục, cho nên trước Diệp Thần có lòng cảm hóa thanh thiên môn các người cường giả, chính là tránh ở thời khắc mấu chốt, những người đó xuất hiện liều mạng phản công tình huống. Nhưng là độ hóa cũng không giống nhau. Từ sâu trong nội tâm hoàn toàn độ hóa, khu trừ đối phương ma tính và sát tâm. Bình thường cũng có hai loại, loại thứ nhất là trực tiếp độ hóa tâm linh của đối phương, để cho nó đổi là một cái sống chiến khôi, không có gì tư tưởng, chính là đơn thuần là mình mà chiến đấu, đến chết mới nghỉ. Loại thứ hai, chính là độ hóa đối phương nội tâm, để cho nó hoàn toàn thần phục và sùng bái. Nhất định có tư tưởng, thậm chí còn coi như là người, chỉ là nhiều rất nhiều Phật tính, tương đối mà nói là biến thành chân chính người trong Phật môn. Chỉ là loại thứ hai, so với so loại thứ nhất khó khăn được hơn. Độ hóa muôn vàn. Sư tôn truyền thụ ta pháp, ta định sẽ thật tốt tu luyện. Diệp Thần cảm thụ trong đầu, Phật dược sư truyền cho mình hai loại độ hóa phương pháp, cái này so với bách kiếm thần quân niếp bách kiếm linh hồn kiếm ấn, cao hơn lần trước tầng thứ, dẫu sao cũng coi là hai cái thế giới công pháp. Giữa lúc Diệp Thần và Phật dược sư các người nói chuyện trời đất thời điểm, Bắc Cung Tử Ngọc đã ở giới thiệu những thứ khác ba môn phái tình huống và lĩnh đội nhân viên. Thánh Hỏa Giáo, lấy tu luyện lửa cháy mạnh thần vương đạo làm chủ, tông phái bên trong có một vị đem lửa cháy mạnh quy luật và thời không quy luật dung hợp tạo hóa cảnh đại năng. Lần này mang đội là lửa cháy bừng bừng dậy giáo chủ thứ năm tử, Hồng Khôn Điện Hạ, thần vương cảnh 4 tầng thiên. So với U Ma Thập Tam Điện Hạ, so với là suy nhược một ít, nhưng vậy vô cùng là có hạn. Hai nhà đội ngũ, mỗi người 7 người, cơ hồ đều là thần vương cảnh 1 tầng thiên làm nền tảng. So Bắc Cung gia tộc toàn thể thực lực, cao được quá nhiều, dĩ nhiên Diệp Thần cũng không có coi là ở bên trong, nếu là coi là Diệp Thần mà nói, đủ để là cùng U Ma Thập Tam Điện Hạ, Hồng Khôn Điện Hạ sánh vai cường giả trẻ tuổi, lại còn có tiềm lực. Còn như Huyền Quang Hội, Phi Vũ Các, lần này mang đội thí sinh, đều là các phái hội trưởng, các chủ nhi tử. Huyền Quang Hội hội trưởng đệ tứ tử, Huyền Vô Cùng Điện Hạ, thần vương cảnh 3 tầng thiên. Phi Vũ các chủ con thứ 7, Phi Vũ Càn Thiên Điện Hạ, thần vương cảnh 4 tầng thiên. Đều là thần vương cảnh 3 tầng thiên, 4 tầng thiên. Tuổi tác cũng so Niệm Tâm Hòa Thượng bọn họ nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng đều là thần vương cảnh trung học cơ sở kỳ. Thật là mạnh, Hoa Thiên Phàm không ở đánh giá thấp mấy câu, hắn tuổi tác và những thứ này Điện Hạ kém không nhiều. Vẫn còn là kém một hai cảnh giới. Chớ nhìn bọn họ chỉ là thần vương cảnh tầng 3, 4 thiên. Chân chính đánh,
thần vương cảnh 5-6 tầng thiên, cũng không gặp được có thể cầm được xuống. Đỗ Trắng nói một câu, chợt nhìn về phía Diệp Thần, hơi mỉm cười nói, Diệp huynh, chắc là đội ngũ chúng ta bên trong, duy nhất có thể chống lại bọn họ tồn tại. Trịnh Bá vậy khẽ gật đầu, thở dài nói, ta Bắc Cung gia tộc gia chủ những thứ khác lục tử nữ, tuổi tác đều không nhỏ. Tử Ngọc tiểu thư cũng không yêu tu luyện, cho nên một mực dừng lại ở nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp. Nếu như bình thường tốc độ, chí ít cũng có thể cùng Huyền Vô Cùng Điện Hạ, sánh bằng 1-2. Bây giờ, chỉ có thể xem Diệp Thí Thiên. Hắn quan sát Diệp Thí Thiên, truyền âm nói, đợi hồi, có thể sẽ có mâu thuẫn, so tài đợi một chút, người trước không muốn bại lộ mình thực lực, cùng tiến vào không vực sau đó, cảnh giới của ngươi đủ để sánh vai bọn họ. Tất nhiên có thể tìm cơ hội, cướp ở bọn họ trước mặt. Cướp lấy một đạo cường giả tàn niệm, lần này, Diệp Thí Thiên, xem tài năng của ngươi. Diệp Thần hơi ôm quyền tỏ ý, ánh mắt vậy nhìn chằm chằm cái này bốn người đều là nhân trung tài năng xuất chúng, không dễ dàng đối phó. Hung Ma Cung, U Ma Thập Tam Điện Hạ, 18 tuổi, thần vương cảnh 4 tầng thiên. Phi Vũ Các, Phi Vũ Càn Thiên Điện Hạ, 17 tuổi, thần vương cảnh 4 tầng thiên. Huyền Quang Hội, Huyền Vô Cùng Điện Hạ, 18 tuổi, thần vương cảnh 3 tầng thiên. Lửa cháy bừng bừng dậy, Hồng Khôn Điện Hạ, 19 tuổi, thần vương cảnh 4 tầng thiên. Đều là hàng đầu thiên tài. Tương đối mà nói, Diệp Thần tuổi tác và cảnh giới, thậm chí xa xa không bằng bọn họ. Nếu không phải từ thấp vũ thế giới tới, lấy Diệp Thần 20 hơn tuổi, dù là chiến lực tương đương với bọn họ, cũng không có tư cách đi sánh bằng bọn họ. Linh Võ Đại Lục, quyết định trẻ tuổi đồng lứa có 3 cái yếu tố. Cái đầu tiên là tuổi tác càng nhỏ, chiến lực càng mạnh càng tốt. Thứ hai là cảnh giới. Cái thứ ba là xuất thân lai lịch. Ba người hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể nhìn ra một người thanh niên võ giả tiềm lực và tương lai. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần xuất thân, từ thấp võ trên thế giới tới, từ tiến vào Côn Lôn Hư bắt đầu tu luyện, mấy năm thời gian quật khởi, cái này so với bốn vị điện hạ đều mạnh hơn được hơn. Bắc Cung gia tộc. Lần này người tới, tốt yếu. Huyền Vô Cùng Điện Hạ hơi lắc đầu một cái, khá là khinh thường, nói, Bắc Cung Tử Ngọc, lại còn không tới thần vương cảnh. Lần này, chỉ mang tới 2 cái thần vương cảnh nhị tầng thiên phế vật, thậm chí, còn có nhập thần cảnh 4 tầng thiên rác dưới. Bắc Cung gia tộc, càng ngày càng yếu. Phỏng đoán không bao lâu, liền được rơi xuống 10 gia tộc lớn vị liền đi. Đúng vậy, lần này tới người quá yếu. Hồng Khôn Điện Hạ gò má hiện ra lau một cái tà mị ý, hơi mỉm cười nói, lần này, dứt khoát trừ Bắc Cung Tử Ngọc ra, những người khác toàn bộ thủ tiêu. Hắn hơi nghiêng đầu, nói, mãnh liệt 7, cái đó nhập thần cảnh 4 tầng thiên phế vật, đợi sẽ giao cho ngươi. Đợi hồi so tài. Một kích giết chết hắn, để cho Bắc Cung người gia tộc thật tốt xem, không phải cái gì con mèo, con chó cũng có thể tới đây tham gia. Tuân lệnh, Điện Hạ. Bên cạnh một vị thần vương cảnh một tầng thiên trẻ tuổi võ giả ôm quyền tỏ ý, hắn đồng dạng là bất quá 20 tuổi, cũng coi là một trong thiên tài. Bốn vị điện hạ trao đổi, cũng không có đem Bắc Cung người gia tộc để ở trong mắt. Bắc Cung Tử Ngọc cũng không có phản bác, ngược lại tiếp tục giới thiệu những thứ khác năm gia tộc lớn, theo thứ tự là Độc Cô, Giải Cá, Trăm Dặm, Bắc Đường, Đoan Mộc năm gia tộc lớn. Lần này mang đội tới. Tất cả đều là bọn họ dòng chính công tử, công chúa. Nàng tiếp tục giới thiệu. Diệp Thần vừa nghe, vừa gật đầu, năm gia tộc lớn dẫn đội người tới nhân viên, đều là mỗi người gia chủ đứa nhỏ, thực lực và bốn đại điện hạ kém không nhiều. Độc Cô gia tộc Độc Cô Phong Trần, 18 tuổi, thần vương cảnh 4 tầng thiên. Trường Ngư gia tộc Trường Ngư Nguyên Cổ, 16 tuổi, thần vương cảnh 3 tầng thiên. Bách Lý gia tộc Bách Lý Tuyết. 17 tuổi, thần vương cảnh 3 tầng thiên. Bắc Đường gia tộc Bắc Đường Vũ Dương, 19 tuổi, thần vương cảnh 4 tầng thiên. Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Thanh Nham, 20 tuổi, thần vương cảnh tầng 6 thiên. Thực lực rất cân bằng, trừ đi Đoan Mộc gia chủ Đoan Mộc Thanh Nham, những thứ khác 4 người và 4 đại điện hạ, thực lực lẫn nhau có chênh lệch, nhưng đều là một đời người, cũng có thể vượt qua 2-3 cảnh giới giết địch. Tác chiến, tất cả đều là mỗi người trong lãnh địa thiên kiêu võ giả. Ta xem.
10 thế lực lớn đều đến à? 4 vị điện hạ, 6 vị công tử công chúa, đều tới à? Một vị hồn tộc thanh niên chậm rãi đi ra, một bộ ngạo nghễ hình dáng, cũng không gặp Bắc Cung Tử Ngọc để ở trong mắt, ánh mắt quét qua mọi người, không khỏi cười lạnh nói, à. Lại còn có cái nhập thần cảnh 4 tầng thiên phế vật. Cũng muốn tới nơi này sửa mái nhà dột. Hoặc là nói, là muốn tới nơi này tự tìm cái chết. Hắn chính là ban đầu bị Bạch Bào trưởng lão đánh bay ra ngoài, bị thương vô cùng là nghiêm trọng hồn đao, thần vương cảnh tầng 8 ngày tu vi. Nhưng là đã có trên dưới 30 tuổi, thiên phú tự nhiên không thể cùng Độc Cô Phong Trần, Trường Ngư Nguyên cổ các người sánh bằng, giờ phút này thương thế khôi phục một ít, phụ trách tới tiếp đãi 10 đại thế lực nhân viên, trên mình còn có chút tức giận, thấy được Diệp Thần, gặp hắn tu vi suy nhược, tự nhiên tốt hơn sinh khi dễ một phen. Tự tìm cái chết. Ta xem, là ngươi ở tự tìm cái chết đi. Một cái bị thương thật nặng, căn nguyên căn cơ bị tổn người. Chắc là không có được hồn tộc tham gia số người, đi ra soát soát cảm giác tồn tại đi. Diệp Thần cũng trở về kính đối phương, thần sắc bình thản, nhưng là câu câu nói cũng giống như sắc bén trường đao vậy, đâm vào hồn đao trong lòng. Hồn đao sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, chung quanh mơ hồ quanh quẩn đạo đạo sát khí, chợt chậm rãi nâng tay trái lên, một cổ mạnh mẽ thần hồn lực lượng mạnh mẽ ra, tản mát ra bụi đất màu vàng sáng bóng, ngược lại là cùng những võ giả khác. Đại vi không cùng. Người hồn tộc, cho dù chúng ta 10 thế lực lớn muốn so tài, cũng không có người động thủ phần đi. Trịnh Bá nhẹ nhàng vung tay lên, đánh tan hồn đao ngưng tụ thần hồn lực. Hồn đao sắc mặt hơn nữa âm trầm, nhưng là cười lạnh nói, Bắc Cung gia tộc, muốn khiêu khích ta hồn tộc à? Thôi, một cái nhập thần cảnh 4 tầng thiên phế vật, không đáng giá được ta tự mình động thủ chu diệt. Độc Cô Phong Trần. Ta nhớ các người Độc Cô gia lần này tới cái nhập thần cảnh 9 tầng thiên người. Đúng không? Độc Cô Phong Trần khẽ gật đầu, ánh mắt suy tư, tựa hồ bị một ít truyền âm, chợt nói, có thể, ta có thể giúp người hồn đao ra tay, phái người ta, giết cái phế vật này. Ngay mới vừa rồi, hồn đao truyền âm cho Độc Cô Phong Trần, lấy hồn tộc tế đàn một ít chuyện bí mật thành tựu điều kiện. Muốn cho Độc Cô Phong Trần người ra tay, tuyệt sát Diệp Thần. Độc Cô Côn, đi ra ngoài đi, đem cái phế vật này giết cho ta. Độc Cô Phong Trần chỉ Diệp Thần, chợt nhìn về phía Trịnh Bá và Bắc Cung Tử Ngọc, lộ ra dịu dàng nụ cười, nói trước thời hạn bắt đầu so tài, thêm nữa, dựa theo dĩ vãng quy củ, lẫn nhau khiêu chiến, sinh tử có số. Trịnh Bá ngược lại là không để ý tới sẽ. Bắc Cung Tử Ngọc nhìn một cái Diệp Thần, chợt gật đầu một cái, nói, Độc Cô Phong Trần, ta sợ ngươi sẽ hối hận. Sẽ không hối hận. Chí ít, thủ hạ ta Độc Cô Côn, cũng có thể cùng ngươi vị hôn phu Mộc Phong, sánh vai một hai. Đi đi, Độc Cô Phong Trần nhẹ nhàng vẫy tay, vị trí trung tâm xuất hiện một tòa lôi đài, ánh mắt quét qua 4 vị khác điện hạ, 4 vị công tử công chúa, nói tới, lôi đài đã xây xong, liền để cho chúng ta người thủ hạ tới luận bàn một chút, chúng ta thì thưởng thức một hai đi. Rào rào. Một đạo thân ảnh vạch qua giữa không trung. Độc Cô Côn rơi vào trên lôi đài, vóc người cao gầy phối hợp một chuôi đặc biệt trường kiếm, cho người một cổ lạnh lùng sơ sát tiêu điều cảm giác. Bên cạnh, hồn đao nhìn về phía Diệp Thần, mơ hồ cười nhạt, một cái nhập thần cảnh 4 tầng thiên giác dưới, phế vật, vậy dám can đảm khiêu khích ta. Vừa vặn, trưởng lão khẩu khí kia không chỗ tung, liền lấy các ngươi Bắc Cung gia tộc khai đao. Hắn mặc dù không có đạt được tham gia tế đàn số người, nhưng hắn xuất thân bất phàm. Thậm chí tự tay đem các thế lực lớn vật liệu, bỏ vào tế đàn bên trong, so không thiếu hồn tộc trưởng lão, đều muốn rõ ràng tế đàn, lấy này hiểu tin tức, đủ để cho những thứ này lần đầu tiên tới tham gia hồn tộc tế đàn tất cả đại điện chủ, tất cả đại công tử ca ra tay. 9 thế lực lớn, mỗi một cái môn phái, gia tộc, tới tham gia đều là 7 người. Giống như là Hung Ma Cung, Huyền Quang Hội, Phi Vũ Các và lửa cháy bừng bừng dậy người đến 7 người. Yếu nhất đều là thần vương cảnh 1 tầng thiên, mạnh nhất thần vương cảnh tầng 3-4 trời. Lần này hộ tống trưởng lão, tu vi vậy cùng Trịnh Bá và đãi thúc kém không nhiều, đều là hỗn nguyên 9 tầng thiên đỉnh cấp, thậm chí tùy thời có thể hướng hợp đạo cảnh cường giả cầu viện. Đối với bọn họ mà nói, lần này hành động, chỉ cần không hoàn toàn đắc tội hồn tộc. Chính là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Còn như Độc Cô, Đoan Mộc,
trăm dặm, bay cá, bắc đường cùng 5 gia tộc lớn. Mỗi gia tộc 7 người, thấp nhất đều là nhập thần cảnh 9 tầng thiên, những thứ khác phối trí và tứ đại môn phái kém không nhiều. Duy chỉ có bắc cung gia tộc. Trong 7 người, một cái nhập thần cảnh 4 tầng thiên, 4 cái nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp, 2 cái thần vương cảnh 1 tầng thiên. Vào giờ phút này, trở thành nhất bị nhằm vào thế lực, thật ra thì cũng không phải là có lòng tận lực phái những đội ngũ này tới đây, chủ yếu là mấy chục năm qua bắc cung gia tộc nam chinh bắc chiến, không thiếu thích hợp thanh niên võ giả, đều bị cưỡng ép tăng lên tu vi, hôm nay là hỗn nguyên cảnh, ở các phe trú đóng, hoặc là tấn công tất cả lớn hạ cùng môn phái chờ một chút. Duy nhất có thể rút ra, cũng chính là Đỗ Bạch, Hoa Thiên Phàm, Hoa Địa Phàm các người. Còn như bắc cung Tử Ngọc, là nàng bắc cung gia chủ dưới quyền 7 con cái bên trong, duy nhất một coi như có thời gian, hơn nữa mới vừa mới trưởng thành, tu vi còn không cao, cho nên lần này dẫn đội ngũ tới. Diệp Thần, chính là bát trưởng lão bổ nhiệm, sánh bằng thần vương cảnh tầng 4 tầng 5 ngày chiến lực, tới đây áp trận. Nhưng không nghĩ đến, vị này áp trận ẩn núp đại cao thủ, thứ nhất là bị làm phế vật đối đãi, càng bị hồn tộc và độc cô phong trần dẫn đầu cầm mở ra đao. Giờ phút này, trên lôi đài. Ngươi tên gọi là gì? Mau cút đi lên nhận lấy cái chết. Độc cô côn khua kiếm chỉ Diệp Thần, cười nói, đội hữu của ngươi có lẽ sẽ không chết, nhưng là ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Bởi vì, nơi này không phải ngươi cái này thấp cùng cảnh giới phế vật có thể tới. Thấp cùng cảnh giới phế vật tới. Ngang hàng kéo thấp chúng ta thân phận và tư cách. Đã như vậy, vậy thì phải giết. Ngươi không có tư cách. Hỏi tên ta. Trong vòng một chiêu, ta kêu ngươi hồi thiên không có sức. Diệp Thần bình thản leo lên lôi đài, chung quanh người các thế lực lớn cũng không có tận lực đi chú ý hắn, cảm thấy một cái nhập thần cảnh 4 tầng thiên và nhập thần cảnh 9 tầng thiên chém giết, khoảnh khắc gian liền sẽ bị đánh chết, chỉ là cho bắc cung gia tộc đánh phủ đầu ra oai mà thôi. Độc cô phong trần quyết. Phá. Độc cô côn khẽ quát một tiếng, chợt cầm kiếm giết ra. Thân hình nhanh chóng phân hóa là hơn trăm đạo, trên trăm cái độc cô phong trần đánh tới, từ tất cả cái địa phương, thiên địa trên dưới chừng phía trước phân biệt đánh giết, hoàn toàn lấp kín Diệp Thần lui về phía sau đường, không có dùng đại đạo lực và thần hồn lực, đơn thuần chính là lợi dụng kiếm quyết và linh lực. Muốn một chiêu giải quyết Diệp Thần, sạch sẽ gọn gàng hoàn thành công tử giao cho sự việc. Chỉ là thời khắc này Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, căn bản không có tránh né dự định. Hắn làm sao không tránh? Chẳng lẽ bị ta kiếm khí hù dọa, không có biện pháp nhúc nhích? Đó thật đúng là cái phế vật à. Độc cô côn lộ ra nụ cười tự tin, lấy mình tu vi, giết một cái nhập thần cảnh 4 tầng thiên người, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ngay tại kiếm ý muốn chạm được Diệp Thần nháy mắt. Đột nhiên, Diệp Thần động. Diệp Thần chợt xoay người, đưa tay trái ra, lấy ngón giữa và ngón trỏ kẹp lại bay tới trường kiếm. Hắn chợt tay phải một quyền đánh ra, vô cùng lực lượng mạnh mẽ, hoành đẩy hết thảy, dọc đường đẩy lui đạo đạo hư ảnh, chỉ còn lại cầm kiếm độc cô côn bị hắn tay trái bắt, nói, một chiêu giải quyết ngươi, sẽ không dùng chiêu thứ hai. Ngươi coi như là ta tới hồn tộc, giết người thứ nhất giết. Một khắc sau, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, tay trái cánh tay quanh quẩn ra vô biên mất đi Phật văn, nếu như linh xà vậy quấn quanh ở độc cô côn. Chỉ chốc lát sau. Độc cô côn hóa thành một cổ thi thể, rớt rơi trên mặt đất, lại không bất kỳ sức sống. Giống như là chết tỷ năm như nhau, lại không chịu bất kỳ sức sống, thậm chí còn thần hồn cũng bởi vì thời gian qua dài mà tự đi hỏng mất. Võ giả đến tạo hóa cảnh sau đó, liền không có tuổi thọ có thể nói, nhưng là một khi thời gian qua dài, không phòng giữ được bản tâm, là được có thể thần hồn tự động tan vỡ, những cường giả kia tàn niệm cũng giống vậy, chỉ cần thời gian qua dài. Hoặc là tàn hồn văng tung tóe, hoặc là biến mất. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Mọi người đồng loạt đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Diệp Thần. Một mặt mờ mịt, tựa như bây giờ sự việc, giống như là đang nằm mơ như nhau. Nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp độc cô côn. Thậm chí đã từng ở thần vương cảnh thủ hạ chạy trốn độc cô côn. Lại có thể chết. Một chiêu liền chết. Hơn nữa thi thể biến thành bộ dáng này. Trường Ngư Nguyên Cổ, Bách Lý Tuyết các người rối rít hứng thú,
Sát cố ý vị nhìn về phía Diệp Thần. Tên này, lại có thể như vậy lợi hại, bước ngang qua cảnh giới. Mấu chốt từ thi thể tới xem, cái này Diệp Thí Thiên cũng là và U Ma Thập Tam Điện Hạ, xây phải là cùng một loại lực lượng à. Mất đi lực. Làm sao, hung người của Ma Cung, đi đến Bắc Cung gia tộc. Bắc Đường Vũ Dương cười mỉa nói, U Minh Thập Tam, đây là người an bài người. Nếu không, làm sao sẽ người mất đi lực đâu? Hừ, cũng không phải là thủ hạ ta. Bất quá là một may mắn tiểu tử, sống không được bao lâu. U Minh Thập Tam Điện Hạ người mặc hắc bào, quanh thân quanh quẩn hung hung ma khí, thậm chí người ngoài cũng không thấy rõ hắn hình dáng. Hắn quan sát tỉ mỉ Diệp Thần, trong lòng chợt chấn động một cái, âm thầm thầm nghĩ, thật là mạnh mất đi lực. Cũng sắp sánh bằng Tịch Diệt chi đạo liền chứ. Nhân vật như vậy, Bắc Cung gia tộc từ nơi nào lấy được? Độc Cô Côn, tiểu súc sinh, ngươi là ai? Lại dám giết Độc Cô Côn? Ngươi không sợ bổn công tử giết cả nhà ngươi à? Độc Cô Phong Trần thần sắc âm độc, giống như rắn độc vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, lại tới đánh một trận, ngươi nếu không chiến, chúng ta hôm nay định chu diệt ngươi. Diệp Thần hoàn toàn nhìn hờ hững, nói, ngươi không có tư cách hỏi tên ta. Nếu là muốn đánh, phái khác thủ hạ ngươi phế vật đi tìm cái chết. Chính ngươi lên, có lẽ có thể ở ta thủ hạ chống cự một đoạn thời gian. Đúng rồi, ngươi tựa hồ đang uy hiếp ta à? Một khắc sau, Diệp Thần chỉ Độc Cô Phong Trần, nói ta không thích uy hiếp, ta chỉ thích bóp chết uy hiếp. Hôm nay, ta muốn ngươi chết. Lời này một nơi, cả sảnh đường xôn xao. Ha ha ha, một cái hạ cùng cảnh giới tạp chủng, lại có loại này sức. Buồn cười à. Độc Cô Phong Trần nhìn về phía hồn đao, nói, ngươi để cho ta giết hắn, bây giờ vượt quá ngươi muốn giết hắn, ta cũng muốn giết hắn. Được, hồn đao lộ ra tàn nhẫn nụ cười, mình bất tiện ra tay, vậy hãy để cho Độc Cô Phong Trần ra tay, giải quyết cái này nói khoác mà không biết ngượng con kiến hôi. Độc Cô Phong Trần ngắm nhìn bốn phía, thấy Bắc Cung Tử Ngọc cũng không có gì thần sắc biến hóa. Liền nói, bất quá bổn công tử giết ngươi, sẽ dơ bẩn tay, dứt khoát, Độc Cô Liên, ngươi là thần vương cảnh một tầng thiên, ngươi đi giết hắn, nhớ, ta muốn hắn toàn thây. Độc Cô Liên, thần vương cảnh một tầng thiên. Lại là Độc Cô gia tộc đệ tử nội môn, 18 tuổi, tuy không bằng Độc Cô Phong Trần, nhưng cũng là một khối thiên tài, ít nhất là không thua với Kim Phật Mật Tông thiên tài, hắn thiên phú và thực lực, vẫn còn ở Kim Đao Môn Mộc Phong trên. Hèn hạ đồ. Ta Độc Cô Liên, dưới kiếm không giết hạng người vô danh. Độc Cô Liên cả người quần áo xanh thanh bào, nhìn hết sức trôi giạt tuấn mỹ, hiển nhiên cũng là một vị công tử ca, chỉ là địa vị không có Độc Cô Phong Trần như thế cao mà thôi. Hắn khẽ nâng lên trong tay trường kiếm màu xanh, tỏ ý Diệp Thần, nói ra ngươi tên chữ, để cho ta đưa ngươi xuống địa ngục luân hồi. Cái này hèn hạ đồ. Nhập thần cảnh bốn tầng thiên. Lại có thể trong nháy mắt giết nhập thần cảnh 9 tầng thiên Độc Cô Côn. Hiển nhiên là có chút năng lực, chỉ bất quá nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp và thần vương cảnh 1 tầng thiên, có khác nhau trời vực chênh lệch. Giết hắn, không cần nhiều ít thời gian. Dứt khoát, cái này hèn mọn người, cũng coi là một đồ, để cho hắn lưu cái tên chữ đi. Thần vương cảnh 1 tầng thiên. Như thế suy nhược người, cũng xứng biết ta thân phận. Diệp Thần hoàn toàn cười to, nhìn hờ hững, ngạo nghễ nói, ngươi, cũng không xứng biết ta tên chữ. Hắn khẽ nâng lên tay trái, thậm chí không hữu dụng bất kỳ binh khí gì, trực tiếp nói, tới đi, không cần 10 chiêu. Một người mới vừa bước vào thần vương cảnh người. Yếu, quá yếu. Ngay cả là thần vương cảnh tầng 4 tầng 5 thiên. Ta cũng có thể một kiếm chém tới. Nhưng là không nghĩ tới. Những thứ này cái gọi là công tử điện hạ, lại có thể như vậy phế vật. Muốn giết ta, vẫn còn muốn cho người thủ hạ dò xét ta thực lực, tránh lật thuyền trong mương. Cũng đúng, bọn họ dẫu sao thân phận không tệ, nếu là tùy tiện động thủ, sợ rằng không sống được đến bây giờ. Thật cuồng tiểu tử. Giống vậy xây mất đi lực, bổn điện hạ ngược lại là phải xem ngươi. Có bản lãnh gì, U Minh Thập Tam điện hạ thanh âm lạnh như băng. Quanh quẩn bốn phía, liền thật giống như xuất xứ từ tại cửu u chỗ sâu âm hồn thê lương tiếng kêu vậy, làm người ta không lạnh mà run. Hắn nhìn về phía Độc Cô Liên,
nói, ngươi nếu như giết hắn, bổn điện hạ thưởng ngươi một chuôi tam phẩm thần vương khí. Nếu như ngươi bị hắn giết chết, bổn điện hạ đem ngươi xương nghiền thanh cho rắc. Hừ, Độc Cô Phong Trần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lóe lên kiếm khí, nói thủ hạ ta, không cần ngươi U Minh Thập Tam tới nhúng tay. Hắn lấy ra một chuôi trường kiếm màu xanh, là cấp 4 thần vương khí, tỏ ý Độc Cô Liên, nói, ngươi giết cái này nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ta cho ngươi cái này vật. So khí thế, so thở mạnh, so địa vị. Hiển nhiên, Độc Cô Phong Trần và U Minh Thập Tam cái này hai người so sánh với. Không chút nào đem Diệp Thần để ở trong mắt, cũng cảm thấy là trong tay thịt cá, có thể tùy ý cắt kim loại. Bắc Cung Tử Ngọc, ta xem ngươi, rất là bình tĩnh à. Bắc Đường Vũ Dương công chúa nhẹ nhàng nhìn về phía Bắc Cung Tử Ngọc, nói, lần này, tại sao không có mang ngươi vị hôn phu tới đây? Ngược lại là mang theo như thế cái tiểu tử tới đây. Thằng nhóc này cũng nhanh chết ở Độc Cô Liên dưới kiếm, ngươi làm sao một chút phản ứng cũng không có. Độc Cô Liên, không giết được hắn. Chỉ sẽ bị hắn giết chết. Bắc Cung Tử Ngọc 10 phần phấn khích, có thể nghe được Bắc Đường Vũ Dương nhắc tới Mộc Phong, vẫn là có chút không vui. Chờ xem đi. Trừ phi Độc Cô Liên mạnh mẽ đi nữa 10 lần, nếu không hẳn phải chết ở dưới tay của hắn. Bắc Cung Tử Ngọc vậy không nói ra Diệp Thần thân phận, cũng không biết Diệp Thần Chu Diệt Trăm Phái người danh tiếng, rốt cuộc truyền tới hồn tộc nơi này không có. Dù sao quyền lại nhìn, Diệp Thần là mấy phe người mạnh nhất, đi ra dạy bảo các thế lực lớn cũng tốt. Dần dần, Bắc Cung Tử Ngọc nhìn về phía hồn đao. Hôm nay cái này chiến, chính là hồn đao xúi dục lên. Đáng tiếc, ở hồn tộc địa bàn, không thể trực tiếp trấn áp hồn đao. Nếu không cũng sẽ không để cho 4 đại phái 5 gia tộc lớn, đều đưa mục tiêu bỏ vào Diệp Thần trên mình. Rào rào. Một đạo kiếm mang vạch ra, giống như Thái Sơ Thần Quang Hàng rơi xuống mặt đất, lóng lánh cực kỳ. Một thanh trường kiếm sau đó ra, màu xanh thân kiếm toát ra một phiến phiến màu xanh ánh sáng rực rỡ, dần dần tạo thành một phiến núi xanh nước trong, thật giống như vô cùng xinh đẹp tiên cảnh xây đè xuống vậy, nhìn như nhẹ nhàng đẹp, lại có vạn quân lực. Cường hãn như vậy. Là Độc Cô Liên ra tay. Hắn lấy thần vương cảnh một tầng thiên cảnh giới, phối hợp xanh lơ thần vương đạo, cộng thêm kiếm quyết, phát ra cái này tan thành mây khói một kiếm. Vèo vèo vèo. Vèo vèo. Vô cùng vô tận kiếm khí, đi đôi với núi xanh nước trong che phủ tới. Diệp Thần như cũ như mới vừa rồi vậy bình thản không có gì lạ, chút nào không đem để ở trong mắt, chỉ là ở đó phiến núi xanh rơi xuống trước. Sừng sững một quyền đánh ra, vô số lửa cháy mạnh phóng lên cao, nháy mắt tức thì nghiền tan thành mây khói cảnh, sâu hơn một bước bước vào, thân hình nếu như tia chớp, đi tới Độc Cô Liên trước người. Không thể nào. Thật là nhanh. Độc Cô Liên còn chưa kịp phản ứng, ngực liền bị Diệp Thần một quyền đánh thủng, máu tươi đi đôi với mảnh vỡ bay tản ra đi. Hắn vội vàng khua kiếm vung ngăn cản, chỉ nghe gặp một đạo tiếng vang lanh lảnh. Cấp 2 thần vương khí trường kiếm văng tung tóe, mảnh vỡ bị đánh nhập mình trong cơ thể, rồi sau đó lại nghe gặp một đạo nổ lớn tiếng, mình xanh lơ thần vương đạo băng liệt. Oanh! Mộ đạo vương văng tung tóe. Độc Cô Liên ngay lập tức sắc mặt thảm trắng, cả người tu vi nhanh chóng rơi xuống đạo nguyên cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp. Nói! 10 chiêu diệt ngươi! Không nghĩ tới, mới đến chiêu thứ 3, ngươi đã phế. Thật quá yếu! Diệp Thần tay trái có móng, một cái nắm Độc Cô Liên, đem ném bay ra ngoài, liền giống như xả rác vậy, dễ như trở bàn tay, bình thản không có gì lạ. Bịch bịch, phịch, Độc Cô Liên lăn xuống, mọi người thần sắc đại biến. Thần vương cảnh một tầng thiên, lại có thể bại được như vậy đơn giản dứt khoát. Người này, rốt cuộc là ai? Sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Hồn đao, là ngươi đi. Diệp Thần thần sắc nhẹ như vậy đứng lên, khẽ nâng lên tay chỉ hồn đao, lời nói lạnh như băng nói, đợi hồi, ta giải quyết xong những thứ này không biết trời cao đất rộng điện hạ công tử công chúa, sau đó liền tiêu diệt ngươi. Hừ, hồn đao hừ lạnh một tiếng, 9 vị điện hạ công tử công chúa cấp bậc nhân vật. Tùy tiện một cái đều có thể giết chết ngươi. Còn muốn giải quyết xong bọn họ lại tới thu thập ta. Ngươi lấy là ngươi là vạn kiếm đế cung đế tử. Vẫn là thần long gia tộc con rồng. Buồn cười người, chờ đợi hồi chịu chết đi.
Độc Cô Liên. Đáng chết, Độc Cô Phong Trần cả người quanh quẩn một cổ khí tức lãnh liệt, hai con ngươi nếu như tháng chạp hàn băng, nhìn chằm chằm Diệp Thần, ta thủ hạ hai người, vừa chết một phế, ngươi thủ đoạn không tệ, chắc hẳn lai lịch không bình thường chứ. Nói đi, nói ra ngươi thân phận, bổn công tử có thể nể tình thân phận ngươi không kém dưới tình huống. Không giết ngươi, nhưng ngươi nếu như hèn hạ thấp cùng xuất thân, bổn công tử liền muốn đem ngươi xương nghiền thanh cho rắc. Lời này vừa nói ra, Hồng Khôn Điện Hạ, U Minh Thập Tam Điện Hạ, Bay Vũ Điện Hạ và Huyền Quang Điện Hạ, cùng với Đoan Mộc Xanh Lơ nói các người, đều không ở quan sát Diệp Thần, như vậy một cái có thể tùy tiện đánh chết thần vương cảnh một tầng thiên người, chiến lực chân chính không kém gì thần vương cảnh ba tầng thiên. Người này rốt cuộc là ai? Bốn đại điện hạ, năm đại công tử công chúa, trong lòng cũng nổi lên cái nghi vấn này. Lúc ban đầu, Diệp Thần đối chiến nhập thần cảnh 9 tầng thiên đỉnh cấp Độc Cô Côn, còn không kinh ngạc không kinh ngạc, chỉ là mở màn cuộc chiến thôi. Bây giờ, Diệp Thần có thể lấy nhập thần cảnh 4 tầng thiên, ung dung chu diệt thần vương cảnh 1 tầng thiên Độc Cô Liên, liền đủ để đưa tới bọn họ chú ý. Ta thân phận, nguyên bản các ngươi không có tư cách biết. Nhưng là các ngươi nếu muốn biết như vậy, ta liền nói cho các ngươi. Ta tên là Diệp Thí Thiên, các ngươi như cùng ta là địch. Vậy đều đưa chết ở trên tay ta, như là bạn bè, thì đứng ở một bên liền tốt. Diệp Thần Lăng không chỉ hồn đao, thận trọng nói, nhớ ta tên chữ, đợi hồi xuống Diêm La Điện, Diêm Vương hỏi ngươi chết ở trên tay người nào, đừng trả lời không được. Diệp Thí Thiên, lại là hắn. Gần như đồng thời gian, Đoan Mộc Thanh Nham, Trường Ngư Nguyên Cổ, Bách Lý Tuyết ba người, không ở nuốt nước miếng một cái. Bọn họ ba gia tộc. Nhưng ngay khi Bắc Cung gia tộc vùng lân cận, làm sao có thể không biết Càn Khôn chi địa, Kim Phật Mật Tông phát sinh một ít chuyện tình. Chi tiết cụ thể bọn họ có thể không biết. Nhưng là Diệp Thí Thiên cái này ba chữ, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là trái bom nặng ký. Ngươi chính là Diệp Thí Thiên. Chính là cái đó, một người chu diệt vượt qua mấy trăm vị thần vương cảnh Diệp Thí Thiên. Bách Lý Tuyết nhiều lần hỏi thăm, lạnh như băng trong hai con ngươi. Dần dần hiện ra lau một cái vẻ tán thưởng. Nàng đồng dạng là Bách Lý gia tộc công chúa, địa vị ngang hàng Bắc Cung Tử Ngọc, lại dáng vẻ và tướng mạo sâu hơn Bắc Cung Tử Ngọc, nhưng như nhau đối với Diệp Thí Thiên nổi lên tò mò và vẻ tán thưởng. Lấy lực một người, cái hố giết vượt qua trăm phái mấy trăm vị thần vương cảnh đệ tử. Lại điều động thủ hạ, chu diệt trăm phái 120 vị trưởng lão. Này cùng chiến tích. Khó trách hắn có thể ở nhập thần cảnh 4 tầng thiên, tùy tiện chu diệt thần vương cảnh 1 tầng thiên. Diệp Thí Thiên, từng có đao trẻ thần vương cảnh 4 tầng thiên. Bắn chết thần vương cảnh ngũ tầng thiên cường giả chiến tích. Huyền Vô Cùng Điện Hạ khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, khó trách, không tệ, là một khối tài năng xuất chúng hào kiệt. Ngày hôm nay, Độc Cô Phong Trần, ngược lại là đụng phải một cái tốt đối thủ. Nhập thần cảnh 4 tầng thiên. Đánh chết thần vương cảnh ngũ tầng thiên. Một điểm này, sợ là các vị đang ngồi ở đây, ai cũng không làm được. Phi Vũ Càn Thiên Điện Hạ gật đầu không ngừng, rung động trong lòng không dứt, nói, khó trách, Bắc Cung gia tộc sẽ để cho ngươi tới, ngươi hẳn mới là Bắc Cung gia tộc lĩnh đội, mà không phải là Bắc Cung Tử Ngọc. Bắc Cung Tử Ngọc, thân phận bày ở chỗ này. Nhưng là, bọn họ thân phận giống vậy không thấp hơn Bắc Cung Tử Ngọc. Bọn họ càng xem trọng là lĩnh đội người chiến lực. Cho dù là Phi Vũ Các, lửa cháy bừng bừng dậy mọi người hộ đạo giả, mấy vị hỗn nguyên cảnh 9 tầng thiên cường giả, cũng đối với Diệp Thần mắt khác đối đãi. Thậm chí, bọn họ đều đưa Diệp Thần làm là cùng đời võ giả, muốn đồng bối bàn về dậy. Xây mất đi lực. Bổn điện hạ ngược lại là phải và ngươi thật tốt lãnh giáo một chút. Xem là ngươi cái này hèn hạ đồ lợi hại. Vẫn là bổn điện chủ lợi hại, U Minh Thập Tam Điện Hạ cũng không có tán thưởng, ngược lại như cũ mặt coi thường nhìn, hơi đứng dậy tới, trong tay hiện ra nhiều mất đi lực, nhắm vào trước Diệp Thần, nói, lấy bổn điện hạ lực, năm chiêu đủ để đánh chết ngươi. Có gì ngôn gì, tốt dễ ăn nói đi. Chờ một chút, Độc Cô Phong Trần lên tiếng ngăn lại, nói, muốn giết tiểu tạp chủng này, chắc cũng là ta tới trước. Hắn đứng dậy tới. Sau lưng hiện ra 18 chuôi thần vương khí trường kiếm, quanh quẩn thành một cái màu xanh vòng sáng, lộ vẻ được hắn xem thần minh vậy. Hắn nói, Diệp Thí Thiên,
bỏ mặc ngươi có gì chiến tích, ngươi dám can đảm chu diệt ta Độc Cô Gia hai người. Ngươi ngày hôm nay chính là hẳn phải chết. Hẳn phải chết, Diệp Thần vốn là muốn trực tiếp chu diệt hồn đao, không nghĩ tới Độc Cô Phong Trần và U Minh Thập Tam ra tới quấy rối. Thôi, trước cầm cái này hai tên làm thịt, sẽ giải quyết hồn đao. Thần vương cảnh tầng 8 thiên. Rất mạnh à. Chỉ cần vận dụng hỗn nguyên tiên khí, lại phối hợp bốn đạo lực, không hẳn là không thể đánh một trận. Nếu ngươi muốn giết ta, vậy thì quyết định cuộc chiến sinh tử đi. Diệp Thần nhìn về phía Đãi Thúc, nói ta cũng có thân phận là Bắc Cung gia tộc hộ pháp, như vậy, đủ chứ? Đủ rồi, Đãi Thúc khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra phức tạp thần sắc, chợt nhìn về phía Độc Cô Phong Trần, nhẹ giọng nói, thân phận ngươi đặc thù, hay là để cho thủ hạ tới giao chiến đi. Độc Cô Phong Trần, Bắc Đường Vũ Dương cũng nói, ngươi không phải hắn đối thủ, ngươi không được, đừng đánh. Khốn kiếp! Độc Cô Phong Trần lúc này phẫn nộ, khí được cầm trong tay ly cũng đập. Hắn một mực ái mộ Bắc Đường Vũ Dương. Bắc Đường Vũ Dương lại còn nói hắn không được. Ngày hôm nay, hắn phải giết Diệp Thí Thiên. Bắc Đường Vũ Dương sững sốt một chút, tựa hồ ý thức được mình nói sai, bất quá vậy không giải thích cái gì. Đối với nàng mà nói, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Diệp Thí Thiên, cút ra đây đánh một trận. Độc Cô Phong Trần vừa nhảy ra, trực tiếp rơi vào trên lôi đài, khua kiếm chỉ đã đi xuống Diệp Thần, nói, đi lên đánh một trận, người cái này hèn hạ đồ, ra đời đê tiện tạp chủng. Đi ra, bổn công tử định để cho ngươi rõ ràng cái gì là sợ hãi. Diệp Thần than thở một tiếng, vẫn là đi về phía lôi đài. Hắn thật không muốn ở hồn tộc cúng tế lên gây chuyện, nhưng là dưới mắt tình huống đã mất khống chế. Đãi Thúc, còn có vị kia Độc Cô gia hộ pháp. Ký sống chết điều ước đi. Diệp Thần lấy ra hai phần sống chết điều ước, đưa cho hai người. Cái này, Độc Cô gia vị kia hộ pháp có chút quanh quẩn không chừng, nói, còn chưa cần đi, điểm đến thì ngưng, các ngươi hơn chú ý. Ngũ Thúc, người vậy lấy là ta đánh không chết Diệp Thí Thiên à? Độc Cô Phong Trần trước mắt lửa giận, Ngũ Thúc thái độ này, còn nói điểm đến đó thì ngừng, là nói cho Diệp Thí Thiên điểm đến thì ngưng, không nên giết hắn. Làm sao có thể? Thật lấy là hắn sẽ chết ở Diệp Thí Thiên thủ hạ à? Hai vị ký đi, ta không quá muốn bình trắng vô cớ chiêu chọc Độc Cô gia. Diệp Thần nói tiếp, cái này, Độc Cô gia vị kia hộ pháp, vẫn còn do dự, Độc Cô Phong Trần là gia chủ nhi tử. Nếu là có chuyện không may, mình cầm tới. Độc Cô Phong Trần cuống cuồng bận bịu hoảng đoạt lại giấy sinh tử, nhanh chóng ký xong ném cho Diệp Thần. Độc Cô Phong Trần, Độc Cô gia tộc gia chủ thứ tam tử, 18 tuổi, thần vương cảnh 3 tầng thiên. Từ chủng trường hợp nhìn qua, đúng là phù hợp một tên thiên kiêu tiêu chuẩn, nhưng là thông minh này và tình thương, Diệp Thần đều có chút không biết làm sao. Chịu chết. Cũng đưa được gấp như vậy. Thần vương cảnh 4 tầng thiên. Đích xác có thể sánh bằng trăm phái thần vương cảnh 5-6 tầng thiên trưởng lão. Như vậy, thuận tiện lấy là có thể tuyệt đối đánh chết hắn. Còn ký giấy sinh tử. Thật lấy là, Diệp Thần sẽ không giết hắn. Buồn cười người. Diệp Thí Thiên. Ra tay, bổn công tử xem ở ngươi thấp ta một cái đại cảnh giới dưới tình huống, cho một mình ngươi xuất thủ cơ hội. Ngươi ra chiêu sau đó, bổn công tử chịu đựng ngươi một chiêu, lại chu diệt ngươi. Độc Cô Phong Trần lại lộ vẻ phong thái, tranh thủ lớn hơn cơ hội, ở Bắc Đường Vũ Dương trước mặt hiện ra mình. Lời nói này vừa ra tới. Những thứ khác điện hạ, công tử rối rít hứng thú. Hai cái cùng bọn hắn một cái cấp bậc, một cái chiến lực người, lại muốn mở cuộc chiến sinh tử, ngược lại là thật thú vị. Phi Vũ Càn Thiên điện hạ, Hồng Khôn điện hạ. Đổ là một bộ coi trọng Độc Cô Phong Trần hình dáng. Đối với bọn họ mà nói, biết rõ Độc Cô Phong Trần nội tình. Bên trong các gia tộc Độc Cô gia tộc công tử, há có thể bại bởi một cái nhập thần cảnh 4 tầng thiên hộ pháp. Hồn đao chợt cười nói, cũng không cần ta ra tay, cái này hèn mọn tạp chủng, sẽ chết ở Độc Cô Phong Trần trong tay. Đáng tiếc à. Ta vừa muốn hắn đại bại tất cả đại công tử, sau đó ta ra tay, diệt hắn. Lại muốn hắn thua ở tất cả đại công tử, ta không ra tay, chỉ là lấy roi đánh thi thể cho hả giận,
cũng có thể tiết khẩu khí này. Hai loại lựa chọn đều tốt làm khó à. Hắn nhìn về phía Diệp Thần, nói tiểu tạp chủng, người thắng hoặc là thua, ta cũng coi trọng ngươi, dù sao cuối cùng ngươi đều phải chết. Hồn đao, cái kế tiếp, chết chính là ngươi, Diệp Thần lạnh lùng nói. To gan, đối chiến còn dám phân tâm. Độc Cô Phong trần quát lên một tiếng lớn, quanh thân 18 thanh trường kiếm hóa thành 18 đạo lưu quang, liều chết xung phong ra, ở giữa không trung lưu lại từng đạo màu xanh dấu vết, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, trong kiếm phong quanh quẩn tầng tầng hơi thở lạnh như băng, xa xa liền cho Hoa Thiên Phàm và Hoa Địa Phàm một cổ mất đi cảm giác. Thương thương thương, bình bịch bịch, Diệp Thần không có khinh thường, lấy ra cấp 7 thần vương khí diệt hồn ma thần thương đối chiến. Cấp 7 thần vương khí, đối chiến cấp 4 thần vương khí. Nhắc tới, Diệp Thần còn chiếm cứ không nhỏ ưu thế, nhưng lại tác chiến được có chút khó khăn. Dẫu sao, Độc Cô Phong Trần là 18 chuôi cấp 4 thần vương khí, tự thân là thần vương cảnh 4 tầng thiên, cũng không dễ dàng đối phó. Diệp Thí Thiên, không bị thua chứ, Hoa Địa Phàm có chút thấp thỏm, không quá coi trọng Diệp Thần, Độc Cô Phong Trần quá lợi hại, ta cảm giác hắn tùy tiện một kiếm, cũng có thể bị thương nặng ta. Đúng vậy, Diệp Thí Thiên mặc dù đánh chết thần vương cảnh không thiếu. Nhưng vậy đều dựa vào Thiên Thủ Các và một ít thần vương cảnh chiến khôi, yêu ma trợ giúp à. Hoa Thiên Phàm vậy nuốt nước miếng một cái, tim bịch bịch nhảy, rất sợ đợi hồi Diệp Thí Thiên chiến bại, Độc Cô Phong Trần không hết hận sẽ khiêu chiến mình. Độc Cô Phong Trần khiêu chiến mình. Vậy mình là thất bại à? Đều do Diệp Thí Thiên. Như vậy cuồng ngông làm gì à? Ép được Độc Cô công tử toàn lực liều giết, nếu là không cuồng ngông, cũng sẽ không như vậy. Hai người im miệng. Ta tin tưởng sư phụ sẽ thắng. Bắc Cung Tử Ngọc nhìn về phía Trịnh Bá và Đãi Thúc, truyền âm nói, hai vị, đợi hồi sư phụ nếu là chém chết Độc Cô Phong Trần, nhớ ngăn trở Độc Cô gia lão gia. Đãi Thúc không có trả lời. Trịnh Bá ngược lại là quen việc dễ làm, khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy, thần vương cảnh 4 tầng thiên Độc Cô Phong Trần, tuyệt không phải Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần đã từng bộc phát ra thần vương cảnh 7 tầng thiên chiến lực. Trừ phi, Độc Cô Phong Trần cũng có tương tự lá bài tẩy. Nếu không là thất bại không thể nghi ngờ, thậm chí vô cùng có thể bỏ mạng ở Diệp Thần trong tay. Vèo vèo vèo. Vèo vèo. Vô số thương cương và kiếm khí va chạm chém giết chung một chỗ. Lôi đài bị nổ được gồ ghề, Diệp Thần và Độc Cô Phong Trần hai cái thân ảnh lóe lên không ngừng. Ngay chớp mắt đã giao thủ hơn ngàn chiêu, cứng đối cứng so đấu thần vương khí và thân xác. Bình bịch bịch, phịch, liên tục đếm đến 10 đụng. Diệp Thần thân xác dần dần tan vỡ, thậm chí bị Độc Cô Phong Trần một kiếm đâm xuyên qua bả vai, bất đắc dĩ sau lưng hiện ra một cái mất đi đại đạo, vô số mất đi Phật văn phun trào ra, tịch diệt Phật quốc. Một khắc sau, hắn một quyền đánh ra, giấu quyền từ cỡ quả đấm, dần dần đổi số lượng trượng lớn nhỏ. Bên trong hàm chứa một khối Phật quốc. Muôn vàn mất đi Phật Thích Ca, đồng thời nhắc tới mất đi kinh văn, thật nhanh mất đi Phật chữ viết thể trào hiện ra, phơi bày là tơ mang trạng, nhanh chóng quấn vòng quanh Độc Cô Phong Trần. Hô hô hô. Rất nhanh, Độc Cô Phong Trần ngạo khí trong mắt che lấp một chút sợ hãi. Nhật Nguyệt Trảm Không, Càn Khôn Nhất Kích. Diệp Thần hoàn toàn bùng nổ, cầm chặt Diệt Hồn Ma Thần Thương, một nhát thương đâm ra. Vô cùng mạnh mẽ thương cương hóa thành một cái ma long, dọc theo lôi đài trung tâm bay lượn, khói mù chấn động được lôi đài bạo khởi vô số trong cái hố sâu. Phịch, thanh âm rơi xuống, khói mù phiêu tán. Độc Cô Phong Trần ngực bị xuyên thủng, huyết dịch phiêu tán ra, cả người đổi được hết sức quỷ mị. Hắn không nhịn được nửa quỳ xuống đất, ngẩng đầu thần sắc lạnh như băng lạnh lẽo tuyệt nói, đây là ngươi ép ta. Diệp Thí Thiên, vốn cho là... có thể tùy ý đánh chết ngươi. Nhưng là, ngươi không nên ép bổn công tử vận dụng lá bài tẩy đánh chết ngươi, ngươi, không nên như vậy. Nhưng đã như vậy, ngươi liền không có đường sống có thể nói. Huyết mạch, hắn chợt đứng lên thân tới, một cổ vô cùng cường đại lực lượng phóng lên cao, thức tỉnh. Nháy mắt thức thì, mưa gió biến hóa, sấm sét gào thét. Độc Cô Phong Trần sau lưng xuất hiện một tôn 99 mét lớn nhỏ quỷ châu hư ảnh. Phơi bầy màu đỏ như máu, vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều ngất trời thế, lưu chuyển vô số màu đỏ tươi khí cơ,
nhìn so huyết linh tộc huyết mạch kích thích ra hư ảnh, muốn cường đại hơn. Thượng cổ ma thú quỷ châu huyết mạch. Hơn nữa, là hoàn chỉnh năm dòng huyết mạch. Năm dòng huyết mạch. Cuối cùng thấy một cái nguyên vẹn huyết mạch người. Diệp thần chợt lấy ra giết thần kiếm, hơn nữa nắm diệt hồn ma thần thương, làm xong quyết chiến chuẩn bị, bởi vì cái này quỷ châu hư ảnh cho hắn một cổ trình độ cao nhất nguy hiểm hơi thở, độc cô phong trần ở huyết mạch hư ảnh ra trì hạ, tối thiểu sánh bằng thần vương cảnh tầng 6 thiên. Ý nghĩa, vị này năm dòng huyết mạch người thừa kế. Có thể vượt qua hai cái nhỏ cảnh giới giết địch. Ta huyết mạch, mới vừa thức tỉnh. Hư ảnh, vậy là mới vừa phơi bày, thậm chí là lần đầu tiên phơi bày. Đây là ngươi ép ta vận dụng lá bài tẩy. Độc cô phong trần cả người quanh quẩn ma khí và khí huyết sát, chợt nhìn về phía U Minh Thập Tam, nói ta vốn là muốn dùng để đối phó U Minh Thập Tam, nhưng bây giờ dùng ở trên người ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Quỳ nghiêu hư ảnh. Giết. Tan biến vạn vật. Độc cô phong trần sừng sững không nhúc nhích. Hai tay của múa điều khiển quỳ nghiêu chém giết ra, giống như chiến thần vậy quỳ nghiêu hư ảnh động trục bây giờ, phảng phất có hủy thiên diệt địa oai vậy, chỉ riêng hai con móng trâu vung lên, liền đem thần vương khí cấp bậc lôi đài, vạch ra hai cái sâu đậm dấu vết. Diệp thần cảm giác được không đúng, quanh thân ma khí cuồn cuộn, nhanh chóng thối lui, nhưng cũng bị dư âm chấn động, bạo lui đến bên cạnh lôi đài. Quỳ nghiêu hư ảnh rời thân thể, tự mình đánh giết Diệp thần. Móng trâu to lớn giống như thần binh vậy, mãnh liệt đánh giết ra, cùng chu thần kiếm và diệt hồn ma thần thương, va chạm ra từng đạo sáng chói chói mắt tia lửa. Sánh vai hỗn nguyên tiên khí chu thần kiếm, lại có thể không gây thương tổn được quỳ nghiêu hư ảnh chút nào. Binh bịch bịch, tiếng chuông, từng trận đánh giết sau đó, Diệp thần bạo lui ra, trước ngực hiện ra mấy chục vết thương. Quần áo lại là hoàn toàn vỡ vụn ra. Như vậy thân xác, lại có thể cũng bị đánh như vậy chật vật. Có thể gặp uy lực này có kinh khủng dường nào. Phịch, một đạo thân ảnh vạch qua giữa không trung, lăn trên mặt đất. Là Diệp thần. Diệp thần khó khăn lắm bỏ dậy, liền bị quỳ nghiêu hư ảnh một cước đánh lui lại 10 bước, khóe miệng lại là tràn ra một đạo máu tươi. So đấu đơn thuần lực lượng, Diệp thần tự nhiên không đụng nổi quỳ nghiêu hư ảnh. Dẫu sao thần vương khí. Quỳ nghiêu hư ảnh thân xác thật thể hóa, có thể so với hỗn nguyên tiên khí, hắn căn bản không chiếm cứ thượng phong. So đấu thân xác, lại là không được. Dần dần, quỳ nghiêu hư ảnh áp chế Diệp thần đánh. Độc cô phong trần như cũ đứng tại chỗ, điều khiển quỳ nghiêu hư ảnh muốn phải nhanh một chút chu diệt Diệp thần. Xong đời. Diệp thí thiên phải xong đời. Hoa thiên phàm và hoa địa phàm, tất cả đều một mặt ảm đạm. Diệp Thí Thiên à Diệp Thí Thiên. Ngươi không bản lãnh trêu chọc độc cô gia tộc người làm gì à? Ngươi bị đánh chết, không phải được chúng ta lên à? Chúng ta thực lực, nơi nào đánh thắng được độc cô phong trần à? Lần này, trừ Bắc cung tử Ngọc Tiểu Thư, mọi người cũng cho hết chứng. Ai? Diệp huynh, quá cuồng vọng, ai? Đỗ Bạch một mặt than thở ý, dần dần đều ở đây muốn đường lui. Bắc cung tử Ngọc nhưng là một mặt tin chắc, bởi vì nàng thấy được qua Diệp thần bộc phát ra thần vương cảnh thất tầng thiên chiến lực cảnh tượng. Trong đội ngũ, chỉ có nàng tin chắc, Diệp thần nhất định sẽ thắng. Diệp Thí Thiên, chiến lực đích xác không kém, nhưng là đáng tiếc. Hồng Khôn Điện Hạ khẽ lắc đầu, lấy nhập thần cảnh tứ tầng thiên, bộc phát ra thần vương cảnh tứ tầng thiên chiến lực. Hắn nói ra một cái kết luận, tuyệt đại thiên kiêu. Chỉ là đáng tiếc. Mũi nhọn quá lộ, còn không có hoàn toàn lớn lên. Quá gấp gáp, nếu như Diệp Thí Thiên là thần vương cảnh tứ tầng thiên, tuyệt đối có thể tùy tiện bắt lại độc cô phong trần. Nghĩ đến các loại, Phi Vũ Càn Thiên Điện Hạ, Huyền Vô Cùng Điện Hạ, Bách Lý Tuyết các người, đều là một mặt than thở ý, những người khác chính là một mặt ý giễu cợt. Cảm thấy Diệp Thí Thiên có chút thực lực, nhưng nghiêng muốn tìm chết. Chết như vậy, cũng là đáng đời. Phịch. Trên lôi đài, Diệp thần lại lần nữa bị đánh lui, cả người đẫm máu, nhìn dáng dấp, tựa hồ phải bỏ mạng liền một phen. Phế vật, hèn hạ phế vật, thấp phũ thế giới tới thấp các thứ. Còn lấy là có thể ngất trời không được, độc cô phong trần cười lớn, nói, ngày hôm nay, bổn công tử đưa ngươi lên đường. Giết, theo thanh âm rơi xuống,
Quỳ Ngưu hư ảnh hơn nữa mạnh mẽ mấy phần, hai móng hợp nhất, cần phải đem Diệp Thần đập thành thịt nát. Ngay lù lù, Diệp Thần giơ hai tay lên, một cái nâng Quỳ Ngưu hư ảnh hai móng, đôi mắt tràn đầy lửa cháy mạnh, căm tức nhìn Độc Cô Phong Trần, nói, ngươi lấy là, lão tử thật chỉ có điểm này chiến lực à. Hôm nay ngươi tự tìm cái chết. Ta tác thành ngươi. Nhập thần cảnh ngũ tầng thiên, phá cho ta. Nhập thần cảnh lục tầng thiên, phá cho ta. Theo thanh âm bùng nổ, hơi thở cũng theo đó bộc phát ra. Diệp Thần trong cơ thể hỗn nguyên tiên khí lực lượng lại lần nữa tách thả ra, sâu hơn tới trước dùng đan dược dược lực, đi qua cái này một tràng kịch chiến, hoàn toàn tan ra, tràn vào Diệp Thần toàn thân chính giữa. Một khắc sau, Diệp Thần lên cấp nhập thần cảnh lục tầng thiên. Thân xác trực tiếp lên cấp, những thứ này, còn chỉ là hỗn nguyên tiên khí kimono dùng đan dược lực lượng. Hơn nữa, còn chưa hoàn toàn dùng hết. Còn cần mấy trận triệt triệt để chiến đấu, mới có thể hoàn toàn tiêu hóa, làm được Diệp Thần lên cấp nhập thần cảnh cửu tầng thiên. Hô hô hô, hô hô, màu máu đỏ sáng bóng, thẳng từ Diệp Thần quanh thân tản ra. Giờ phút này, Diệp Thần giống như huyết chiến thần vậy, một kiếm sử dụng, bốn phương sáng bóng chấn động, trực tiếp cắn nát Quỳ Ngưu hư ảnh, ở tất cả mọi người không có phản ứng kịp lúc, hắn tốc độ nhanh đến mức tận cùng, nháy mắt tức thì đi tới Độc Cô Phong Trần trước người, một thương xuyên thủng đầu lâu. Phịch! Một cổ mưa máu phiêu tán ra. Một đạo xanh lơ thần vương đạo văng tung tóe. Độc Cô Phong Trần vẫn diệt. Diệp Thần nắm Độc Cô Phong Trần thi thể. Lạnh như băng nói, ta bỏ mặc ngươi là ai, cũng không để ý thân phận ngươi tu vi như thế nào. Ngươi chỉ cần dám can đảm chọc ta, ta liền để cho ngươi đầu lìa khỏi xác. Ai cũng không cứu được. Một khắc sau, Diệp Thần bóp vỡ Độc Cô Phong Trần thi thể. Thành tựu Độc Cô gia tộc công tử, dưới một người trên vạn người công tử, lúc này chết. Một màn này, xem được tất cả mọi người đều mờ mịt. Mọi người chém giết lâu như vậy. Đối chiến như thế nhiều lần. Cũng không có cơ hội, cũng không có can đảm, đánh chết đối phương. Bởi vì cho mọi người cái này cấp bậc người, đều là nhất phái công tử, điện hạ, tương lai cũng phải thừa kế vậy nhất phái. Nhưng là bây giờ, có người chết. Độc Cô gia tộc Độc Cô Phong Trần chết. Độc Cô gia tộc vị kia hộ pháp, một mặt mờ mịt, đang muốn ra tay lại bị Trịnh Bá ngăn cản, hơn nữa Trịnh Bá lấy ra giấy sinh tử nói chuyện. Giữa lúc Hồng Khôn Điện Hạ, Phi Vũ Càn Thiên Điện Hạ, Đoan Mộc Thanh Nham các người không biết như thế nào làm thời điểm, hồn đao nhưng là phình bụng cười to, chỉ Diệp Thần, nói, thấp võ thế giới phế vật à, ngươi làm thật tốt à. Ngươi giết nhưng mà Độc Cô Phong Trần à. Hắn thân phận gì, địa vị gì, ngươi cũng dám giết hắn. Ha ha ha, cho dù ta bây giờ không giết ngươi, cuộc sống tương lai, ngươi đều đưa đang chạy trốn bên trong vượt qua. Ngoan. Tới đây cho Gia Gia dập đầu một cái, Gia Gia có thể cân nhắc một chút, nói cho ngươi đi kia đường kẻ chạy à, có lẽ có thể chạy thoát đâu. Chạy, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một nhảy xuống lôi đài, ngưng mắt nhìn hồn đao, chợt cười nói, mới bắt đầu, chính là ngươi đang quấy rối, bây giờ, U Minh Thập Tam không dám động tay, ta ngày hôm nay trước hết giết ngươi. Hồn đao, xúi dục các phe người đối với ta ra tay. Bây giờ, Độc Cô Phong Trần, Độc Cô Liên, Độc Cô Côn, ba vị Độc Cô gia tộc thiên tài đều đã chết. Ngươi nên hồn đao. Đừng lấy là ở các ngươi hồn tộc ổ, ta liền không dám giết. Rào rào. Một cái mạnh mẽ kiếm cương vạch qua giữa không trung. Hồn đao vội vàng vung đao ngăn cản, lại bị kiếm cương đánh lui liền mấy chục mét, gan bàn tay đều bị đánh nứt, đáng chết, nếu không phải trưởng lão trước chút thời gian bị thương nặng. Nơi nào sẽ đến phiên ngươi cái này hèn mọn tạp chủng ở ta trước mặt diễu võ dương oai. Thôi, dù là chỉ còn lại thần vương cảnh lục tầng thiên chiến lực, ta cũng có thể tru diệt ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.